Hôm nay là ngày chủ nhân của Tom đổi nhà, Tom liền chuẩn bị đồ để rời đi. Jerry thấy Tom đi nên cũng lên đồ để đi theo. Ngay khi Tom vừa lên xe thì thấy Jerry xuất hiện. Cậu dùng một cái cây kế bên để đuổi Jerry đi nhưng Jerry lại bám vào ria của cậu khiến cả hai ngã xuống. Tom bị vậy liền đuổi theo Jerry nhưng Jerry đã trốn đi. Tom thấy thế thì đóng thêm mấy cái ván gỗ nữa cho chắc. Khi cậu ra ngoài thì thấy ông bà chủ đã đi mất rồi. Cậu cố gắng đuổi theo nhưng lại đụng phải một con chó. Con chó hung dữ khiến Tom phải chạy ngược lại về căn nhà cũ. Cậu định nhìn lại xem con chó còn đuổi theo không thì thấy nó vẫn ở ngoài. Dù Tom có đi tới đâu thì cũng thấy con chó. Không còn cách nào khác nên cậu đành phải đợi tới sáng mai. Ngay khi trời vừa sáng thì liền có một quả sắt đập vào nhà Tom. Đội thi công đã có mặt để dọn dẹp ngôi nhà. Ngay khi Tom vừa chạy ra thì chợt nhớ ra Jerry vẫn đang còn ở trong nhà. Cậu quay lại để tháo mấy tấm ván gỗ rồi giải cứu Jerry. Dù cả hai đã an toàn nhưng giờ họ lại trở thành người vô gia cư. Ngôi nhà họ từng ở giờ chỉ còn lại là đống đổ nát. Tom và Jerry chỉ biết đi lang thang khắp nơi. Khi họ đi vào một con hẻm thì bắt gặp được chú chó Bugsy. Bugsy nói rằng lang thang bên ngoài phải biết buông bỏ hận thù để giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Còn đây là người bạn của Bugsy, cậu châu chấu Frankie, tớ là Tom, còn tớ là Jerry. Cả hai bất ngờ nhận ra đối phương có thể nói được. Tôi cũng bất ngờ, có mỗi vậy thôi mà cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Bugsy và Frankie phải hòa giải cho họ. Dù kích thước cơ thể có khác hẳn nhau thì hai cậu vẫn có thể làm bạn mà. Sau khi nghe Bugsy và Frankie khuyên thì Tom và Jerry vẫn tính nào tật đó, vẫn cà khịa nhau. Trong khi đó thì Bugsy và Frankie đang tìm kiếm đồ ăn tối thì bỗng nhiên có một cái lưới bắt lấy họ. Tom nhìn xung quanh thì không thấy Bugsy đâu, thì ra cậu ta đã bị hai tên trộm chó bắt đi, ngay khi cậu chuẩn bị ăn thì liền bị tấn công. Năm con mèo hoang xuất hiện. Chúng nói rằng Tom đang ở trong địa bàn của chúng, vì cậu là một con mèo nhà nên không thể gia nhập với một lũ mèo hoang như chúng được, thế là cậu bị bọn chúng đuổi theo. Điều đó vô tình giải thoát cho Jerry đang bị kẹt trong chậu hoa. Ngay khi chúng quay lại thì Jerry đã canh sẵn bẫy để bắt chúng lại. Nhờ có Jerry giải cứu mà giờ đây cả hai đã làm lành với nhau, nhưng Tom và Jerry vẫn phải lang thang trên đường. Bỗng nhiên cả hai gặp một cô bé ở dưới gầm cầu. Họ giới thiệu mình là Tom và Jerry, còn cô bé là Robin. Robin rất tốt bụng khi biết Tom và Jerry lâu ngày chưa được ăn gì thì liền cho cả hai ít đồ ăn. Cô kể rằng cô đang bỏ nhà đi vì mẹ cô đã qua đời khi cô vẫn còn nhỏ tuổi. Cha cô thì dường như đã mất trong một trận lở tuyết khi ông đang leo núi. Kể từ đó cô sống với người dì độc ác và gã luật sư nham hiểm. Họ đuổi đánh cô mỗi ngày, thậm chí còn đuổi cô lên gác mái để nhường phòng cho con chó của bà ta. Cô không muốn bị bạo hành nữa nên đã trốn đi. Tom và Jerry nghe vậy thì nói có chỗ ăn chỗ ở là may mắn lắm rồi. Ở bên ngoài đường rất khổ, biết đâu dì đang tìm cô thì sao? Đúng là dì đang tìm cô bé thật. Bà ta khóc lóc kể lể cho anh cảnh sát khi đứa cháu yêu quý của bà ta đã bỏ nhà đi bụi. Nhưng ngay khi anh cảnh sát rời đi thì bà ta liền lật mặt, con chó để Robin rời đi liền bị bà ta trừng phạt. Bà ta cần Robin như vậy vì phải có Robin thì bà mới chiếm đoạt được tài sản của nhà cô, mới đó mà anh cảnh sát đã tìm được Robin. Cô bé biết mình không thể chạy được nữa nên muốn được giữ Tom và Jerry ở lại, Tom cũng biết phải tỏ ra dễ thương thì mới được nhận. Vì muốn Robin ở lại nên dì quyết định sẽ cho Tom và Jerry ở chung. Vừa vào nhà thì bà ta liền đuổi Robin lên lại phòng ở trên gác mái. Tâm và Gia Huy thì được con chó của bà ta mời đi ăn. Nhưng thay vì cho thức ăn ngon thì nó lại ném cho Tom và Jerry thức ăn đã bị ô thiu. Thế là cả hai ném ngược lại vào mặt con chó. Con chó thấy bị chơi xỏ liền đuổi theo Tâm và Gia Huy, nhưng mấy trò chơi xỏ này là sở trường của cả hai rồi. Con chó đi tới đâu thì bị ăn hành tới đó. Ở bên phía khác thì bà dì và ông luật sư đã phát hiện ra bố Robin còn sống. Jerry vô tình đi ngang qua đã nghe hết tất cả. Chúng ta phải giấu con bé về việc bố nó còn sống. Đợi khi hai ông bà rời đi thì Jerry liền chạy đến lấy tờ thông báo. Cậu muốn tìm Robin để báo cho cô bé về việc này. Nhưng khi lên tới phòng Robin thì bà ta đã đợi sẵn để lấy lại tờ giấy rồi bắt Tom và Jerry lại. Sáng hôm sau, bà ta liền đưa Tâm và Gia Huy tới chỗ ông tiến sĩ. Bên ngoài thì hắn ta giả vờ là người chuyên nhận nuôi các động vật hoang nhưng bên trong nội tâm lại thâm độc. Thì ra hắn ta thông đồng với hai tên trộm ở đầu phim.
Mọi động vật hắn bắt được đều bị nhốt lại ở đây. Bà dì nói với Robin rằng Tom và Jerry cảm thấy không hợp ở đây nên đã rời đi. Cô bé thì cảm thấy đau lòng khi ngay cả Tâm và Gia Huy cũng rời bỏ mình. Phía bên Tom và Jerry thì họ gặp lại Bugsy và Frankie. Họ nói mình đang có việc gấp nên hỏi có cách nào rời khỏi đây không. Chỉ cần nhấn mấy cái nút màu đỏ thì cái lồng sẽ mở ra. Jerry liền tận dụng lợi thế nhỏ con của mình để tẩu thoát. Cậu nhấn hết cái nút để mở tất cả những cái lồng. Hai tên trộm vừa tỉnh dậy thì đã có một đàn chó chạy qua. Chẳng mấy chốc mà Tom và Jerry đã thoát ra bên ngoài. Cả hai nhanh chóng lẻn vào phòng Robin bằng đường cửa sổ. Họ nói cho Robin về việc bố của cô còn sống rồi, cả ba lên kế hoạch để trốn thoát khỏi căn nhà. Họ sẽ trèo xuống bằng một sợi dây nhưng tới lượt Tom và Jerry thì họ lại bị ngã xuống khiến bà dì đang ở trong nghe được. Bà ta liền gọi cho ông luật sư để tìm Robin, cả ba nhanh chóng trốn xuống dưới gầm cầu. Chẳng mấy chốc mà bà dì và ông luật sư xuất hiện. Bọn chúng cố gắng tìm cô bé nhưng không hề biết cô đã dùng một cái bè để di chuyển. Con chó thấy thế liền tìm đến bà dì nhưng bà ta không hiểu thì lại đá con chó đi. Ngay khi nó chuẩn bị bắt lấy cả ba thì lại tụt xuống nước. Phải đi một đoạn đường dài nên khiến Tom, Jerry và Robin mệt lả người. Jerry thì cứ dựa dẫm vào người Tom nên khiến cậu bực. Cậu nằm ra xa để tránh Jerry thì thấy hơi sai sai. Sáng hôm sau, bà dì quyết định in hình Robin lên tất cả các hộp sữa để tìm cô bé. Thậm chí còn trao thưởng $1,000,000 cho bất kỳ ai tìm được. Bố cô bé cũng nhận được tin cô bé bỏ nhà đi. Ông ta liền lên trực thăng để đi tìm cô bé. Ở bên phía Robin thì cô được một ông thủy thủ sở hữu một công viên giải trí thất bại giúp đỡ. Ông ta chăm sóc cô bé rất tốt cho tới khi thấy quảng cáo cho phần thưởng ở trên hộp sữa. Thế là ông ta liền lén cô bé đi gọi điện cho bà dì để chắc ăn hơn. Ông thủy thủ còn lừa Robin lên một chiếc đu quay. Đợi khi cô bé lên thì ông ta liền cho Robin kẹt ở trên đỉnh cao nhất. Tom và Jerry thấy thế liền kéo cần gạt để giải cứu Robin. Chưa kịp vui mừng thì phía sau họ là bà dì độc ác nên họ phải chạy lẹ. Không còn đường nào nên họ phải đi lên một chiếc tàu hơi nước để trốn thoát. Ngay khi bà dì vừa đuổi đến thì Tom liền cho tàu chạy. Thấy vậy, bà dì và ông luật sư sử dụng siêu xe để đuổi theo. Nhận ra bà dì vẫn còn bám đuôi nên Tom và Jerry liền tiếp thêm nhiên liệu cho tàu để nó chạy nhanh hơn. Ông luật sư ở phía trên thì mải nhìn xuống dưới mà không để ý phía trước có hàng rào, thế là được cho tắm với lợn. Tụi mình sẽ đến ngôi nhà gỗ, đó là nơi bí mật của mình và bố mình. Khi mặt trời bắt đầu lặn thì cũng là lúc họ tìm được ngôi nhà. Robin hy vọng vào trong mình sẽ được gặp lại bố, thế nhưng người đón tiếp cô lại là bà dì. Tâm và Gia Huy ở phía sau chưa kịp chạy vào trong thì bị ông luật sư khóa cửa lại. Hắn tính bắt Robin lại nhưng cô bé đã đá ngược lại vào chân hắn rồi chạy lên trên. Cái bàn đổ xuống khiến chiếc đèn cồn vỡ ra. Tom và Jerry ở bên ngoài thì nhanh chóng trèo lên trên để giải cứu cô bé. Ông luật sư khuyên Robin nên đi xuống trước khi gặp nguy hiểm thì cô bé không đồng ý. Ngọn lửa càng ngày càng cháy to hơn. Bà dì chỉ quan tâm đến mạng sống của mình nên đã kéo ông luật sư chạy trước. Ngay lúc nguy hiểm thì Tom và Jerry đã có mặt để giải cứu Robin. Bà dì và ông luật sư thì chạy ra khỏi nhà nhưng lại ngã xuống con thuyền. Tưởng chừng không còn hy vọng thì bố của Robin xuất hiện. Ông cho máy bay gần lại để giải cứu cô bé. Tom và Jerry không kịp leo lên nên bị ngã xuống với ngôi nhà. Sau một thời gian thì ngọn lửa cũng đã tắt, Tom nhanh chóng bơi lên. Cậu tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy Jerry đâu. Cậu thề chỉ cần Jerry không bị sao thì sẽ làm mọi điều Jerry muốn. Nghe xong lời của Tom nói thì Jerry mới lên tiếng. Robin thì ở đằng xa tiến đến ôm lấy cả hai. Sau sự việc đó thì Tâm và Gia Huy được ở chung với Robin. Cứ tưởng cả hai sẽ bắt đầu chung sống hòa thuận thì khi không có Robin ở đây. Tom lại dùng bẫy chuột để chơi xỏ Jerry. Jerry để cho đuôi Tom kẹp vào bẫy và cả hai tiếp tục chơi trò đuổi bắt với nhau. Trong khi những căn nhà xung quanh đầy nắng và gió, thì ở phía xa lại có một dinh thự bị ma ám và rùng rợn. Vào bên trong thì có Tom và Jerry đang chơi trò đuổi bắt với nhau. Jerry giật mình khi Tom đến thì bỗng nhiên Tom lại ăn luôn cái ghế. Cậu chưa tự đắc ý được bao lâu thì Tom tiếp tục đuổi theo. Họ đuổi nhau thành một vòng tròn cho tới khi nào Tom mệt thì thôi. Tom thấy được cái đuôi của Jerry thì cho tay vào trong mò thử. Chả hiểu cậu mò kiểu gì mà lại mò trúng một cuộn len. Nhận ra mình đã bị Jerry chơi xỏ thì Tom cáu lắm.
Jerry thì không để ý phía trước nên đã bị Tom bắt được. Cậu giả vờ cười để khiến Tom khó hiểu. Thấy Gia Huy cười nhiều quá nên Tâm cũng bắt đầu cười theo. Nhân lúc Tom đang mải cười thì Jerry chuồn lẹ. Khi Tom nhận ra thì đã quá trễ rồi. Bỗng nhiên Jerry quay trở lại với một cái cây gì đó trên tay để phang thẳng mặt Tom. Tâm bị vậy thì đâu thể để yên cho Gia Huy được. Trong khi đó ở dưới tầng hầm, đây là chủ nhân của Tom, một phù thủy tên Chip đang cố gắng tạo ra một loại thuốc bằng cách sử dụng chiếc nhẫn thần của mình. Ngay khi anh phù thủy nghĩ mình sắp thành công thì lại chẳng có gì xảy ra, do anh sử dụng sữa mua ở trên Shopee để thay thế nên đã thất bại. Ở bên trên thì Jerry đang tìm cách trốn đi, Tom đuổi theo từ phía sau thì nhanh chóng mất dấu. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một thứ gì đó đang di chuyển trên ghế. Tom thẳng tay đập xuống nhưng ai ngờ nó lại bật ngược vào mặt cậu. Jerry thấy thế thì bonus cho thêm một phát nữa rồi chạy lẹ. Tom đuổi theo nhưng không kịp phanh lại nên ngã thẳng xuống dưới. Đã thế còn bị u một cục trên đầu nữa. Trong khi đó thì anh Chip vẫn đang cố gắng làm thí nghiệm. Tom thấy xe máy thì thích lắm nên giả vờ lái thử. Ai ngờ cái xe đã bị phù phép rồi nên chở Tom thẳng vào bãi than phía trước. Cái sảnh phù phép đang làm việc thì thấy Tom nên nó ném thẳng ra ngoài. Anh phù thủy Chip thấy Tom phá hỏng chuyện thì cọc lắm. Anh giao cho Tom một việc quan trọng hơn cả việc bắt Jerry là Tom phải canh giữ chiếc nhẫn này. Hiểu chưa hả? Nếu Mi làm tốt thì ta sẽ thưởng cho Mi một con cá siêu to khổng lồ. Nhưng nếu Mi làm hỏng thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Tôi đã hiểu thương ải. Giao việc cho Tom xong thì anh ta liền lên đường đi tìm loại sữa trong truyền thuyết. Tom thì lấy một cây chổi để trông chừng chiếc nhẫn. Jerry thấy tò mò nên lên trên xem thử. Bỗng nhiên có một mùi hương cuốn hút cậu. Jerry đi theo mùi hương đó thì thấy một miếng phô mai ngon tuyệt. Cậu leo lên quyển sách gần đó để thưởng thức. Đang ăn thì Jerry bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn. Cậu trèo xuống để xem thử. Thấy nó giống với chiếc vương miện nên Jerry thử đội lên đầu xem sao. Đeo thêm cái áo choàng nữa cho thêm phần quý phái. Đang đắm chìm trong niềm vui thì Gia Huy bị Tâm chặn lại. Thế là cậu liền chạy trốn, trốn vào một cái hộp cho kín đáo. Ngay khi Tom lại gần thì ối rồi ôi. Tom yêu cầu Jerry phải trả lại chiếc nhẫn nhưng Jerry không gỡ ra được. Thấy vậy Tom đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Cậu lấy cây chổi để đánh Jerry nhưng lại hụt. Thậm chí Tom còn bị các đồ vật đánh ngược lại. Bonus thêm mấy quyển sách vào đầu cho thêm thông minh nghề. Jerry nhân cơ hội đó chuồn lẹ. Khi Tom phát hiện ra thì đã quá trễ. Cậu nghĩ đến chuyện bị đuổi ra khỏi nhà thì sợ lắm. Tom nhanh chóng dùng chổi bay để đi tìm Jerry. Vừa bắt được Gia Huy thì Tâm lại đập mặt vào cái cổng trước mặt. Jerry thì ngã vào bãi cát nhà hàng xóm. Tom thấy thế thì dùng nốt cái giày còn lại để đuổi theo. Gia Huy tìm được một nơi để gỡ cái nhẫn nhưng cậu không thể làm được. Cậu nhìn xung quanh xem có nơi nào giúp mình được không thì thấy cửa hàng bánh mì, cửa hàng mì Ý, cửa hàng thịt và mấy cửa hàng khác nữa. Chẳng có chỗ nào giúp được Jerry nên cậu buồn lắm. Bỗng nhiên cậu thấy đằng sau mình là cửa hàng trang sức. Vào đó thì người ta có thể giúp cậu gỡ cái nhẫn ra. Ở bên phía khác thì Tâm vẫn đang cố gắng tìm Gia Huy. Phía trước Tom là Jerry đang đứng ở cửa hàng trang sức. Bỗng nhiên cậu thấy phía sau là ông chủ cửa hàng đang chuẩn bị đi ăn trưa. Thế là Tom lẻn vào trong để giả làm ông chủ. Cậu mở cửa tiệm, mặc lên mình một bộ đồ, ngồi lên cái ghế để chờ đợi. Chẳng mấy chốc mà Jerry đã vào trong. Tom giả vờ chào đón Jerry, đợi Jerry trèo lên trên bàn để làm việc. Cái nhẫn này nó dính chặt lắm nên tôi muốn gỡ nó ra. Tom thử xoay mấy cái rồi cố gắng kéo nó ra nhưng không được. Cậu dùng tới cả chất bôi trơn cũng không ăn thua. Thấy thế cậu cho Jerry vào trong luôn, lắc đều trước khi sử dụng. Nhưng dù có làm như vậy thì chiếc nhẫn vẫn không di chuyển. Thấy thế Tom chơi bài ngửa khi tháo đồ ra. Cậu bắt lấy Jerry nhưng không thành. Cả hai tiếp tục trò đuổi bắt trong cửa tiệm, đuổi nhau từ bàn này sang bàn khác. Ông chủ cửa hàng vừa quay về thì thấy cửa tiệm đang bị đập phá. Ngay khi Tom chuẩn bị tóm được Gia Huy thì ông ta đã vào trong. Ông thấy một con mèo và một con chuột đã phá hoại cửa hàng của mình. Jerry nhân cơ hội liền chạy trước. Tom cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu nghĩ đến cảnh bị đuổi ra khỏi nhà mà sởn gai ốc, Jerry cũng đã chạy được một đoạn khá xa. Chào mừng bạn đến với nhà ngoại cảm Ruby, tôi là Butch, tiếp tân ở đây. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên đầu Jerry thì Butch liền sáng mắt lên, cậu ta mơ về cuộc sống tương lai khi sở hữu chiếc nhẫn. Thế là phải nhanh chóng đóng cửa để tiếp khách VIP. Cậu sẽ phải tháo chiếc nhẫn ra thì mới có thể vào trong, Butch thử dùng hết sức để kéo nó nhưng không được.
Cậu ta sử dụng một cái que để kéo ra nhưng chiếc nhẫn vẫn không di chuyển, thậm chí còn đánh bay Jerry thẳng vào trong phòng của Ruby. Chào cậu, tôi là nhà ngoại cảm Ruby, bây giờ tôi sẽ dự đoán về tương lai của cậu. Butch ở ngoài thấy Jerry thì liền mang đồ vào trong, thử tìm xem có cái gì để gỡ chiếc nhẫn ra không, một cái nhíp. Anh ta cố gắng lấy chiếc nhẫn nhưng lại bị phép thuật từ chiếc nhẫn dịch chuyển vào trong quả pha lê. Jerry thấy thế thì liền lêu lêu Butch một cái rồi chạy đi. Ra ngoài cậu va phải vào Tom nhưng vẫn chạy thẳng vào một con hẻm tối để trốn. Ngay khi Jerry nghĩ mình đã an toàn thì cậu gặp phải một con mèo đen mới ngủ dậy. Nó nhìn xuống dưới thì biết đã tới giờ ăn tối. Con mèo đen chuẩn bị đưa Jerry vào miệng thì bị tấn công ở phía sau. Tom nhanh chóng xuất hiện giải cứu cho Gia Huy. Jerry cố gắng giải thích cho Tom về chiếc nhẫn nhưng Tom không nghe. Thế là Jerry làm phép cho Tom hiểu. Con mèo đen chuẩn bị tấn công Tom thì Gia Huy đã biến cái thùng rác đập thẳng xuống đầu con mèo đen. Tom cũng muốn thử nên bonus cho nó thêm một viên gạch. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ nên Tom cho nó ăn thêm vài món. Con mèo đen giờ đã biết sợ nên phản ngay. Nhưng Tom đâu có để cho nó đi dễ dàng như vậy. Con chó Butch đã thoát được nên giờ nó tiếp tục đuổi theo Tom và Jerry. Con mèo đen liền bắt được Jerry nhưng lại ngã vào thùng rác. Tom khiến Jerry cọc nên cậu cắn mạnh vào tay Tom khiến Tom phải bỏ Jerry ra. Butch bắt được Jerry thì liền gỡ cái nhẫn khỏi đầu cậu. Hắn chạy chưa được bao xa thì bị Tom và con mèo đen bắt lại. Jerry đang đi thì cũng vướng vào cuộc xung đột, thế là chiếc nhẫn lại quay trở về đầu cậu. Butch để Jerry sang một bên cho đỡ vướng. Con mèo đen lấy một cây gậy ra nhưng không hiểu sao lại đánh trúng Tom, thế là hai đứa kia đánh vào đầu đứa còn lại. Jerry nhân cơ hội đó chạy lẹ. Tom khi tỉnh dậy thì thấy Jerry nên cậu liền chạy nhanh đến bắt Jerry. Con mèo đen và con chó Butch cũng đuổi theo phía sau. Hai con mèo khác thấy thế cũng gia nhập chung. Bỗng nhiên Tom quẹo vào một con hẻm. Thành công cắt đuôi được bọn chúng, nhưng cậu không để ý phía trước nên bị trượt vỏ chuối. Đã thế còn phóng to nó lên nữa. Vỏ chuối to khiến Tom ngã vào một cửa hàng. Bà chủ đi ra thì thấy Tom. Bà tưởng Tom là mèo hoang nên liền mang cậu vào trong. Ở trong nhà bà thì như một cái sở thú thu nhỏ vậy. Tom thì được ở chung với hai bố con nhà Spike. Cùng chào đón bạn mới nào con trai. Jerry thì được cho vào ở chung với ba con chuột khác. Hai con chuột này chuyên đi bắt nạt con còn lại. Chúng nói mình đang bận bắt nạt Nibbles nên sẽ quay lại sau. Jerry thấy thế ngăn chúng lại nhưng chúng đâu dễ dàng để yên chuyện như vậy. Chúng trói cậu vào một cái lồng rồi quay cậu vài vòng. Thấy thế Jerry liền phù phép lên chúng, biến hai con chuột trở thành miếng format. Jerry còn biến Nibbles trở nên to lớn để cậu ta có thể bắt được hai miếng format đang biết chạy kia. Bỗng nhiên có một đứa trẻ xông vào trong muốn mua Jerry. Bà mẹ thấy thế cũng yêu cầu bà chủ cho xem con chuột. Cậu bé dường như phát cuồng với Jerry, cậu còn vô tình dùng phép khiến Tom thoát khỏi chiếc lồng. Tom nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tiệm để tìm Gia Huy. Tom ngang nhiên cướp lấy Jerry từ tay cậu bé khiến cậu ta bật khóc. Bà mẹ thấy thế liền báo cảnh sát chuyện con trai mình mới gặp cướp. Ông cảnh sát huy động toàn bộ cảnh sát trong vùng bắt lấy Tom. Cậu nhanh trí thay thế cái tượng sư tử ở trên để đánh lừa cảnh sát. Ngay khi chúng vừa đi, Tom liền tìm nơi để trốn. Vừa thở được một xíu thì cậu thấy con chó Butch và con mèo đen đang tìm mình. Hai bố con nhà Spike vừa chạy ra khỏi cửa hàng thì liền bị Tom đạp qua. Con có sao không con trai? Hãy cho con mèo kia một bài học nào. Phía sau Tom bây giờ là vô số người hâm mộ muốn theo đuổi cậu. Tom và Jerry nhanh trí trốn vào một cái hẻm nhỏ gần đó. Thành công cắt đuôi người hâm mộ, họ vừa đi một xíu thì gặp lại cậu bé hồi nãy. Cậu ta đòi lại Jerry rồi thông báo với đám người hâm mộ phía sau. Tom thấy thế liền cướp lấy Jerry rồi chạy lẹ. Nhưng chả hiểu sao cậu lại chạy vào đường cụt. Jerry đành phải sử dụng chiếc nhẫn để dừng đám đông lại. Giờ đây cả hai đã có thể ngang nhiên đi trước mặt chúng. Họ cùng nhau trở về dinh thự của cậu phù thủy, vào trong để nghỉ ngơi một xíu. Tom đặt Jerry xuống một cái ghế. Cậu bắt Jerry giao ra chiếc nhẫn nhưng Jerry không làm được. Jerry thử dùng hết sức để kéo ra nhưng chiếc nhẫn vẫn không nhúc nhích. Sợ Tom làm trò gì đó nên Jerry chạy lẹ vào nhà bếp. Cậu tìm thấy chai nước tháo nhẫn ở đây. Chỉ cần bôi một ít lên đầu là có thể tháo ra dễ dàng. Ngay khi cậu vừa được giải thoát khỏi chiếc nhẫn thì liền bị Tom bắt lại. Tom hỏi Jerry chiếc nhẫn trên đầu đâu thì nó ở đây, nhưng muốn lấy lại chiếc nhẫn đâu phải dễ. Jerry đánh bay nó đi chỗ khác, khiến Tom phải chạy theo để lấy lại.
Cuối cùng chiếc nhẫn lại dính vào tay Tom. Nghe tiếng cậu chủ đã quay trở lại nên Tom để chiếc nhẫn ở trên cái hộp cho khỏi bị nghi ngờ. Ngay khi cậu chủ lấy cái hộp theo thì mới biết Tom đã đeo chiếc nhẫn. Tom cố gắng giải thích nhưng cậu chủ không hiểu. Cậu ta bắn những tia chớp vào mông Tom khiến Tom phải chạy lẹ. Bỗng nhiên chiếc nhẫn bắn phép vào trong thành phố, biến những người hâm mộ của Tom bay đến chỗ cậu. Thế là Tom phải co giò bỏ chạy. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tinh mơ. Tom và Jerry vẫn chơi trò đuổi bắt như mọi ngày. Ngay khi Tom tưởng mình đã bắt được Jerry thì đâu có dễ như vậy. Jerry liền chạy xuống phòng bếp. Tom dùng hết sức để bắt Jerry lại nhưng không thành. Đã thế Jerry còn làm đủ trò báo hại Tom. Ngay khi Tom đã dồn được Jerry vào trong tường nhưng cậu lại bắt hụt. Tom tính leo lên thì Jerry đã cho cậu ta ăn một hũ bánh vào mặt theo đúng nghĩa đen. Tăng thời gian rửa chén bát lên một xíu. Làm xong Jerry liền chạy lẹ. Ống nước không chịu nổi được nữa nên đã phát nổ rồi kéo theo Tom bay lên trời luôn. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã bị máy bay cạo sạch lông rồi. Ngay khi Jerry chuẩn bị ăn bánh thì một cái bồn rửa mặt lao thẳng xuống. Tom từ dưới liền lao lên bắt lấy Jerry nhưng cậu đã sử dụng vòi xịt bắn ngược lại Tom. Jerry tiếp tục chạy còn Tom tiếp tục đuổi. Tom sử dụng cung tên cũng bị Jerry né dễ dàng. Thế là cả hai lại đuổi bắt ở ngoài sân, đội một cái xô ở trên đầu khiến Tom không nhìn thấy gì nên đã vấp ngã. Thấy Jerry cười mình nên cậu vào trong lấy con siêu xe ra. Dùng hết ga hết số để bắt lấy Jerry, cuối cùng lại bị Jerry hành ngược lại. Spike thấy cả hai đã đi nên cũng yên tâm hơn. Ngay khi chuẩn bị ăn thì cái cây gần đó lại đổ xuống làm nát cục xương. Ở phía khác thì Tom và Jerry đã đi vào trạm không gian quốc tế. Jerry liền chạy qua bên kia, Tom thấy thế cũng đi theo nhưng đâu có dễ ăn vậy. Đây là ông chỉ huy, ông ta đang thuyết trình về việc khám phá sao hỏa. Chúng ta định sẽ chứng minh rằng không hề có sự sống trên sao hỏa. Tôi xin giới thiệu hai phi hành gia sẽ trở thành người đầu tiên đặt chân lên nó. Beep và Boot, Beep là anh tóc vàng, anh còn lại là Boot. Ở phía Tom và Jerry thì ngay khi Tom chuẩn bị trườn qua được nên Jerry đã tháo sợi dây ra. Trước khi đập mặt vào tấm màn phía trước thì cậu cũng bắt được Jerry. Mọi người xung quanh thấy thế liền tiến tới xem. Nhìn thấy Tom và Jerry giống với nghiên cứu về người ngoài hành tinh, mọi người xung quanh liền bỏ chạy. Ông chỉ huy và ông tiến sĩ thì cố gắng nói chuyện. Đợi mãi không có phản hồi thì hai người họ mới biết đây chỉ là một con mèo với một con chuột chứ không phải người ngoài hành tinh. Họ lao vào bắt lấy Tom và Jerry. Cuối cùng chỉ có Tom là bị đuổi ra ngoài. Ở bên trong ông tiến sĩ đang thử nghiệm bột thức ăn. Chỉ cần một ít nước sẽ khiến nó biến thành một món ngon tuyệt vời. Ông chỉ huy liền ra lệnh đem món này lên tàu ngay. Jerry thấy vậy liền thử xem. Nhưng cậu lỡ tay làm đổ bình nước nên đã tạo ra vô số bánh hamburger. Mấy cái hamburger còn làm đổ luôn bình nước to. Những thùng đựng bột đồ ăn liền nở ra mà nhấn chìm tất cả. Ông chỉ huy thấy thế liền nổi nóng lên, lệnh cho mấy tên cấp dưới đi tìm người gây ra việc này. Vừa nói xong thì Jerry xuất hiện, họ liền đuổi theo cậu nhưng lại bị vấp ngã. Ông tiến sĩ đề nghị mang Tom trở lại vì chỉ có mèo mới bắt được chuột. Mấy tên cấp dưới đành phải dùng một con cá để dụ Tom. Cậu thấy đồ ăn liền sáng mắt lên mà đớp lấy. Chúng tôi có việc cho cậu đây anh bạn, cậu Tom, với công việc này đi kèm một trách nhiệm đáng sợ. Cậu có làm được không? Tôi sẵn sàng thưa chỉ huy, chúng ta có một con chuột. Nhiệm vụ của cậu là bắt con chuột đó về đây. Thế là Tom bắt đầu hành động. Jerry ở phía sau thấy thế liền chạy lẹ, cậu lặng lẽ quan sát Tom làm nhiệm vụ. Nhưng không may khi Tom đã phát hiện ra Jerry và liền đuổi theo. Jerry sử dụng một phi thuyền mini để tẩu thoát. Tom thấy thế cũng sử dụng phi thuyền nhưng có vẻ hơi đau. Cả hai cứ thế mà đuổi bắt trên bầu trời. Ngay khi Tom sắp sửa bắt được Jerry thì phi thuyền hết nhiên liệu. Họ ngã thẳng xuống đầu phi thuyền của Beep và Boot. Hai ông anh này đang chuẩn bị cho chuyến bay đến sao hỏa. Trong khi đó Tom và Jerry vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Thiết lập mọi thứ xong hết rồi chứ? Đã xong thưa ngài, chuẩn bị khởi hành sau. 3, 2, 1, cất cánh. Ngay khi Tom bắt được Jerry thì cậu liền bị ngã xuống. Chỉ kịp bám vào vỏ phi thuyền, còn Jerry đã chui được vào trong. Lực hút quá mạnh khiến Tom không thể nào bám chặt vào phi thuyền được. Mông cậu đang bị nướng chín từ từ. Vứt bỏ tên lửa giai đoạn đầu, Tom thấy phần dưới đã bị tách ra liền chạy lên bám vào phần trên phi thuyền. Cứ tưởng mình an toàn rồi thì lại bị nướng chín toàn thân. Jerry đang tận hưởng thì bỗng nhiên Tom xuất hiện từ phía sau. Ở trên thì ông chỉ huy thông báo sắp sửa rơi vào tình trạng không trọng lực. Xảy ra ngay bây giờ, mọi thứ trong phi thuyền đều bị lơ lửng. Jerry thì suýt bay vào miệng Tom nhưng cậu đã né được. Tom thấy thế liền lấy một cây vợt, đánh Jerry liên tục vào tường như một quả bóng. Jerry cũng không phải dạng vừa khi cầm luôn cây hàng mình mới tìm được để đánh trả lại Tom. Cú đập khiến cái kính bể ra, hút luôn cái đầu của Tom ra ngoài.
Hai ông Bip và Boots nhanh chóng nhận được thông báo liền bật cửa sổ dự phòng. Jerry thì giáng kéo Tom vào trong lại, kết quả là đầu Tom sẽ xuống luôn. Mọi thứ đã ổn định nên Bip và Boots sử dụng trọng lực nhân tạo. Tom và Jerry không để ý nên đi thẳng vào khu điều khiển hướng đi của tàu. Cả hai cứ thế mà phá hủy hết dây điện ở bên trong. Bip và Boots liền nhận được tín hiệu về việc thay đổi quỹ đạo bay. Xin chào các chàng trai, chúng ta có một vấn đề nhỏ xíu. Đã có sự cố trong phòng điều khiển nên giờ hai cậu sẽ đâm thẳng vào mặt trời. Một trong hai phải đi ra ngoài con tàu để lắc nhẹ dây điện trên anten. Hai ông thần Bip và Boots quyết định tú xì xem ai sẽ ra ngoài, xui cho anh Bip khi anh đã thua nên phải đi. Ở bên phía Tom và Jerry thì Jerry vô tình kích hoạt vào nút tăng tốc, con tàu sẽ di chuyển với tốc độ ánh sáng. Bip ở bên ngoài chưa kịp vào trong thì tàu đã phóng đi rồi. Má ơi, cứu con với! Boots ráng dùng hết sức thì cũng đã kéo được cần gạt xuống. Bip ở bên ngoài thì đập thẳng vào con tàu. Đi vào trong cả hai liền lao vào đánh nhau. Chúc mừng các anh đã tới được sao hỏa. Đúng rồi, tuyệt thật sếp ạ. Chuẩn bị bộ phận hạ cánh, một con tàu con liền được đưa đến sao hỏa. Hạ cánh một cách nhẹ nhàng. Chúng ta đã trở thành những người đầu tiên đặt chân lên sao hỏa rồi. Tom và Jerry vẫn tiếp tục trò đuổi bắt của mình. Sau khi tìm hiểu thì Bip và Boots kết luận không hề có sự sống trên sao hỏa. Họ nhanh chóng quay về tàu con để thoát khỏi đây. Chỉ còn Tom và Jerry là bị kẹt ở lại. Lúc này cả hai mới để ý những thứ xung quanh mình. Nhiệt độ thấp khiến họ run cầm cập. Jerry thấy phía trước có một tấm mền liền mang ra nhưng không được. Tom thì lấy luôn không cho Jerry mượn. Những thứ Jerry tìm được đều bị Tom lấy làm của riêng. Sau khi đuổi được Jerry thì Tom bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Cậu tìm được một bịch bột đồ ăn nhưng không biết sử dụng. Cứ thế mà đổ hết xuống miệng thì mới biết cần phải có nước. Cậu nhìn ra phía xa thì thấy Jerry đang nằm tận hưởng. Thế là Tom tiến lại gần. Sử dụng móng tay để đâm thủng bể bơi của Jerry. Ngay khi Tom lại gần thì Jerry cho luôn một cái bạt tai vào mặt rồi chuồn lẹ. Tom sử dụng chiếc xe địa hình đuổi theo, nhưng làm kiểu gì cũng không bắt được Jerry. Đã thế còn đâm thẳng vào một bức tường phía trước. Ngay khi Tom sờ vào thì Jerry liền đẩy bức tường khiến nó đè bẹp Tom. Thấy vậy cậu liền cười khoái chí. Đang hí hửng cười thì cậu bị người sao hỏa tìm thấy. Đây là Pip. Bỗng nhiên thú cưng của cô gái đòi đấm nhau với Jerry nhưng đã bị cô ngăn lại. Những người sao hỏa khác thấy thế cũng ra nhìn Jerry. Sau một hồi nhìn ngó thì họ nhận thấy Jerry giống một vị thần trong truyền thuyết sẽ ban cho họ trí tuệ tuyệt vời. Lời tiên tri cổ xưa đã trở thành sự thật. Cảm ơn ngài đã đến. Họ đưa Jerry lên một cái nệm để di chuyển. Chẳng mấy chốc đã tới được vương quốc của người sao hỏa. Jerry thì nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Tôi tin rằng người này là vị thần của chúng ta. Ông vua nhìn ngó một hồi cũng đồng ý. Thế là họ mở tiệc ăn mừng ngày trọng đại này. Tom ở ngoài thì cũng đã nhìn thấy vương quốc của người sao hỏa. Một người sao hỏa đang làm việc thì nhìn thấy Tom liền hoảng sợ. Tom giống như một người khổng lồ đang tấn công vương quốc. Cậu nhìn thấy Jerry ở trong đang được tiếp đón nồng hậu. Thưa đức vua, tôi xin lỗi khi đã làm gián đoạn buổi tiệc nhưng ở bên ngoài có một người khổng lồ đang tấn công chúng ta. Vừa nói xong thì cánh tay của Tom đã đập nát cái bàn của Jerry. Tom tiếp tục tìm kiếm Jerry nhưng lại bóp ngay vào miếng thạch hình Jerry. Tom tưởng mình đã làm hại Jerry thì liền suy sụp, cậu cho sụp luôn mấy căn nhà gần đó. Người sao hỏa thấy vậy liền tấn công Tom khiến cậu bất tỉnh. Ông vua tuyên bố sẽ cho Tom xuống hồ dung nham với quái vật. Jerry sẽ trực tiếp thực hiện vinh dự này. Ngay lúc Jerry không biết nên xử lý thế nào thì có một ông tiến sĩ tới. Đây không phải thần thánh gì cả, hắn là một kẻ giả mạo. Chúng là người trái đất. Vài ngày trước chúng tôi đã phát hiện ra một tàu vũ trụ hạ cánh xuống sao hỏa. Ông vua tiến đến khiến Jerry vô tình kéo cần gạt. Cậu nhanh chóng chạy đến để kéo Tom lên, hên sao vẫn kịp. Con quái vật dung nham từ từ tiến lại gần. Pip thấy thế liền bay xuống giải cứu Tom và Jerry. Cả hai quá nặng nên chưa bay được bao xa thì Pip đã vấp ngã. Sau khi được cứu cả Tom lẫn Jerry đều biết ơn Pip lắm. Chúng ta cần phải đưa các bạn về lại hành tinh của mình để cảnh báo người ở đó trước khi người sao hỏa chúng tôi tấn công trái đất. Chúng ta sẽ đi cướp một chiếc tàu trước đã. Toàn bộ người sao hỏa đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công. Cả ba nhanh chóng lấy trộm được một con tàu nhưng đã bị phát hiện. Tom vô tình kích hoạt súng máy tự động khiến nó bắn lung tung. Jerry thì nhấn lộn nút thoát hiểm khiến Pip ngất lịm. Không còn cách nào khác nên Jerry đành khởi động đại con tàu, hên sao vẫn tẩu thoát được. Người sao hỏa cũng đã bắt đầu xuất phát, họ còn sử dụng đến robot khổng lồ để thêm phần thắng. Pip thì đã tỉnh để lái tàu nhưng con tàu đã gặp sự cố khiến họ không thể di chuyển được nữa. Ở dưới trái đất thì ngay khi Boots vừa nói không hề có sự sống nào trên sao hỏa thì phía sau anh là vô số con tàu của họ.
Mọi người thấy thế thì chạy tán loạn. Tự nhiên Bíp thấy mấy con tàu này bé xíu thì tại sao phải sợ chúng. Vừa nói xong thì anh liền bị bắn thành một đám tro. Ai nấy thấy thế đều cố gắng bỏ chạy trong bất lực. Bíp thì cũng đã sửa được con tàu, chuẩn bị cho một chuyến giải cứu trái đất. Ngay khi người sao hỏa vừa tuyên bố đã chiếm được trái đất thì họ bị tấn công. Nhóm của Bíp đã có mặt để đánh đuổi đám người sao hỏa rời khỏi trái đất. Mọi người lại gần thì nhận ra Tom và Jerry. Bíp đưa cho họ khẩu súng phục hồi, những người từng bị phân rã liền trở về hình dáng ban đầu. Bíp cũng đã quay trở lại. Ngay khi mọi người vui mừng vì đã được giải cứu thì phía sau họ xuất hiện con robot, nó lấy ra cái máy hút siêu to khổng lồ. Ai không chạy lẹ thì liền bị hút vào trong, dù cho có trốn trong trạm không gian cũng không thoát được. Có một ông tiến sĩ bám dính vào mặt đất khiến con robot phải dùng hết sức mới hút được. Nhóm của Bíp cũng không chạy thoát được, ngay lúc sắp bị hút vào thì Bíp đã mở cửa thoát hiểm. Cả ba may mắn ngã xuống một cái hồ gần đó, nhưng con robot nhanh chóng phát hiện ra liền dùng cái máy hút. Tom và Jerry cố gắng chạy thoát nhưng khi nhìn thấy Spike thì Jerry nảy ra một ý tưởng. Cậu lấy cục xương của Spike rồi trèo lên người con robot, ném cục xương vào trong bộ não của nó. Spike thấy thế thì nóng máu lắm. Cậu lao như bay tới con robot, Bíp và Jerry cũng đã giải cứu được mọi người. Còn Spike thì đang điên cuồng tấn công con robot, cậu lao vào trong để phá hủy nó từ từ. Cuối cùng con robot bị hư nên ngã xuống. Spike cũng lấy lại được cục xương của mình, ngay khi chuẩn bị tận hưởng thì bàn tay con robot đã rớt xuống khiến cục xương bị gãy làm đôi. Spike bất lực chỉ có thể bật khóc, Tom và Jerry thì được vinh danh vì đã giải cứu trái đất, họ được tặng một con siêu xe, chưa kịp lái thì nó đã bị phá hủy. Spike ở đằng xa đã điều khiển con robot để bắt lấy Tom và Jerry. Bíp nhanh chóng có mặt nhưng chỉ cứu mỗi Jerry. Để Tom ở lại chạy trong bất lực. Ở bên khác thì Bíp và Bút bị phạt lao động công ích vì đã nói dối. Chưa làm được gì thì họ lao vào cãi nhau. Vẫn như mọi ngày, Tom và Jerry đều cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Jerry đi vào trong nhà bếp lấy ra một con siêu xe rồi cán ngang qua chân Tom. Tom thấy thế cũng tìm một chiếc siêu xe khác để đuổi theo Jerry. Nhìn thấy phía trước là cầu thang thì Jerry liền quay đầu lẹ. Tom thì không để ý nên đã bị ngã xuống dưới, còn bị Jerry đạp lên đầu nữa chứ. Tom tiếp tục đuổi theo Jerry nhưng bỗng nhiên cậu thấy một cái máy bay điều khiển từ xa. Thế là cậu dùng cái máy bay để bắt lấy Jerry, cho Jerry ngồi lên máy bay luôn để điều khiển cho dễ. Máy bay bay ngang một con sóc khiến nó rơi những quả thông xuống đầu Spike đang ngủ ngon lành ở dưới. Đã thế còn cạo đi một phần tóc của Spike nữa chứ. Tom cho cái máy bay bay thẳng vào nhà, vô tình khiến ngôi nhà bị bốc cháy. Đang chơi vui thì cậu bị Spike bắt lại, liên tục là những cú đấm được giáng thẳng vào đầu Tom. Cái điều khiển vô tình bị đập bể, Jerry thấy máy bay đã mất kiểm soát liền tìm đại một cái dù nhảy xuống. Spike đang đánh Tom thì liền bị máy bay đâm vào. Tom thấy Jerry sắp rơi xuống thì liền chuẩn bị bàn ăn, đợi một xíu là Jerry sẽ bay thẳng vào miệng nhưng đâu dễ ăn như vậy. Jerry bay chưa được bao xa thì cậu bị kẹt lại. Tom thấy vậy liền tìm cách đốn hạ cái cây. Nhưng chưa làm xong thì bị Spike rượt đuổi. Còn cái cây thì đã bị đổ thẳng xuống ngôi nhà. Dù bị cây đè nhưng Spike vẫn quyết tâm đuổi theo Tom. Ngay khi bà chủ vừa về nhà thì chỉ còn lại đống đổ nát, ngôi nhà đã bị Tâm và Gia Huy phá banh chành. Cả hai đều không tránh khỏi một trận đòn từ bà chủ. Sau đó thì bị đuổi ra khỏi nhà. Bỗng nhiên họ xem được một quảng cáo về một biệt thự đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ trong ngôi nhà sẽ thuộc về bạn nếu bạn là người chiến thắng cuộc đua xe tuyệt đỉnh này. Thế là Tom và Jerry bắt đầu mơ mộng về cuộc sống sau này. Jerry sẽ được thống trị các con chuột khác, Tom thì được các em mèo xinh đẹp khác hầu hạ. Cả hai đều hy vọng mình sẽ là người giành chiến thắng. Họ bắt đầu vào khu phế liệu để đỗ xe của mình. Những thứ người khác bỏ đi thì được Tâm và Gia Huy tận dụng cho chiếc xe. Chẳng mấy chốc cả hai bắt đầu lên đường đi đăng ký. Trên đường cũng không quên phá hoại. Một đoàn xe đang đi tham quan thì liền bị Tom tạt đầu. Tom và Jerry vô tình phá hủy bồn chứa nước. Điều đó tạo ra một cơn sóng đẩy cả hai bay thẳng vào văn phòng của ông giám đốc tổ chức cuộc thi. Ngay khi ông ta thấy một con mèo và một con chuột muốn đua xe thì cho rằng điều đó quá ngớ ngẩn. Ngay khi ông ta chuẩn bị gọi bảo vệ thì ông tổng giám đốc gọi đến. Họ phải đóng hết cửa sổ và đội một cái mũ để đợi ông tổng giám đốc xuất hiện. Từ trong làn khói, ông tổng giám đốc xuất hiện cùng hai mỹ nữ xinh đẹp. Ta đã nghe những gì ngươi nói về một con mèo và một con chuột này rồi. Đây là một ý tưởng tuyệt vời cho cuộc đua.
một ngoại lệ sẽ thu hút được rất nhiều người xem. Ngươi làm tốt lắm nên cứ tiếp tục phát huy. Ta đi đây. Hai cậu chỉ cần ký vào đây là được phép thi. Chỉ mỗi việc ký tên mà Tâm và Gia Huy cũng không nghiêm túc được. Xin chào mọi người tới với cuộc đua xe tuyệt đỉnh. Tôi là Bíp. Còn tôi là Bút. Đây là một cuộc đua thú vị và sôi động hơn bất cứ thứ gì ngoài kia. Chúng ta cùng gặp thí sinh đầu tiên nào. Giới thiệu với các bạn về anh chàng siêu sao đẹp trai này là Steve Deakley. Còn đây là bà Grammy. Dù bà đã có tuổi nhưng chớ có xem thường. Gừng càng già càng cay đấy các bạn. Đi cùng với bà là một con chó hung dữ, Scotty. Tiếp theo chúng ta đến với chúa tể bóng tối Gotham. Nhìn anh đáng sợ vậy thôi chứ nội tâm bên trong lại ấm áp vô cùng. Anh làm chủ của một tiệm hoa và một tiệm bán thiệp. Kế đến là một người mẹ đơn thân. Cô tên là Mallory. Cô tham gia chương trình vì muốn tìm được một ngôi nhà tốt hơn cho các con của mình. Tiếp theo chúng ta có một vị tiến sĩ. Chiếc xe của ông sử dụng năng lượng phản vật chất. Nó là một thiết kế đặc biệt mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Cái này là cái gì thế? Đã ghi là đừng nhấn nhưng Bíp vẫn nhấn một cái khiến ông tiến sĩ và cái xe biến mất. Chưa gì đã có một thí sinh bị loại. Cuối cùng chúng ta có một chú mèo và một chú chuột. Trong khi đang trả lời phỏng vấn thì Tâm và Gia Huy vẫn tiếp tục chọc nhau. Chẳng mấy chốc mọi người đã có mặt ở vạch xuất phát. Ngay khi tiếng súng nổ ra thì tất cả liền bắt đầu. Dù đang đua xe nhưng anh chàng Steve Deakley vẫn phải tỏ ra đẹp trai. Con chó Scotty của bà Grammy thì cố gắng loại bỏ các đối thủ khác. Tom đang lờ ngớ thì liền ăn ngay một cái bồn rửa mặt vào đầu. Chẳng mấy chốc họ đã phải đối mặt với thử thách đầu tiên, kẹt xe và tắc đường. Họ sẽ phải sử dụng đến các thiết kế đặc biệt để vượt qua thử thách này. Chúa tể bóng tối Gotham thì biến cái xe trở thành một con nhện. Bà Grammy thì sử dụng một đôi chân giấu ở dưới gầm xe. Anh chàng Steve Deakley thì biến bánh xe to ra chạy cho nó dễ. Jerry thì có lợi thế nhỏ con sẵn rồi nên chỉ việc chạy tiếp. Tom thì biến xe từ 4 bánh thành 1 bánh để chạy qua. Cô Mallory không biết phải làm gì, chỉ đành bật nhạc ngồi đợi. Trong khi đó, Tâm và Gia Huy vẫn không quên chơi trò đuổi bắt. Xe của Tom bay đi khi đâm phải một cái đường hầm. Cậu bị ngã xuống nhưng hên không bị sao. Vừa mới tận hưởng một xíu thì bị những đối thủ khác cán qua. Đã thế còn bị cái xe của mình đâm thẳng xuống. Anh chàng Steve Deakley và bà Grammy đang dẫn đầu. Anh ném một hộp đồ ăn cho chó qua xe bà Grammy khiến con chó Scotty quậy phá. Tom thì dùng tới cái cần câu nam châm, chẳng mấy chốc mà đã bắt được Jerry. Thế là Jerry liền bắn dầu vào mặt Tom, cậu trói chặt Tom lại rồi chạy thoát. Mắt không thấy đường nên Tom vô tình đạp vào cần gạt nước. Gotham thấy Tom quậy quá liền cho cậu ăn ngay một quả thối. Cậu vừa ra khỏi xe để thở một chút thì liền bị mấy xe phía sau cán qua. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Amazon. Người đang dẫn đầu là anh chàng Steve Deakley. Suýt nữa thì tiêu rồi Bút à. Tiếp theo là bà Grammy. Tôi hy vọng bà có thể xử lý được cây cầu. Vừa nói xong bà liền bị mắc kẹt. Cái gì thế kia? Có phải tôi đang nhìn lầm không? Một bà lão tuổi cao đã đẩy được chiếc xe ra khỏi phần ván gỗ bị mất. Đúng là gừng càng già càng cay phải không quý vị? Kế đến là Gotham. Có vẻ như anh ta cũng đang gặp rắc rối. Nhìn kìa! Anh ta vừa triệu hồi một con chim khổng lồ đến để giúp anh ta. Tom đang chạy thì thấy một ngã ba. Cậu nhanh trí thay đổi biển báo chỉ dẫn rồi chạy tiếp. Chẳng mấy chốc mà cô Mallory ở phía sau đã bị dính vào vùng cắt lún. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi đó, sửa lại biển báo chỉ dẫn rồi thông báo cho Jerry đừng đi đường đó. Xe của cô đã bị kẹt trong vùng cắt lún nên cô sẽ rút lui. Ngay khi Tom thấy Jerry đã chạy lên cầu thì cậu liền cưa đi cây cầu. Cứ tưởng Jerry sẽ bị loại thì cậu liền bật chế độ máy bay, bay lên khỏi thung lũng rồi đáp trả lại Tom. Tom thấy Jerry chạy trước liền đuổi theo nhưng lại chạy ngược về phía sau. Có vẻ là một pha gậy ông đập lưng ông rồi Bút à. Tiếp theo mọi người phải đua đến Nam Cực. Bà Grammy thì biến chiếc xe thành một chiếc thuyền. Tom thì để xe trên ván gỗ. Jerry thì chỉ cần một cái phao là đủ. Gotham thì biến chiếc xe thành một con tàu. Anh chàng Steve Deakley thì bị sét đánh. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã chìm xuống dưới. Anh cố gắng bơi lên một mỏm đá thì gặp được nàng tiên cá. Nhưng nàng tiên cá này hơi đáng sợ nên anh đã bị loại. Có vẻ như Gotham là người đầu tiên đặt chân tới Nam Cực. Chúng ta cùng phỏng vấn anh ấy nào. Anh có bao giờ nghĩ về việc đặt lưỡi của mình vào miếng kim loại đông cứng thì nó sẽ bị dính chặt chưa? Chuyện đó thật hoang đường. Hay chúng ta thử nhé. Nếu anh nghĩ nó không dính thì sao không thử xem? Thôi được rồi, tôi làm đây. Thấy không, tôi nói rồi mà. Ủa cái gì vậy? Gotham vừa la hét vừa cố gắng rút lưỡi lại nhưng có vẻ không thành. Thế là thêm một thí sinh đã bị loại. Gotham cay lắm nhưng cũng không làm được gì. Chúng ta chỉ còn lại 3 thí sinh. Jerry đang sửa chiếc xe thì bị Tom chơi xỏ.
Con chó Scotty thấy cái đuôi của Tom cứ đập vào mặt mình thì liền cắn lấy. Tom kéo mãi mới ra được nhưng lại mất đi một mảng lông. Cậu gọi một con cá voi tới rồi vứt con chó Scotty vào trong. Bà lão Grammy thấy vậy thì chạy vào trong miệng con cá voi chung. Xong việc, Tom liền tiếp tục cuộc đua. Jerry thấy thế cũng bắt đầu chạy. Chẳng mấy chốc mà cậu đã vượt qua Tom. Tom thấy vậy liền dùng pháo bắn tuyết. Nhưng đã bị Jerry đánh bay ngược lại. Lại tiếp tục một pha gậy ông đập lưng ông rồi. Jerry chạy trước nên đã vượt qua được rào chắn. Tom phải dùng chân để phanh gấp lại khi rào chắn đã được hạ. Nhường đường cho một đàn chim cánh cụt, Tom ngồi đợi dài cả dâu thì cũng đã xong. Cậu nhanh chóng trở lại đường đua. Tiếp theo họ phải đua ở dưới nước để đến Úc. Tom sử dụng nước cá để bôi vào xe Jerry. Đám cá mập ngửi được mùi liền đuổi theo. Jerry tăng tốc khiến cho nước cá bay vào xe Tom. Ba con cá mập tấn công Tom nhưng không được. Miếng kính quá dài khiến chúng bất lực nhìn Tom ở phía trong chơi đùa. Thấy vậy Jerry liền quay lại, tặng cho con cá mập một cái dao cắt kính. Chẳng mấy chốc nó đã vào được bên trong. Tom thì vẫn đang say mê với trò đùa của mình mà không hề biết nguy hiểm ngay sau lưng. Mấy con cá mập liền vào trong để hội đồng Tom, Jerry thì đã chạy được tới Úc. Tom ở phía sau cũng giải quyết được ba con cá mập. Cậu tiếp tục chạy nhưng lại đâm vào một tảng đá. Bonus thêm một cái mỏ neo đập vào xe. Chúng tôi đang hiện có mặt tại Úc. Nhìn kìa, đã có một thí sinh đầu tiên xuất hiện. Đó là bà lão. Tôi tưởng bà lão đã dừng cuộc chơi nhưng giờ bà đã quay trở lại. Thật là nhiều bất ngờ quá. Tiếp theo đó là Jerry ở phía sau. Tom thì được đội cứu hộ giải cứu. Nhưng rất khó cho cậu khi hai đối thủ của cậu đã bắt đầu chạy. Tom thấy thế liền tới cửa hàng mua một mớ đồ về. Cậu quyết định cắt bỏ một phần nước Úc để chạy cho nhanh. Chẳng mấy chốc cậu đã dẫn đầu. Chỉ với một cái chạm nhẹ đã khiến một phần của nước Úc chìm xuống biển, bỏ mặc bà lão Grammy và Jerry ở phía dưới. Tom tính chạy tiếp thì gặp một con kangaroo. Nó cho Tom ăn liên hoàn đấm vì đã phá hủy quê nhà của nó. Thấy thế Tom liền chạy tiếp. Bà lão Grammy và Jerry cũng nhanh chóng quay lại đường đua. Phía trước là biển nên Jerry nhanh chóng bật dù ra và bà lão Grammy cũng thế. Tom thì vẫn đang bất tỉnh nên rơi thẳng xuống. Vừa tỉnh dậy cậu liền bật dù nhưng dù này có vẻ hơi yếu. Rơi xuống biển rồi mấy quả bóng khác mới bay ra. Cậu nhanh chóng đuổi con cá mập đi rồi tăng tốc về phía trước. Dùng một cái móc ném thủng dù của bà lão Grammy nhưng sợi dây lại bám vào chân cậu. Cũng may là Tom rớt xuống mấy quả bóng của mình. Còn bà lão Grammy thì rơi thẳng xuống. Con chó Scotty liền lấy ba lô nhảy dù ra. Chỉ có một cái nên cả hai đánh nhau để giành lấy. Cuối cùng con chó Scotty lấy được rồi chào tạm biệt bà lão. Bà thấy thế cũng nhảy xuống theo để bám vào nó. Ngay khi nó bung dù thì toàn là đồ ăn ở bên trong. Tạm biệt bà lão Grammy và con chó Scotty vậy. Tom thì vô tình làm bể mấy quả bóng. Còn lại một quả cuối cùng thì bị bà lão và Scotty làm bể. Hên là rơi xuống chỗ của Spike đang nằm nên không sao. Jerry thì cũng đáp đất an toàn, cả hai tiếp tục chạy. Ngay khi họ vừa tới đích thì có một chiếc xe chở hai cái máy bay tới. Giờ đây Tâm và Gia Huy phải đua bằng máy bay có năng lực hạt nhân. Các bạn có 5 phút để bay qua châu Âu cho tới nước Mỹ để hoàn thành đường đua. Thế là Tâm và Gia Huy liền bắt đầu khởi hành. Họ biến núi Everest từ đỉnh núi cao nhất thế giới thành đỉnh núi thấp nhất. Vạn Lý Trường Thành thì cũng bị phá tan, tháp nghiêng Pisa của Ý thì giờ thành tháp thẳng luôn. Những công trình nổi tiếng trên thế giới khi được Tâm và Gia Huy ghé qua thì đều bị hư hại. Họ nhanh chóng bay tới nước Mỹ. Nhìn kìa bíp, dù ở rất xa nhưng tôi có thể nghe tiếng họ đang tiến đến. Thật khó để diễn tả cảm xúc phấn khích của tôi ngay lúc này. Ai sẽ giành chiến thắng đây, mèo hay chuột? Tâm và Gia Huy vẫn đang bay hết sức để tới vạch đích. Chiến thắng đang ở trước mắt nhưng máy bay của cả hai đều đã bị hư hại. Họ cố gắng đạp để về đích. Jerry, à không, Tom, à không, Jerry. Cuối cùng cả hai về đích một lượt. Ông giám đốc liền xuất hiện. Chúc mừng các cậu đã giành chiến thắng. Tôi có một tin vui và một tin buồn đây. Tin vui là các cậu vừa hoàn thành cuộc đua xe vĩ đại nhất trong lịch sử. Tin buồn là các bạn về đích cùng nhau. Trong hợp đồng thì các cậu phải đua lại cho tới khi tìm được một người chiến thắng. Tâm và Gia Huy nghe thấy thế thì nóng máu lắm. Cả hai lao vào cho ông giám đốc một trận no đòn. Xong việc họ rời đi cùng nhau, ông tổng giám đốc xuất hiện, thấy được lòng tham của giám đốc nên ông ta loại bỏ luôn. Ông thư ký ở bên cạnh được thay thế lên làm giám đốc mới. Tom và Jerry sau khi có được ngôi nhà mới thì liền hưởng thụ. Bỗng nhiên bà chủ xuất hiện đòi lại nhà vì cả hai đã phá hủy ngôi nhà cũ của bà. Thấy có chuột trong nhà, bà liền bắt Tom làm việc. Tom và Jerry lại tiếp tục chơi trò đuổi bắt. Ngôi nhà mới nhanh chóng bị cả hai đập phá tiếp. Ở trên bờ chán rồi nên bây giờ Tom và Jerry chuyển sang làm hải tặc.
họ đang ở trên một con thuyền của hải tặc đỏ John. Ông ta nói bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà chỉ có con vẹt kế bên mới hiểu được. Trong khi mọi người đều làm việc thì Tâm và Gia Huy lại nằm nghỉ ngơi. À không, chỉ có Tom nằm nghỉ ngơi chứ Jerry vẫn phải phục vụ. Ông thuyền trưởng John vào trong thấy Tom lười biếng liền ném cậu ra ngoài. Jerry may mắn bám vào được một khẩu pháo. Còn Tom thì vẫn tiếp tục bay. Bị như thế thì Tom liền bay xuống bắt Jerry, nhưng Jerry đã lật ngược khẩu pháo lại. Tom lao thẳng vào trong họng súng. Cậu giơ tay tìm kiếm Jerry thì Jerry đưa cậu dây giật chốt pháo. Bỗng nhiên một làn sóng đánh vào cùng với một chai thủy tinh. Tom mở ra thì thấy bên trong là tấm bản đồ dẫn đến One Piece. Cậu nghĩ về cuộc sống sau này sẽ được bơi trong tiền vàng. Jerry thấy thế cũng tưởng tượng theo. Tom không thể chấp nhận được việc này nhưng Jerry đã trộm lấy tấm bản đồ. Cậu đi qua cột buồm bên kia. Tom cố gắng đi theo thì bị Jerry gỡ dây. Cậu ngã thẳng xuống dưới nhưng vẫn kịp bám vào buồm kế bên. Ông thuyền trưởng bắt Tom phải vá lại vết rách do cậu gây ra hồi nãy. Thấy Tom phải cực khổ như thế thì Jerry không nhịn được cười. Tom mang cây rìu ra để bắt lấy Jerry. May mà có ông thuyền trưởng kế bên chứ không là đi luôn cánh buồm rồi. Vẫn y như mới nha ngài, Tom nhân lúc ông ta không để ý liền trèo lên. Đang tìm kiếm thì thấy Jerry đã trượt xuống dưới. Cậu xoay cái ống nhòm thì vô tình bắn gãy luôn cái cánh buồm lúc nãy. Ông thuyền trưởng vừa quay mặt lại liền né vội. Jerry đang đi thì bị Tom bắt lại. Cậu ném Jerry vào trong một khẩu pháo rồi bắn đi chỗ khác. Mang tấm bản đồ vào trong phòng. Tom vô tình phát hiện ra tấm bản đồ dẫn đến kho báu của người Tây Ban Nha. Đầu lâu Don Diego cảnh cáo Tom nên bỏ lại tấm bản đồ vào trong cái chai trước khi hoàng hôn xuống. Không thì sẽ bị dính phải một lời nguyền cực kỳ khủng khiếp. Tom nhìn ra ngoài thì thấy cái chai đã bị vứt đi. Bỗng nhiên ông thuyền trưởng xuất hiện. Ngươi đang giấu cái gì đấy? Ta nhớ không lầm thì đây là tấm bản đồ hồi nhỏ ta tìm thấy. Đó là một quãng đường dài khi phải tranh giành với hai đứa em trai của ta. Đứa màu xanh dương là Bob. Còn đứa màu tím mộng mơ là Paul, ngươi làm tốt lắm. Nói xong hắn liền ném Tom bay đi chỗ khác rồi rời đi với tấm bản đồ. Phía bên Jerry thì cậu bay tới thuyền của hải tặc xanh dương Bob. Hắn cũng nói bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà chỉ có con vẹt kế bên mới hiểu được. Jerry thấy chú chó Spike thì liền chạy lẹ. Cậu muốn trao đổi với tên thuyền trưởng Bob. Tôi có một tấm bản đồ dẫn đến kho báu, nhưng nó đang nằm ở bên kia. Chẳng phải là tàu của anh trai John sao? Tới lúc phải làm một chuyến viếng thăm gia đình rồi. Tom vừa mới sửa xong cánh buồm thì liền có một quả pháo bay qua làm đổ nó tiếp. Ông thuyền trưởng John giờ mới biết là do đứa em Bob gây ra, ông ta liền cho bắn trả lại. Jerry canh chuẩn thời cơ, bắn một quả pháo vào trong khẩu pháo của Tom. Khi Tom khai hỏa thì không có gì xảy ra, cậu lại gần kiểm tra thì bị bắn qua thuyền bên kia. Cuộc chiến dù có ác liệt tới đâu cũng không thể nào ngăn cản được Tom bắt Jerry. Bỗng nhiên Tom thấy Spike đang bị xích lại. Cậu tiến tới để chơi với Spike một xíu. Chơi có vẻ vui nên hai ông lính canh thả Spike ra để chơi chung với Tom. Cậu nhanh trí bám vào miếng gỗ để cho Spike rơi xuống. Leo lên cậu thấy Jerry đang bị kẹt lại. Vừa lại gần thì bị mấy ông hải tặc bên mình va phải. Tom cố gắng chạy trốn khỏi cuộc chiến. Vừa gặp lại Jerry thì lại bị bắn bay trở về thuyền cũ. Jerry cố gắng tiếp cận ông thuyền trưởng John nhưng không được. Cậu huýt sáo để cho mọi người dừng tay lại. Lợi dụng Tom để có thể cướp lấy tấm bản đồ. Thấy Jerry nhảy xuống dưới, Tom liền nhảy theo nhưng đâu biết Jerry đang đứng ở một chỗ an toàn. Ở bên dưới Tom gặp phải một con bạch tuộc khổng lồ. Cậu chói những cái xúc tu của nó lại với nhau rồi bơi lên. Con bạch tuộc tức giận liền ngoi lên thì bị một khẩu pháo rớt vào đầu. Cuối cùng Tom cũng đã trở lại. Chưa kịp bắt Jerry thì Spike liền xuất hiện. Cậu ta cũng muốn có được tấm bản đồ. Sau khi tìm ra kho báu thì cuộc đời Spike sẽ tràn ngập những cục xương vàng. Jerry bị mất tấm bản đồ thì liền mách ông thuyền trưởng John. Ông ta ra lệnh cho Tom đi xử lý chú chó Spike. Làm tốt thì ta thưởng cá hồi cho. Nghe thấy được ăn thì Tom liền đi tìm Spike. Nhưng một con mèo sao có thể ăn được một con chó to lớn. Nhân lúc Spike không để ý thì Jerry liền lấy lại tấm bản đồ. Spike cố gắng đuổi theo thì nhận ra có gì đó sai sai. Cậu thử đánh vào cái chuông thì thấy Jerry xuất hiện. Cầm được tấm bản đồ trong tay thì Spike liền chạy lẹ. Cậu chạy mà không để ý mình đã mất nó. Ngay khi lên được thuyền thì Spike mới nhận ra chỉ còn cái nịt. Tom mở ra thì thấy đầu lâu Don Diego thông báo về việc hoàng hôn sắp xuống.
Cậu cố gắng đi tìm cái chai nhưng đụng phải ông thuyền trưởng John. Ông ta khen Tom làm tốt lắm khi lấy lại được tấm bản đồ. Giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này. Nói xong ông ta liền bắn một quả pháo làm thủng thuyền của đứa em Bob. Tạm biệt em trai, cho ta gửi lời hỏi thăm đến lũ cá dưới biển nhé. Tiến thẳng đến kho báu nào, đã rõ thưa thuyền trưởng. Vào trong ông thuyền trưởng liền thưởng cho Tom món cá hồi như đã hứa. Ông ta mở tấm bản đồ ra xem, Jerry ở phía trên thì lén nhìn xuống để vẽ lại. Đầu lâu Don Diego tiếp tục xuất hiện, các người đã không trả lại tấm bản đồ nên giờ sẽ bị nguyền rủa. Con tàu này sẽ thuộc về người Tây Ban Nha, hắn biến ra nhiều bộ xương khác để cướp lấy con thuyền, đám hải tặc thấy thế liền đánh trả. Tâm và Gia Huy đang điều khiển một con lợn thì bị ngã xuống dưới, con bạch tuộc tiếp tục xuất hiện, lũ người xương quá mạnh nên đám hải tặc phải từ bỏ. Thuyền cứu hộ rớt thẳng vào đầu con bạch tuộc, Bonnet thêm ông thuyền trưởng nhảy theo sau, tất cả chuyện này đều do Tom nên ông ta bắt Tom phải chèo thuyền. Sau 3 ngày 3 đêm thì đám người của hải tặc John cũng đã phát hiện ra hòn đảo. Vừa nhìn thấy Tom liền trộm tấm bản đồ rồi đi trước, để lại đám hải tặc đang cay cú phía sau. Jerry lén đi ké Tom thì bị phát hiện. Bỗng nhiên cả hai gặp một con cá mập, nó dọa cho Tom phải trèo thẳng lên bờ. Gia Huy sử dụng tấm bản đồ vẽ sẵn để định hướng đường đi, Tom cũng nhanh chóng theo sau, đang đi tìm kho báu nhưng Tom vẫn không để yên cho Jerry. Quả báo tới khiến cho Tom mắc kẹt trong đầm lầy. Thấy tội nghiệp nên Jerry nhảy xuống cứu nhưng hóa ra lại báo khiến Tom chìm hẳn xuống. Cậu đành phải cột đuôi của Tom vào cành cây để kéo lên. Sau khi được cứu thì Tom muốn làm lành với Jerry, cả hai quyết định cùng nhau tìm ra kho báu. Đang đi thì Jerry bị tấn công. Tom ở phía sau cũng không tránh khỏi. Người em cuối cùng trong ba anh em là Paul Tím Mộng Mơ đã xuất hiện. Nhưng khác với hai người anh thì ông có thể nói được mà không cần con vẹt phiên dịch. Đổi lại thì chiều cao hơi khiêm tốn một xíu nên cần lũ khỉ đỡ lên. Bắt lấy chúng, đám khỉ nghe lệnh liền đuổi theo Tâm và Gia Huy. Chẳng mấy chốc mà chúng đã dồn họ vào đường cùng, ném Tom và Jerry về phía tên Paul. Các ngươi biết tại sao ta lại ở trên hòn đảo này không? Cách đây 40 năm về trước, khi ta cùng với hai anh trai John và Bob đều tìm thấy một tấm bản đồ giá trị, kho báu của người Tây Ban Nha thuộc quyền sở hữu của một quý tộc, ông Don Diego. Chính là cái đầu lâu hay xuất hiện với tấm bản đồ, nhưng trong ba anh em chẳng có ai chịu nhường nhịn tấm bản đồ cả. Điều đó khiến mẹ không chịu nổi. Bà tịch thu hết lại, nhét từng tấm bản đồ vào cái chai. Thả trôi ra ngoài biển để không ai tìm thấy được. Trong khi John và Bob bận tìm kiếm chúng thì ta là người duy nhất nhớ được vị trí của hòn đảo. Nhưng không có tấm bản đồ nên ta vẫn chưa tìm ra được kho báu. Nghe xong câu chuyện thì cũng là lúc anh trai John xuất hiện. Chào em. Paul Tím Mộng Mơ, con mèo này đã ăn cắp tấm bản đồ. Chẳng mấy chốc mà tên John đã lấy lại được thứ thuộc về mình. Cả hai thấy thế liền bỏ chạy. Jerry cho Tom xem tấm bản đồ mình đã vẽ lại ở trên đầu. Họ tiếp tục lên đường tìm kho báu. Nhận ra kho báu nằm bên trong miệng núi lửa nên Tom và Jerry phải đi lên. Phía sau còn có hai anh em John và Paul đang đuổi theo. Bỗng nhiên ngọn núi xuất hiện một vết nứt. Jerry liền kéo Tom ra chỗ khác trước khi mắc ma chảy ra. Hai anh em John và Paul cũng chạy lẹ. Tom nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thì núi lửa bắt đầu phun trào. Jerry nhanh trí kéo Tom vào một cái hang động gần đó. Nhưng xui xẻo thay khi họ vừa đi vào trong thì lối ra đã bị chặn lại. Bên phía còn lại thì magma bắt đầu trào ra. Hết đường chạy rồi nên Tom đào thẳng xuống dưới. Phải đào nhanh lên trước khi magma nấu chín cả hai. Chẳng mấy chốc mà Tom đã đào được ra ngoài. Trèo lên phía trên thì thấy nơi cất giữ kho báu cũng đã hiện ra. Cả hai nhanh chóng xuống dưới để xem thì thấy đầu lâu Don Diego xuất hiện. Muốn tìm được kho báu của ta thì hãy đánh bại người bảo vệ trước đã. Một con gà khổng lồ làm từ đá. Dù Tom và Jerry có trốn ở đâu cũng bị nó phát hiện. Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi miệng núi lửa để dẫn dụ con gà. Đang chạy thì Tom va phải một cành cây khiến cậu bất tỉnh. Jerry đành phải kéo theo Tom chạy tiếp. Con gà khổng lồ nhanh chóng bắt kịp họ. Khi Tom tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đã bị trói vào một gốc cây. Nhân lúc con gà mổ xuống thì Jerry liền kéo Tom ra chỗ khác. Thành công hạ gục người bảo vệ. Một cục đá xuất hiện, chỉ đường cho Tom và Jerry quay trở về chỗ cũ. Khá khen cho các ngươi khi đã đánh bại được người bảo vệ. Nhưng ta đoán các ngươi sẽ không thể giải được câu hỏi hóc búa này đâu. Nhìn nó như một cái chảo nên Tom liền đập cục đá ra. Thành công giải được câu đố. Tom tham lam liền chạy thẳng vào trong mà không hề nghe lời cảnh báo của Don Diego. Ta đã lắp vô vàn bẫy ở trong để bảo vệ kho báu. Jerry nhanh chóng chạy theo sau để cảnh báo Tom nhưng không kịp. Ta đã bảo mà. Nghe cái đầu lâu nói nhiều quá nên Jerry cầm nó để đỡ mấy cái bẫy luôn cho tiện. Mọi nguy hiểm đã qua đi, bây giờ phía trước toàn là vàng bạc châu báu. Nhưng Jerry nhận thấy có gì đó sai sai, không thể dễ dàng như thế này được.
con bạch tuộc khổng lồ tiếp tục xuất hiện. Chưa ngầu được 3 giây thì nó nhìn thấy Tom, ký ức về những lần bị cậu đánh bại xuất hiện. Nó sợ hãi hét lên thì tiếp tục bị ngất xỉu. Thấy thế, Tom và Jerry liền lao đến kho báu, nhưng Tom tham lam nên đã nhốt Jerry vào trong dương rồi mang cái dương theo. Ở bên ngoài, Tom giả vờ bắt tay rồi hất Jerry ra chỗ khác. Cậu thách đấu Jerry để giành được kho báu. Jerry cũng nhanh chóng tìm vũ khí cho mình. Ngay khi Tom chuẩn bị chém xuống thì bị ngăn lại, tên hải tặc John đã xuất hiện, theo sau là đứa em Paul của hắn. Con vẹt kế bên cũng bị hắn cạo trụi lông rồi đuổi việc. Hai anh em John và Paul đang tranh giành kho báu thì có một tiếng pháo. Đám hải tặc của Bob đã xuất hiện, hắn cũng quyết định sa thải con vẹt kế bên của hắn. Một cuộc chiến nhanh chóng được diễn ra, hai bên John và Bob đều có người để chiến đấu, chỉ có Paul là lẻ loi một mình. Bỗng nhiên Tom thấy cái dương biết di chuyển. Jerry nhanh chóng đưa kho báu về phía tàu của Bob. Tom ở phía sau muốn đuổi theo nhưng mọi con thuyền xung quanh đều đã bị Jerry đục lỗ. Spike nhìn thấy con tàu của mình đang di chuyển thì liền thông báo cho đồng đội. Mọi người đều dừng tay khi nhận ra kho báu đã bị lấy mất. Tom chuẩn bị bắn mình đi thì bị Spike bám theo. Cậu thì bị đập thẳng đầu vào cây cột, còn Spike thì ngã xuống dưới. Thấy thế, Jerry liền thương lượng với Spike bằng một cục xương vàng. Con tàu giờ đây đã có 3 thành viên. Tom phụ trách việc dọn dẹp trên tàu, Spike thì trở thành thuyền phó, cuối cùng là thuyền trưởng Jerry. Họ cùng nhau căng buồm ra khơi đi tìm One Piece. Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh sẽ có một buổi biểu diễn ba lê hạt rẻ mà Jerry cực kỳ yêu thích. Cậu sẵn sàng tặng cho nữ chính một bông hoa hồng. Trong lúc đó, ở bên ngoài nhà hát nơi các con mèo đang phải cung phụng cho vua mèo, mọi đồ ăn đều phải đưa cho nó ăn đầu tiên. Trong đó cũng có chú mèo Tom của chúng ta, đang nhảy múa thì chúng bị một chiếc xe bắn tuyết lên. Sau buổi biểu diễn chỉ còn lại Jerry, cậu buồn bã khi phải đợi tới năm sau thì vở kịch mới được tổ chức tiếp. Nhưng cậu không biết nhảy liền bị vấp ngã. Thấy thế mà Tuffy còn cổ vũ như kiểu đang cà khịa Jerry vậy. Bỗng nhiên có một chùm sáng chiếu xuống. Nó mang theo một phép màu kỳ diệu biến Jerry thành một chàng hoàng tử. Đôi chân của cậu thì tự động nhảy ba lê. Nhưng khoan, một vương quốc không thể chỉ có mỗi hoàng tử được. Những đồ chơi xung quanh được phù phép liền sống dậy. Có hoàng tử thì phải có công chúa. Một con búp bê ba lê được sống dậy để trở thành bạn nhảy cùng với hoàng tử. Vương quốc của Jerry giờ đây đã được hoàn thiện. Tuffy thì trở thành quân sư. Mọi người ngồi vào bàn để thưởng thức bữa tối cùng nhau. Tom ở bên ngoài đã chứng kiến tất cả. Đàn mèo chạy vào trong cũng bị ảnh hưởng bởi phép thuật. Những đồ chơi thấy thế liền bỏ chạy. Vua mèo ra lệnh bắt hết tất cả lại. Với thân hình to lớn thì chẳng mấy chốc lũ mèo đã bắt gần hết những đồ chơi bỏ vào lồng. Nhìn các thần dân của mình bị như thế, Jerry liền lên một kế hoạch. Công chúa Petite sẽ dụ con mèo canh gác đi chỗ khác để cho Jerry tìm cơ hội giải cứu. Con mèo canh gác lúc nãy thì nhận được một búp bê làm bằng bom. Chẳng mấy chốc cả đám đã bị nổ tung. Jerry cùng cô ngựa Nelly và Polly cố kéo chiếc xe. Làm gì đó đi tướng quân Tom. Tom đuổi theo thì bị vướng vào một cái bánh xe. Cậu trượt lên cái cây xoay 360 độ rồi bắt tất cả lại. Những con mèo khác thấy thế liền tung hô Tom. Cậu bỏ cái hộp vào trong khẩu pháo. Bắn một phát khiến cho nhóm của Jerry bay đi rất xa. Cái lỗ trên tường cũng dần dần liền lại. Công chúa Petite cũng bị Tom bắt lấy ngay sau đó. Cậu mang cô ấy đến cho vua mèo như một chiến tích. Vua mèo bắt Petite nhảy nhưng cô nói mình sẽ không bao giờ nhảy cho hắn xem. Jerry sẽ sớm quay trở lại để đánh bại ngươi sớm thôi. Ngoài mặt thì tỏ vẻ coi thường Jerry nhưng tên vua mèo vội tìm người để giải quyết cậu. Tom, ngươi hãy dẫn quân lính để bắt hoàng tử Jerry về đây. Tom nhanh chóng tập hợp một đội quân riêng để lên đường. Những con mèo từ lớn đến nhỏ đều phải đi theo. Chúng còn mang thêm súng ống đạn dược để tấn công. Tom mải tỏ vẻ với mọi người thì bị ngã xuống một cái hầm. Cậu chọc giận một con gà khiến nó đuổi theo tấn công cậu. Tôi nghĩ nên thay Tom bằng con gà, chật vật một hồi Tom mới nhốt được nó. Cậu cùng đội quân mèo tiếp tục lên đường. Ở trong cung điện thì Tuffy đang lén mang chìa khóa cho công chúa Petite. Ôi Tuffy, cậu hãy nhanh chóng lên đường cảnh báo cho Jerry về đội quân mèo của Tom. Vậy thì công chúa hãy cầm lấy chìa khóa và tự lo cho bản thân nhé. Sau khi đưa chìa khóa xong thì Tuffy liền lên đường đuổi theo. Cậu nhanh chóng bám vào vòng nguyệt quế ở trên khẩu đại bác để leo vào trong. Jerry vẫn đang nghĩ cách để giải cứu vương quốc. Bỗng nhiên cô ngựa Nelly như muốn nói gì đó. Jerry thử kéo cái dây thì Nelly mới có thể nói được. Tớ nghĩ chúng ta nên tìm người làm đồ chơi. Nếu người ấy có tồn tại thì chắc chắn có thể giúp đỡ chúng ta. Ký hiệu ngôi sao ở đây giống với ngôi sao ở trên trời. Họ quyết định sẽ đi về hướng của nó. Chẳng mấy chốc cả đám đã đến được khu vườn băng. Mọi thứ xung quanh đều bị đông cứng lại, kể cả dòng sông ở giữa khu rừng. Lúc này Polly thú nhận rằng cậu ta không phải đồ chơi. Cậu chỉ là vật trang trí nên dính phải nước sẽ bị mềm nhũn ra.
Jerry thử múa ba lê trên dòng sông băng mà không bị sao cả. Polly và Nelly thấy thế cũng từ từ thích nghi theo. Bỗng nhiên Jerry bị ngã thẳng xuống dưới. Cậu cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng không thể thoát ra. Ánh sáng từ ngôi sao chiếu xuống dưới như đang tiếp thêm sức mạnh cho Jerry thoát khỏi cửa tử. Tìm nơi sưởi ấm cho cậu ấy nào. Sau một đoạn đường dài thì đội quân của Tom cũng đã tìm thấy Jerry. Không được làm hại ngài Jerry, hãy trở nên tốt bụng vì lương tâm của ngươi đang nói đấy. Tuffy giả vờ làm thiên thần để khuyên Tom nên làm điều đúng đắn. Chẳng mấy chốc cậu đã bị phát hiện ra, Tuffy nhanh chóng chọc vào mắt Tom để chạy thoát. Lúc này người của Polly đang bị chảy lớp keo dán ra. Jerry nghĩ người làm đồ chơi có thể sửa được cho Polly. Bỗng nhiên có một giọng nói, xin chào ngài Jerry. Là tôi Tuffy đây, công chúa Petite bảo tôi tìm mọi người để cảnh cáo về đội quân mèo. Vừa nói xong thì cả đám liền thấy một cái cây biết di chuyển. Họ đi đến đâu thì cái cây đi theo tới đó. Jerry thấy thế liền dùng hai quả thông để dụ hai con sóc. Cậu ném vào trong để bọn chúng tấn công Tom. Đội quân mèo không chỉ có một mà có rất rất nhiều cái cây biết di chuyển. Chẳng mấy chốc chúng đã dồn được cả bốn vào trong. Ngay khi chúng tấn công thì họ đã kịp tẩu thoát rồi thay bằng một con mèo. Chúng đang loay hoay tìm kiếm thì thấy có cái cây đang di chuyển đi chỗ khác. Dưới sự chỉ dẫn của Jerry thì cả bọn đã chạy vào một khu rừng. Bỗng nhiên con mèo này thấy có một cái cây di chuyển. Thế là cả bọn chuẩn bị vũ khí. Đập thật mạnh vào cái cây nhưng có tiếng gì lạ lắm, thử thêm mấy lần xem. Mở ra mới biết tướng quân Tom ở trong nãy giờ. Quay lại với Jerry thì họ đã nhìn thấy chỗ của ngôi sao. Polly vội chạy đến nhưng đâu biết phía trước là một bức tường. Giờ họ phải vào trong để tìm lại đầu cho Polly. Đang đi thì Tuffy đụng vào người Jerry khiến cậu ngã xuống. Thật tốt khi ngài chịu làm cầu. Bỗng nhiên Jerry nhìn thấy một con rồng, giờ cả đám mới nhận ra xung quanh họ là một đàn rồng. Hơi thở của chúng tạo ra một cô gái lửa. Cô ấy chỉ đường cho cả đám đi qua những con rồng để tìm đầu của Polly. Xong việc cô gái liền chào tạm biệt rồi bay về phía ngôi sao. Bỗng nhiên có một con rồng tỉnh giấc thì Jerry liền lấy ra cây sáo thần. Cậu dễ dàng thôi miên con rồng, điều khiển nó đưa cả đám lên phía trên miệng hang. Ở đằng xa Tom đã chứng kiến hết mọi chuyện, cậu ra lệnh tấn công Jerry. Ngay khi Tom lại gần thì mới biết đằng sau có một bức tường, vô trong toàn là những chiếc đồng hồ. Cậu chạy đi chỗ khác thì thấy một đàn chim khổng lồ, chúng ép Tom phải chạy vào giỏ trứng. Hai con chim xung quanh gõ thẳng vào đầu cậu không trượt phát nào, kết thúc bằng một con chim khổng lồ đáp xuống. Nhóm của Jerry vẫn phải tiếp tục chạy trốn khỏi đội quân mèo, bỗng nhiên Tom nhìn thấy trò chơi đo lực đập. Cậu thử xem thì chỉ đạt ở mức con trai cưng của mẹ khiến Jerry bật cười, trong khi Jerry chỉ cần dậm chân xuống thì cũng đạt điểm tối đa. Tiếp tục đi trên đường tới ngôi sao, nhóm của Jerry bị chặn lại bởi một thung lũng. Cậu tính sử dụng bóng bay để đi qua nhưng phải nhanh lên khi phía sau là đội quân mèo. Ngay khi chúng vừa tới thì Gia Huy liền bay lên. Tom sao có thể chịu thua được liền dùng một khẩu pháo để bay lên theo nhưng nó lạ lắm. Đã thế con mèo đen còn báo hại thêm phát nữa. Một con mèo khác sử dụng cái nỏ để bắn lủng bong bóng của Nelly. Tuffy nhảy lên lưng cô thì lại kéo theo dây chỉ của Polly. Cậu để Nelly xuống vách núi nhưng đội quân mèo xuất hiện ở phía sau khiến Nelly phải chạy lẹ. Jerry nhanh chóng xuất hiện để giải cứu cho cô nhưng cô nói mình sợ lắm rồi buông tay Jerry ra. Bọn chúng kéo dây cót của Nelly khiến cô phải nói ra việc Jerry đang đi theo ngôi sao để tìm người làm đồ chơi. Xong việc chúng thả Nelly đi nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã phản bội bạn bè. Ở trong cung điện thì công chúa Petite đã thoát khỏi được cái lồng. Nhóm của Jerry cũng đã tới được ngôi nhà của người làm đồ chơi. Cả đám đang đi thì bị chặn lại bởi đội quân mèo. Bạn ngựa bé nhỏ đã tiết lộ cho bọn ta biết nơi này. Bọn chúng đang gáy hả hê thì người làm đồ chơi xuất hiện, xin mời vào nhà. Nói xong ông liền bế Polly lên để mang đi sửa. Ông nhận ra cậu là vật trang trí nhưng lại có trái tim của đồ chơi nên sẵn sàng giúp cậu. Ông còn nói mình đã theo dõi cuộc phiêu lưu của Jerry khi cậu tìm đến đây. Cùng lúc đó ông cũng đã biến Polly trở thành một đồ chơi thực thụ. Thế ông có biết chuyện gì xảy ra với bạn cháu không? Người làm đồ chơi nói Nelly đang mang cảm giác phản bội và cho rằng mọi người sẽ không muốn gặp lại nó. Nhưng Jerry không bao giờ bỏ mặt bạn bè liền quay Nelly lại. Ông còn nói với Jerry về việc nếu cậu không lấy lại được ngai vàng trước khi mặt trời lên đỉnh thì vương quốc của cậu sẽ biến mất. Nhưng ta có cách giúp cậu. Ông đưa cho Jerry một chiếc chìa khóa xong nói mình có việc rồi rời đi. Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa đi vào căn phòng đồ chơi. Khi Tom nhìn vô trong thì liền thấy một đội quân lính chỉ. Cậu bất chấp vượt qua những bức tường để quay trở về vương quốc. Tên vua mèo cũng đã phát hiện ra việc công chúa Petite tẩu thoát. Tom kéo vua mèo ra ngoài để xem đội quân lính chỉ do Jerry lãnh đạo. Làm gì đó đi tướng quân Tom, cậu nhanh chóng triệu tập được một đội quân.
con mèo này sử dụng súng cao su để bắn nhưng không có tác dụng. Nó bắn phát thứ hai thì lại bay ngược về, báo hại đồng đội xung quanh. Đội quân lính chỉ nhanh chóng bao vây vua mèo, hạ cầu xuống. Hạ cầu xuống, phía sau là các đồ chơi đã được công chúa Petit giải cứu. Tom không chịu khuất phục liền ngậm lấy Tuffy, tiếp theo là Jerry. Nhưng Nelly nhanh chóng xuất hiện để giải cứu cho cả hai. Vua mèo thất thủ liền ra lệnh rút lui. Jerry thấy mặt trời sắp lên đỉnh liền sử dụng một chiếc xe lửa. Thành công đưa lũ mèo trở về bãi rác ở bên ngoài. Công chúa Petit leo đến ôm lấy Jerry. Nelly thấy bức tường bên cạnh đổ xuống thì nhanh chóng đẩy cả hai ra ngoài. Jerry khóc lên khi kéo dây mà Nelly không thể nói được nữa. Nhờ hành động dũng cảm của mình mà phép màu kỳ diệu tiếp tục xảy đến khiến Nelly quay trở lại. Thậm chí cô không cần tới dây vẫn có thể nói được. Vào một đêm ở London, có 3 kẻ trộm đột nhập vào một tiệm trang sức. Chúng sử dụng một thiết bị gì đó để đo các cấp độ phát quang của kim cương. Cuối cùng lấy đi viên kim cương màu hồng to nhất. Anh cảnh sát này vô tình đi ngang qua liền đuổi theo lũ trộm. Bị dồn vào đường cùng chúng sử dụng một cái móc để leo lên trên. Chạy qua các sân thượng, trượt trên mái nhà rồi sử dụng thiết bị bay để cắt đuôi cảnh sát. Sau cuộc rượt đuổi thì chúng đưa viên kim cương cho người đàn ông này. Nhìn là biết trùng cuối rồi, tin tức về vụ cướp nhanh chóng được lên trang nhất. Tiến sĩ Watson liền tới báo cáo sự việc cho thám tử Sherlock Holmes. Ông Holmes liền cho gọi Jerry. Anh bạn có thể đem cho tôi một tờ báo mới nhất về đây không? Jerry đồng ý rồi nhận lấy đồng xu đi mua báo. Cậu khoác trên mình bộ đồ thám tử rồi đi mua báo trên con đường tấp nập người qua lại. Bỗng nhiên con đường dốc xuống khiến Jerry không dừng kịp. Đồng xu khi nãy cũng rớt trước mặt Tom nhưng cậu chưa kịp nhặt thì bị một đống gạch đè xuống. Jerry cũng xuất hiện để lấy lại đồng xu. Cậu đến gặp một cậu bé để mua báo. Trên đường về cũng không quên làm trò liền chạy trên một cái thùng. Tom đang đi trên đường cũng bị vạ lây theo. Cậu cay cú đuổi theo Jerry tới tận trong nhà. Lúc này Tom mới nhớ ra mình tới đây để đưa lá thư này cho Sherlock Holmes. Có lẽ chúng ta phải làm một chuyến tới nhà hát Nigel Brooks rồi tiến sĩ Watson à. Tối nay tại nhà hát đang có ca sĩ Red biểu diễn. Khi cô cất tiếng hát lên thì liền đánh thức những cảm xúc sâu thẳm trong lòng người nghe. Từ những nốt nhạc nhẹ nhàng đầy tình cảm đến những đợt cao trào mạnh mẽ, thổi hồn vào mỗi câu từ. Sau buổi biểu diễn của Red thì Sherlock Holmes liền vào trong chào hỏi. Cô kể rằng mình bị hăm dọa tống tiền khi có người biết cô biểu diễn tại nhà hát hạng soàng này. Chồng sắp cưới của cô là người có địa vị cao trong xã hội mà biết thì anh ấy sẽ từ hôn. Một người bạn đã giới thiệu tôi tìm đến dịch vụ của ông. Liệu tôi có thể biết cô đang sống ở đâu không? Red nói mình ở phía sau đại sứ quán Punjab. Tôi nghĩ ra động cơ rồi. Viên đá quý nổi tiếng nhất thế giới. Ngôi sao của Punjab đang được trưng bày trong đại sứ quán. Viên đá này nhạy cảm với ánh sáng mặt trời lúc nhật thực vào ngày mai. Chúng muốn cô Red rời khỏi căn nhà để thực hiện vụ trộm trong tối nay. Chúng ta cần đến nhà cô ấy ngay lập tức. Bên trong đại sứ quán thì viên đá đang được cha con Spike canh gác. Giờ bố sẽ dạy con trở thành một chú chó bảo vệ chuẩn mực. Trước tiên con phải kiểm tra xung quanh và đảm bảo sàn nhà an toàn tuyệt đối. Trong khi Spike mải nói thì lũ trộm đang đục xuyên lớp kính bảo vệ để lấy viên đá. Thay muốn báo cho bố biết nhưng có vẻ như ông không để ý. Lũ trộm sau khi lấy được viên đá liền để lại một cái cúc áo rồi rời đi. Chúng trèo lên khỏi sàn nhà của nhà cô Red. Bên ngoài thì Tom và Jerry đã xuất hiện. Họ vừa mở cửa cũng là lúc lũ mèo rời đi. Jerry trong lúc đang điều tra thì thấy một cái lỗ. Cậu thử cậy ra thì khiến cái nĩa đâm vào mông Tom. Tom cay cú đuổi theo liền đạp vào miếng gỗ. Thay vì lấy cái xà beng thì ông Holmes cầm luôn Tom để cậy sàn nhà. Bọn họ đi xuống dưới điều tra thì thấy mùn cưa. Chúng ta tới trễ rồi, viên đá đã bị đánh cắp. Giờ đây mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về cô Red. Jerry loay hoay một hồi thì tìm được cái cúc áo lúc nãy. Sherlock Holmes xem qua liền biết nó thuộc về một thợ may ở Lancashire. Bỗng nhiên có tiếng chuông reo lên khiến mọi người chạy lẹ. Spike tính hỏi sao con làm vậy thì thấy viên đá biến mất liền rung theo. Tôi và Watson sẽ đến Lancashire để tìm hiểu về cái cúc áo. Còn Tâm và Gia Huy hãy hộ tống cô Red về nhà tôi. Nói xong hai ông lên xe ngựa rời đi trước. Jerry đi sau thì thấy một dấu chân. Cậu muốn Tom đi về hướng này nhưng Tom bảo không. Hướng này cơ, Jerry hóa giận lên liền cho Tom ăn luôn cái sẻng. Tới khi Tom đuổi đến thì con mèo ăn trộm nói đó là sẻng của mình. Nó cùng hai con mèo khác nhanh chóng rời đi. Jerry thấy thế liền nói lên suy nghĩ khi cậu nghi ngờ chúng đã trộm viên đá. Phía bên cảnh sát thì họ sẽ chia hai người một đội để tìm cô Red. Đại sứ quán Punjab đang treo thưởng hậu hĩnh cho ai bắt được cô ấy. Butch nghe thấy thế liền tìm cách hãm hại Group E để chiếm đoạt tiền thưởng. Nhưng trước giờ cậu làm gì có cửa để chơi với Group E. Tom và Jerry đang đi thì nghe thấy tiếng cảnh sát. Họ vội núp vào một con hẻm. Vừa ra ngoài thì bắt gặp Butch. Nó đuổi theo cả ba tới khắp mọi nẻo đường.
Chỉ khi Tom nhảy xuống một cái đèn thì cô Red đã bị bắt, cậu ném một cái đèn lồng vào đầu Butch để giải cứu mỹ nhân. Họ tìm đến một nhà thờ để lẩn trốn. Tại đây Jerry gặp lại người em Tuffy, cậu hiện đang làm linh mục của nhà thờ này. Với lòng hiếu khách của mình thì Tuffy đã mời cả ba vào trong và hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra. Jerry giải thích rằng họ đang bị truy bắt, Tuffy đành phải dẫn mọi người đi trốn khi cảnh sát đã mò được tới đây. Group E và Butch nhanh chóng vào trong kiểm tra nhưng không phát hiện được manh mối gì cả. Bỗng nhiên Group E nổi hứng muốn chơi đánh đàn mà không biết Tom và Jerry đang ở trong. Từng phím đàn mà Group E đánh đều được Tom và Jerry lãnh chọn. Cả hai cứ như thế mà bị hành ra bã. Cuối cùng là bị bắn ra ngoài. Tội nghiệp Tom khi tiếp tục bị cái chĩa đâm vào mông. Bỗng nhiên Jerry phát hiện ra cái xẻng này là của lũ mèo khi nãy. Họ nhanh chóng hội ngộ cùng với Red và Tuffy. Jerry nghĩ rằng lũ trộm đang ở trong quán rượu này. Thế là Tom đóng giả làm phục vụ để đưa Jerry và Tuffy vào trong. Red thì ở trên sân khấu biểu diễn để thu hút đám đông. Cô nhanh chóng phát hiện ra vị trí của lũ mèo. Jerry và Tuffy liền chạy xuống nhưng Tuffy không may bị ngã lại. Red đành phải đánh yêu để giải cứu cho cậu. Họ nhân cơ hội đó liền chạy vào mũ của con mèo, thành công trộm lại viên đá. Tới khi chúng phát hiện ra thì thấy Jerry đang cầm nó. Chúng nhanh chóng lấy lại viên đá cùng với Jerry rồi rời đi. Tom sao có thể để yên được liền túm lấy đuôi của một con mèo, bất chấp việc chúng trượt trên mái nhà. Lũ trộm ném Jerry ra sau rồi sử dụng thiết bị bay để cắt đuôi. Cứ tưởng Tom đau buồn vì để mất chúng thì không. Cậu đau vì bị cái chĩa đâm vào mông thêm một lần nữa. Giờ đây Jerry mới phát hiện ra bọn chúng là lũ trộm mộ khi sử dụng tài sản của nghĩa trang. Phía bên thám tử Sherlock Holmes và tiến sĩ Watson vẫn đang bị lũ trộm dắt mũi. Ông chủ tiệm nói người mua cái cúc sẽ đến lấy cái quần này trong 1-2 ngày nữa. Sherlock Holmes tìm thấy bên trong có một cái lông ngỗng còn mới và tiếp tục bị mắc bẫy của địch. Nhóm của Tom và Jerry đã lần tới nghĩa trang, khi trăng tròn cũng là ngôi sao của Punjab tỏa sáng nhất. Jerry chạy lên để lấy viên đá thì người đàn ông ở đầu phim xuất hiện. Ông ta nhanh chóng lấy viên đá trước khi Jerry kịp chạm vào. Cậu cố gắng bám theo nhưng chỉ lấy được một chiếc chìa khóa. Bỗng nhiên cảnh sát xuất hiện khiến cả đám phải tìm chỗ trốn lẹ. Cô Red nói người bạn đã đưa mình đến gặp thám tử Sherlock Holmes sống ở gần đây. Chẳng mấy chốc họ đã tới được nhà của người bạn đó. Liệu tôi có thể vào trong chú nhờ không? Ông ấy cực kỳ hiếu khách khi chỉ cho mỗi cô Red vào trong. Cả ba phải chạy vào chuồng ngựa để lẩn trốn nhưng Tom lại ngã vào cái bồ cào rồi tiếp tục bị cái chĩa đâm vào mông. Tại đây họ gặp lại con ngựa lúc ở nghĩa trang. Điều đó có nghĩa là cô Red đang gặp nguy hiểm. Jerry đưa Tom sử dụng chiếc chìa khóa hồi nãy liền mở được cửa. Họ rón rén đi vào. Trong lúc đó, giáo sư Moriarty vẫn đang tiếp đãi cô Red. Ông ta nhanh chóng nhận ra có kẻ đã đột nhập vào nhà. Bộ ba bất đắc dĩ phải đi vào trong một căn phòng. Họ trốn ra ngoài thì Tom vô tình khởi động một cái máy có chứa tất cả những viên kim cương bị đánh cắp. Jerry nhanh chóng leo lên để lấy ngôi sao của Punjab ném xuống. Tuffy không may khi bị ngã xuống khiến Jerry và Tom phải nhảy xuống theo. Tên Moriarty liền lấy lại viên đá rồi bắt cả bọn cùng với cô Red. Hắn thừa nhận mình đã lên kế hoạch giới thiệu Sherlock Holmes cho cô Red, thậm chí còn để lại manh mối giả. Quả là kẻ được mệnh danh là Napoleon trong giới tội phạm. Hắn bắt cô Red vì cô đang giữ viên ngọc cuối cùng. Khi nhật thực xuất hiện thì cái máy này sẽ phát ra một tia sáng phản chiếu qua những tấm gương và bắn thẳng vào tháp London. Trong khi đó, thám tử Sherlock Holmes vẫn đang bận bắt ngỗng. Giờ đây ông mới nhận ra có gì đó không ổn, các manh mối như được hung thủ cố tình để lại. Bỗng nhiên, Watson nói đến nhật thực khiến Holmes ngộ ra việc những viên kim cương bị đánh cắp sẽ phát ra một ánh sáng mạnh mẽ khi có nhật thực. Nhưng tất cả đã quá trễ khi tên Moriarty chuẩn bị xong. Cái máy bắn một luồng sáng phản chiếu qua các tấm gương rồi tiếp sức mạnh cho tên Moriarty phá hủy tháp London. Lũ trộm nhanh chóng xuất hiện để vơ vét vương miện và đá quý bên trong. Jerry gợi ý cho Tom sử dụng cây chổi để ném vào con mèo phía trước. Khi hắn vừa tỉnh dậy thì liền ăn một viên gạch của Tuffy. Tên Moriarty lấy được hai bao đầy vương miện và đá quý rồi tẩu thoát. Tom cố gắng bám theo nhưng lại vướng vào mấy cái áo. Jerry đành phải sử dụng ria của cậu để điều khiển. Butch thấy hai con mèo ăn trộm liền thách chúng dám xuống đây chơi tay đôi. Ngay khi chúng xà xuống thì cậu bỏ chạy còn Group E thì chặn chúng lại. Lũ trộm chưa hết đen khi gặp lại bố con Spike. Tom cũng đã giúp cả đám vào được xe của tên Moriarty. Jerry chạy lên trước, cậu tháo dây buộc ngựa để dừng cái xe nhưng hắn đã cải tiến nó lên khi không cần ngựa vẫn có thể chạy được. Sherlock Holmes nhanh chóng tiếp cận cái xe. Tên Moriarty xuất hiện phía sau chưởng một phát nhưng ông đã né kịp. Tom và Jerry phải ở dưới điều khiển cái xe để cho Sherlock Holmes combat với Moriarty ở trên. Phía trước đang thi công thì Tom liền kéo phanh nhưng nó đã bị gãy. Red thấy thế liền kéo cả ba nhảy ra khỏi chiếc xe. Họ buồn bã khi không thấy Sherlock Holmes đâu thì bỗng nhiên có tiếng kêu cứu. Ông đã kịp bám lấy một thanh sắt ở phút cuối cùng với hai cái túi. Butch nhanh chóng xuất hiện để bắt Moriarty trước nhưng cậu lại bị Group E hớt tay trên.
Ở trong lễ đường thì giờ ta mới biết chồng của Red là một con chó quý tộc, trong khi đó Tâm và Gia Huy vẫn không quên chọc nhau. Ở Kansas, có một cô gái nông dân tên là Dorothy, chú chó của cô là thô thổ vô tình cắn phải bà hàng xóm nên bà ấy đã gọi cho cảnh sát trưởng để bế cậu ấy lên phường. Dorothy nói với dì em nhưng dì và chú đang bận đếm gà con. Jerry phụ trách làm kế toán kiểm kê, trong khi đó Tom chỉ ăn với ngủ thì nghe có tiếng chip chip. Cậu tính làm thịt chú gà con thì Jerry nhanh chóng xuất hiện để cho Tom ăn một cục đá vào mặt. Tiện thể mang chú gà con cất đi rồi trốn vào trong chung luôn. Tom cố gắng bắt Jerry ra liền ăn ngay một quả trứng. Lúc này Dorothy đang buồn bã thì định làm trò con bò liền bị ngã xuống. May mà Tom và Jerry phát hiện liền bay đến giải cứu cô. Cảm ơn hai cậu nhiều. Dì em dùng bánh để cảm ơn Tom và Jerry. Tôi hy vọng hai cậu có thể trông coi Dorothy giúp tôi. Con bé còn nhỏ nên quậy phá lắm. Tom và Jerry hứa sẽ bảo vệ Dorothy bằng mọi giá. Họ chạy ra thì thấy cô bé đang hát. Đống rơm tí nữa thì đổ xuống nhưng đã có Tom và Jerry lo. Bỗng nhiên Tom bị ngã xuống thì Jerry liền kéo lên nhưng lại bay thẳng vào miệng Butch. Tôi xin lỗi, cái này của anh bạn đúng không? Dorothy thì vẫn đang mải mê hát, giọng hát của cô như một phép màu âm nhạc, khiến những chú chim đang bay cũng phải nán lại. Tom nhân cơ hội liền nuốt hai chú chim. Phải tới khi Jerry dùng miếng ván đập vào mới chịu nhả ra. Bà hàng xóm bị thô thổ cắn nhanh chóng xuất hiện, Tom và Jerry hóng chuyện liền đến xem. Ở bên trong thì dì em và chú Henry cũng không dám chống lệnh cảnh sát trưởng. Tâm và Gia Huy chứng kiến mọi chuyện thì cũng muốn cứu thô thổ. Họ dùng chiếc xe đạp chưa ráp xong để đuổi theo. Bỗng nhiên bị vấp vào cục đá khiến chiếc xe tách ra làm hai. Jerry chạy lên trước thì bị ép lại. Cậu cố gắng lắm mới mở khóa được. Tom ở phía sau thì tự trói mình lại. Giờ thì mỗi đứa mỗi bánh mà chạy. Thô thổ nhân cơ hội liền thoát ra khỏi cái lồng. Bà hàng xóm thấy Tâm và Gia Huy bên cạnh liền dùng cái mũ đánh vào. Họ không chú ý liền bị vấp vào một cây củi. Tom phải dùng thân mình để đỡ lấy. Phía trước là hàng rào nhưng xe làm gì có phanh. Bị như thế nhưng Tom và Jerry vẫn lêu lêu bà hàng xóm rồi chạy lẹ. Ở nhà thì thô thổ chạy về trước. Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh lên trước khi bà ấy trở lại. Ở bên ngoài trời đang mưa bão, dì em cố gắng tìm Dorothy thì cô đang bỏ nhà đi. Cây cột điện bị gió thổi bay nhưng Tom và Jerry nhanh chóng có mặt giải cứu. Dì em và chú Henry không tìm được Dorothy liền chạy xuống hầm trước. Cô cùng với Tom và Jerry không thấy họ đâu liền chia ra tìm. Cơn bão càng ngày càng đến gần khiến Tom và Jerry bị đập ngất xỉu. Căn nhà nhanh chóng bay lên. Tâm và Gia Huy đang ngủ ngon thì bị báo thức gọi dậy. Họ nhìn thấy căn nhà liền tìm cách tiếp cận, sử dụng một cái bánh xe để bay qua, nhảy vào ống khói, mặc kệ việc bị cháy phía sau mà tìm phòng trốn. Sau một thời gian thì cơn bão cũng đã dừng lại. Toàn bộ nội thất bên trong nhà đều bị vỡ nát. Tom và Jerry ra ngoài thì trước mắt họ là một cảnh tượng mê hoặc. Vừa đi được vài bước thì có tiếng hắt xì, Tuffy xuất hiện từ trong bụi liền kéo Jerry ra chỗ khác. Cậu còn cho Tom ăn một cái chảo vào mặt. Jerry nhanh chóng trở lại để nói cho Tuffy hiểu khi hai người là bạn, chúng tôi đến từ kia. Thế hai cậu có biết Dorothy không? Có, cô ấy là bạn của chúng tôi. Tôi là Tuffy đến từ quốc gia Munchkin ở phương Đông. Cậu kể rằng ngôi nhà của Dorothy đã đáp xuống người của phù thủy độc ác phương Đông, giải thoát cho người dân ở đây. Phù thủy tốt phương Bắc Linda biết chuyện liền ban cho Dorothy một đôi giày ruby, nhưng phù thủy độc ác phương Tây thấy ghen tị nên bà ta sẽ tìm mọi cách để lấy nó. Bởi thế bà Glinda đã gửi Dorothy đến chỗ phù thủy mạnh mẽ nhất xứ Aus, nơi cô ấy có thể trở về Kansas. Hai cậu chỉ cần đi theo con đường vàng thì sẽ sớm tìm được cô ấy. Tuffy cũng muốn đồng hành cùng với Tom và Jerry, thế là cả ba bắt đầu xuất phát. Họ nhanh chóng gặp phải một ngã tư. Bỗng nhiên có hai con quạ xuất hiện. Tuffy hỏi đường để tìm Dorothy thì chúng liền bảo đi hướng kia kìa. Cả ba đi tiếp thì thấy biển báo nguy hiểm. Tom vừa đi ngang liền bị vấp ngã, Jerry và Tuffy nhanh chóng kéo cậu lên lại. Giờ đây trước mặt họ là một cây cầu cũ kỹ. Với lợi thế nhỏ con thì chẳng mấy chốc Jerry và Tuffy đã qua được bên kia cầu, Tom đi thì suýt bị ngã xuống dưới. Tựa lưng vào một tảng đá thì nó lại rớt xuống, cây cầu nhanh chóng sập xuống nên Tom phải chạy lẹ, suýt nữa là phải ăn chuối cả nải ăn xôi gà cả con rồi. Họ tiếp tục đi thì thấy bà phù thủy độc ác phương Tây. Jerry và Tuffy liền kéo Tom vào một bông bồ công anh,
phía trước bà ta là Dorothy đang đi với bù nhìn hằn. Người thiết khích gì, sư tử nhát gan xích, ba phù thủy biến những bông công anh thành những tảng đá để chúng lăn xuống. Jerry nhanh trí bỏ túc phi vào miệng Tom để Tom bắn túc phi bay đi cướp lấy cây đũa phép. Hai con khỉ bay vừa bay đến liền bị túc phi phủ phép. Cậu ném cây đũa cho Jerry, cậu thấy bà phù thủy liền biến tóc bà thành con mực. Trong khi những tảng đá sắp rơi thì cả ba vẫn mải phù phép nhau. Dẫn vậy đủ rồi, trả đũa phép đây. Trước khi những tảng đá lăn xuống thì Tom liền cầm Jerry ném bay qua phía bà phù thủy để cướp lấy đũa phép. Thành công biến những tảng đá trở lại thành những bông bồ công anh. Jerry cũng đã được Tom và Tuffy cứu thoát. Bà phù thủy nổi giận liền được tặng một quả tên lửa bay lên trời. Cây đũa thần thì bị tan biến. Hai con khỉ thấy bà chủ bị đánh bại liền cầm cây chổi bỏ chạy. Mối thù này ta sẽ nhớ kỹ, giờ đây bà ta không chỉ muốn đôi giày mà còn muốn bắt Tom và Jerry. Trong khi đó cả hai đã hội ngộ được với Dorothy. Tuffy nhanh chóng giới thiệu bản thân, cậu muốn đi theo để xin phù thủy cho mình một đôi chân dài. Người thiết khích gì thì muốn một trái tim. Bù nhìn hăn thì muốn thông minh hơn, sư tử nhát gan dích thì muốn sự cam đảm, còn chúng tôi thì muốn về lại Kansas. Họ băng qua một khu vườn liền thấy bầu trời toát ra một màu ánh sáng xanh lục. Thành phố Ngọc Bích đang ở trước mắt họ, vào trong thì cả bọn liền được chào đón nhiệt tình. Trước khi gặp phù thủy thì các bạn phải ghé qua nơi này đã. Họ được dẫn đến một căn phòng để tắm rửa, ai nấy đều được thư giãn sau một quãng đường dài. Bỗng nhiên Tom nhìn trúng một chú gà con. Ngay khi cậu chuẩn bị thịt liền bị Jerry và Tuffy ngăn lại. Tới lúc phải cho Tom trải nghiệm cảm giác massage thượng hạng là như thế nào. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại. Bỗng nhiên bà phù thủy phương Tây xuất hiện bảo Dorothy đầu hàng đi, ít nhất bà cũng quên Tom và Jerry rồi. À không, ngay ở bên cạnh kìa. Cậu hãy tìm Tom giúp chúng tôi nhé Jerry. Nói xong Dorothy rời đi trước. Lúc này Tom đã cải trang thành một người lính, nhưng giấu đầu thì lòi đuôi. Jerry và Tuffy nhanh chóng đuổi theo, cậu trốn vào một chậu cây thì vẫn lòi cái đuôi liền bị Jerry và Tuffy đổ xuống. Bên phía Dorothy thì họ đang nói chuyện với phù thủy Aus, không biết ông ấy quyền năng cỡ nào mà chỉ một tiếng sấm cũng đã khiến sư tử dích bỏ chạy. Dorothy cũng nhanh chóng ra ngoài. Cô khóc lóc nói rằng ông ấy từ chối làm phép, trừ khi chúng ta mang cây chổi của bà phù thủy phương Tây đến. Tom nghe xong liền muốn vào trong nói chuyện lý lẽ. Không biết ông ấy làm gì mà khiến cậu nhanh chóng chạy ra ngoài luôn. Thế là họ đành phải lên đường lấy cây chổi, chẳng mấy chốc mà bà phù thủy đã phát hiện ra cả bọn. Bà ta ra lệnh cho đàn khỉ bay tấn công trước. Chúng nhanh chóng bắt lấy Dorothy, Tom và Jerry. Cuối cùng là chú chó Toto. Dorothy bị bắt liền hét lên nhưng Tom kế bên còn hét to hơn. Jerry cắn mạnh vào tay con khỉ để nó bỏ mình ra liền rơi xuống một con khỉ khác. Cậu điều khiển nó đuổi theo Dorothy. Giải cứu cô thành công nhưng chúng nhanh chóng bắt cô lại. Con khỉ bị điều khiển cũng vứt Tom xuống. Tiếp theo là Jerry. Có cái dây bên cạnh cả hai liền leo lên thì thấy bà phù thủy. Bà ta bỏ thô thồ vào một cái giỏ, chuẩn bị lấy đôi giày thì bị sét đánh. Jerry nhân cơ hội liền tiếp cận, thành công giải thoát cho thô thồ. Bà phù thủy cho Dorothy thời gian để gỡ đôi giày ra, trong khi đó bà có việc cần phải làm. Xin chào Jerry, bà ta dùng cây chổi đánh bay cậu ra ngoài khiến Tom phải nhảy ra đỡ lấy. Họ rơi xuống người Butch phía dưới, cả hai nhanh chóng cải trang để không bị phát hiện. Trong khi đó, Ruby nói về việc phải giữ tất cả nước tránh xa chủ nhân vì đó là điểm yếu của bà. Butch vừa quay lại thì liền hành động tay nhanh hơn não. Tom và Jerry nhân cơ hội liền chuồn lẹ, nhưng bất cứ nơi nào họ trốn đều gặp lại Ruby. Đang tiếp tục chạy thì họ đụng phải ai đó. Nhờ có thô thổ mà những người bạn cũ đã có mặt để giúp đỡ, Tom và Jerry nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại. Thô thổ xung phong đi trước để dẫn đường, trong khi đó Tom và Jerry chỉ kịp nói cho Tuffy biết về việc bà phù thủy sợ nước. Không biết bà ấy có bao giờ tắm không nhỉ? Thế là họ chia nhau ra, Tom và Jerry sẽ đi lấy nước, Tuffy sẽ đi cứu Dorothy. Cả hai nhanh chóng tìm ra một cái giếng, trong khi đó thì những người khác đã tìm ra được Dorothy. Tuffy nhỏ con liền chui vô trước, cậu cố gắng câu thêm thời gian trong cái đồng hồ cát. Người thiết khích gì ở bên ngoài cũng đã phá được cánh cửa, họ thành công trốn thoát trước khi bà phù thủy trở lại. Nhưng có một đội quân đang ở dưới đợi họ. Cả đám cố gắng tìm đường khác nhưng phía trước họ là vách núi, để tôi xử lý. Lũ lính canh vừa lại gần liền thấy Tuffy trở nên to hơn. Kẻ nào dám lại gần đây nào?
Họ chạy đi thì Tuffy nhìn thấy Tom và Jerry tiếp tục làm đổ nước. Chúng ta cần nguồn nước khác nhanh lên. Ngay khi Tom vừa lấy nước liền bị con cá sấu nuốt vào miệng, Jerry nhanh chóng kéo cả con cá sấu lên. Cậu ưu tiên lấy thùng nước trước rồi dùng một cọng lông khiến nó thả Tom ra ngoài. Họ gặp lại nhóm của Dorothy nhưng cái thùng lại bị lủng lỗ. Tuffy phải móc trong túi ra một cái băng keo để dán cái thùng. Tưởng chừng hết cách thì liền có một đám mây đang mưa bay ngang qua. Cả ba nhanh chóng đuổi theo nhưng không kịp. Thế là Tuffy liền lấy một cuộn dây. Cậu nhảy lên đầu Tom, quăng một phát liền bắt được đám mây. Trong khi đó nhóm của Dorothy đã bị dồn vào đường cùng. Bà phù thủy độc ác phương Tây sử dụng cây chổi của mình để đốt cháy bù nhìn hăng. Tom đang giữ đám mây để lấy nước thì bị nó kéo bay lên. Nó kéo cả ba bay thẳng vào chỗ của Dorothy. Jerry đỡ lấy thùng nước chạy tiếp thì bị chặn lại. Dorothy định dập lửa cho bù nhìn hăng thì vô tình hất vào bà phù thủy. Bà ta nhanh chóng bị tan chảy rồi biến mất. Tuffy liền lấy cây chổi. Lính canh xung quanh thấy thế thì lại vui mừng. Giờ đây họ đã được giải thoát khỏi bà phù thủy ác độc. Cả đám cũng trở về chỗ phù thủy Aus. Chúng tôi đã lấy được cây chổi theo lời ông yêu cầu. Cho ta thời gian suy nghĩ rồi quay lại vào ngày mai đi. Nhưng tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Đừng khơi dậy cơn thịnh nộ của ta hỡi cô bé. Jerry thấy thế liền rủ Tom đi vào trong xem. Họ phát hiện ra phù thủy Aus cũng chỉ là một người bình thường. Tại sao ông lại lừa dối chúng tôi? Tuy tôi là người thường nhưng tôi vẫn có thể thực hiện được điều ước của mọi người. Người thiết hích gì thì nhận được một đồng hồ hình trái tim. Bù nhìn hăn thì đã trở nên thông minh hơn. Sư tử dích thì không còn nhát gan nữa. Dorothy thì sẽ cùng tôi trở về Kansas trên khinh khí cầu. Cuối cùng là Tuffy được tặng một đôi cà kheo để cao lên. Bỗng nhiên Tom để ý tới một chú gà con. Cậu khiến Thổ, Jerry và Dorothy phải đuổi theo. Nhưng chiếc khinh khí cầu đã bắt đầu bay, họ sẽ không thể quay trở về nhà nữa. Bỗng nhiên bà phù thủy tốt phương Bắc Linda xuất hiện. Con có thể về nhà bằng cách gõ gót chân vào nhau rồi liên tục nói không có nơi nào bằng nhà. Dorothy bắt đầu làm theo lời bà Linda nói thì phép màu xảy ra. Tom và Jerry tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Khi họ đến thì Dorothy đã được mọi người bao quanh. Cô nói về những chuyện mình đã trải qua nhưng mọi người lại cười lên khi nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ có Tom và Jerry tin lời cô nói. Theo các bạn thì Dorothy có đang mơ hay không? Tại Vương quốc Anh có vị vua Richard rất nhân hậu, nhưng khi nhà vua đang đi viễn chinh thì người em độc ác John thừa cơ chiếm ngôi và dùng quyền lực đánh thuế người dân tới bần cùng. Họ chỉ có thể trông chờ vào một người anh hùng. Đó là chú chuột Jerry cùng với Robin Hood. Họ chặt đứt dây cưỡi ngựa để cướp lấy chiếc xe chở đầy tiền vàng này. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên tướng quân Nottingham. Tom đang nằm trong một cái thùng tính đánh lén liền bị Robin Hood đạp dập tay. Đáng tiếc cho ông khi tôi đã cướp chiếc xe hàng này cách đây 5 dặm trước, có vẻ như tới lúc kẻ đi săn lại trở thành con mồi rồi đấy. Nottingham không thể làm gì được liền bị trói lại. Bọn họ cùng nhau mang những chiến lợi phẩm về, Jerry thì phụ trách đẩy cái thùng có chứa Tom. Cậu không kiểm soát được liền tụt xuống dốc. Tội nghiệp cho Tommy đang ở trong phải chịu đựng. Sau một lúc lâu Jerry mới có thể lăn cái thùng về doanh trại, nhưng cậu không biết dừng lại liền lăn cái thùng vào đống lửa nấu đồ ăn. Khiến cho Tommy bay thẳng về phía cung điện với cái mông đang bị cháy. Ở trong đó thì tên thái tử John đang bực bội vì Robin Hood tiếp tục trộm tiền của hắn. Thần nghĩ Robin Hood có gián điệp bên trong lâu đài. Vừa nghe xong thì công nương Marian nói mình mệt quá nên muốn nghỉ ngơi. Vẻ đẹp của nàng khiến cho những tên lính canh phải lác mắt. Thần xin giới thiệu với ngài về Tom. Vì Robin Hood dùng chuột để đưa tin nên ta sẽ dùng kẻ thù truyền kiếp của chúng là mèo. Quả là một ý tưởng hay khi dùng mèo để bắt chuột. Con chuột chỉ là mồi để chúng ta tìm ra kẻ phản bội. Bên phía khác thì nhà vua Richard đã hoàn thành xong cuộc viễn chinh. Ông ra lệnh cho binh lính di chuyển càng sớm càng tốt để về cung điện. Ba con mèo gián điệp của thái tử John ở dưới đã nghe hết mọi chuyện. Chúng nhanh chóng lên thuyền quay trở về trước để báo cáo việc này. Ở trong rừng thì Robin Hood đang cho tổ chức tiệc ăn mừng. Chúng ta sẽ đi phát tiền vào tối nay nhé. Anh mang Jerry vào trong để giao việc phù hợp với cậu hơn. Tôi cần cậu mang lá thư này cho công nương Marian được không? Jerry vui vẻ nhận lời rồi bắt đầu lên đường. Cậu sử dụng một khúc gỗ đã chế tác để làm thuyền. Mọi thứ đều suôn sẻ ngoại trừ đường đi. Tôi thấy Jerry giống như đang đi trải nghiệm cảm giác mạnh chứ không phải đang đi đưa thư. Trong lúc đó, Robin Hood và những người đồng đội cùng nhau phân phát tiền cho người dân. Một tên lính định lấy đồng tiền này thì có một cái chân thu hút hắn, vừa lại gần thì ăn ngay cái chảo vào đầu. Người dân lượm được tiền đều biết là của Robin Hood giúp đỡ họ. Bên phía Jerry thì cậu đã tới được lâu đài. Tom đang đánh đàn cho công nương Marian nghe thì nhìn thấy cậu. Jerry vừa bắn mình bay lên bằng một cái nỏ liền bị Tom cho bay ngược về. Cậu đổi sang cái nỏ to hơn liền bắn bay luôn cái ống.
thành công chạy vào trong lâu đài, Tom nhanh chóng trở lại để bắt Jerry. Cậu coi thường cây kiếm nhỏ này liền bị đâm vào chân. Bị như thế, Tom liền nghiêm túc đấu kiếm với Jerry. Jerry nhân cơ hội Tom không để ý liền đâm một phát khiến Tom bay lên. Cậu đi qua cái cửa thì không hiểu sao đi thẳng vào miệng Tom. Jerry nhanh trí sử dụng cái lưỡi gà của Tom để thoát ra. Bây giờ cả hai mới thực sự chiến đấu với nhau. Họ đánh từ dưới đất cho đến trên cao. Ngay khi Tom dồn được Jerry vào một cái bập bênh thì cậu nhảy lên phía còn lại. Jerry lợi dụng việc đó liền chặt đứt cái dây, khiến cho Tom bay thẳng lên tận trời cao. Tới lúc rớt xuống thì đụng ngay cái bếp than làm cho Tom phải chạy xuống nước lạnh. Jerry nhanh chóng đem lá thư đến cho công nương Marianne. Cô vừa đọc liền nhận ra đây là lá thư của người mà mình thầm thương trộm nhớ. Marianne nhờ Jerry giao tấm bùa hộ mệnh của mình như một tín vật cho Robin Hood, còn ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kế hoạch của Thái tử John. Gia Huy vừa đi ra ngoài thì Tâm liền tấn công nhưng hụt rồi em. Cậu nhanh chóng chạy về phía khu rừng. Tom cay cú chút giận vào cây nỏ thì liền ăn quả báo. Đã thế còn ngã thẳng vào đống lửa. Ta thấy con mèo này không có tác dụng rồi. Thần nghĩ chúng ta nên thử cách khác. Robin Hood là kẻ có tài bắn cung giỏi nhất nước Anh. Thế sao ta không thử tổ chức một cuộc thi bắn cung để tìm ra hắn? Đúng là một kế hoạch chết người. Robin Hood và đồng đội vừa đọc liền nhận ra kế hoạch của tướng quân Nottingham. Nhưng phần thưởng là một túi vàng và danh hiệu cung thủ giỏi nhất nước Anh. Đã thế còn bonus thêm một nụ hôn của công nương Marianne. Robin Hood bị những thứ đó làm cho mở mắt. Thế nên anh và đồng đội đã cải trang thành người khác để đi thi. Cuộc thi bắt đầu, ta nên đáp trả quà của Marianne bằng cái gì đây? Jerry gợi ý có thể dùng chiếc nhẫn có chứa tên của anh. Cuộc thi không chỉ có các thí sinh từ mọi nơi trong Vương quốc Anh mà còn có thêm tướng quân Nottingham tham gia. Trong lúc đó, Jerry sẽ đưa chiếc nhẫn cho công nương Marianne thì bị Tom mai phục. Cậu thử đột nhập từ phía dưới thì suýt bị Tom bắn trúng. Nhưng anh lính canh này thì không may mắn như vậy. Anh dùng Tom làm mũi tên để bắn bay đi. Sau bao nhiêu sóng gió thì Jerry cũng đã đưa được chiếc nhẫn cho Marianne. Cuộc thi bây giờ chỉ còn lại hai người, ai bắn trúng gần hồng tâm nhất sẽ giành chiến thắng. Tướng quân Nottingham chỉ cần một phát là trúng ngay giữa. Ngay khi Tom chuẩn bị bắt Jerry thì cậu liền chạy lẹ. Cậu chạy vào trong người của Robin Hood thì vô tình nằm trên mũi tên. Tom ở phía sau đụng trúng Robin Hood khiến anh bắn lệch đi chỗ khác. Tướng quân Nottingham nở nụ cười đắc ý khi nghĩ mình đã chiến thắng nhưng hắn đâu biết Jerry đang ở trên mũi tên. Cậu điều khiển nó bay trở về rồi đâm xuyên qua ba cái hồng tâm. Robin Hood đã giành chiến thắng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã bị lộ. Anh và đồng đội cố gắng tìm đường chạy trốn nhưng đã quá trễ. Họ bị bắt lên xe ngựa và sẽ bị đem tới hầm ngục chờ ngày xét xử. Jerry từ trên cao thử tiếp cận chiếc xe ngựa nhưng đu hơi lố. Cậu thử lại lần nữa thì đã thành công. Trong lúc đang mở khóa thì chiếc xe ngựa vấp phải hòn đá khiến Jerry bay đi. Lần thứ ba Jerry sử dụng một quả bóng bay đến, cậu suýt mở được khóa cho tới khi quả bóng bị đâm vào phía trước. Đúng là quá tam ba bận mà, tin tức Robin Hood bị bắt nhanh chóng lan đến tai người dân, anh luôn xuất hiện giúp đỡ mọi người. Nhưng khi anh gặp nạn có lẽ sẽ cần một người anh hùng khác để giải cứu, Jerry quyết tâm sẽ giải cứu Robin Hood. Cậu chạy vào trong lâu đài thì chạm trán Tom, nhưng giọng hát ngọt ngào của công nương Marianne đã khiến cả hai phải dừng lại để lắng nghe. Cô và Robin Hood đang thể hiện tình yêu thương của nhau qua từng câu hát. Jerry nhân cơ hội Tom không để ý liền tiếp cận công nương, có lẽ ta nên làm gì đó giúp đỡ Robin Hood. Tom nhanh chóng xuất hiện từ sau cánh cửa liền đuổi bắt Jerry. Ngay khi cậu dồn được Jerry vào đường cùng thì tướng quân Nottingham mở cửa đánh bay cả hai. Ta nghĩ mình đã chiến thắng cuộc thi bắn cung nên xứng đáng với một nụ hôn từ nàng. Cái gì đây? Một lá thư dành cho Robin Hood sao? Thì ra nàng chính là gián điệp bấy lâu nay. Đã thế thì sao hả? Nàng sẽ bị xét xử chung với Robin Hood, nhưng ta có thể cứu nàng nếu nàng đồng ý làm vợ ta. Dù ngươi là người cuối cùng trên thế giới thì ta cũng chê. Thế thì chuẩn bị tinh thần đi tên phản bội, lính canh đâu? Không được phép cho ai ra vào nghe chưa? Tâm và Gia Huy bị mắc kẹt trên một miếng gỗ thì giờ đã ngã vào một căn phòng. Jerry không may nằm trong một chiếc bình liền bị Tom bắt gọn. Phía bên Thái tử John từ hắn đang nói chuyện với thuộc hạ của mình. Có tin xấu thưa ngài, Đức vua Richard đang trên đường trở về sau cuộc viễn chinh. Theo chúng thần dự đoán thì tàu sẽ cập bến vào sáng ngày mai. Tom vừa mang Jerry đến cho tướng quân Nottingham nhưng hắn bảo không phải lúc này. Thần nghĩ chúng ta có thể cử người đi đón nhà vua tại bờ biển. Và đảm bảo ông ấy sẽ không bao giờ trở về. Quả là một ý kiến hay. Tom giờ mới ngộ ra việc mình đang tiếp tay cho một lũ xấu xa. Cậu giải cứu cho Jerry, sẽ đi biểu tượng của Thái tử John và muốn hợp tác để cứu nhà vua Richard. Ruby và cha con Spike ở bên ngoài đã nhận được tín hiệu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì con hãy dùng cái này. Con hiểu rồi cha.
Robby và cha con Spike vào trong thì không thấy ai, liền chia nhau ra hành động. Phía bên công nương Marianne thì cô đang nghĩ cách để rời khỏi đây. Cô sử dụng giọng hát mê hoặc lòng người của mình để quyến rũ ba tên lính canh. Tôi nghĩ mình chỉ cần một người là đủ. Thế là đám lính canh bắt đầu tranh giành nhau. Chúng thẳng tay hãm hại đồng đội để được ở bên cạnh người đẹp. Cuối cùng chỉ còn lại một tên liền bị Marianne đánh bay đi. Có vẻ như tôi đã tự cứu được mình trước khi anh tới. Bên phía Tâm và Gia Huy họ đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở cửa phòng giam Robin Hood. Tom tính dùng chiếc lông này khiến tên lính canh bỏ tay ra thì liền ăn ngay cái chùy vào đầu. Bỗng nhiên Jerry nảy ra một ý tưởng, Tom sẽ dùng luôn cái chùy để đưa cậu đi lấy chiếc chìa khóa. Thành công giải thoát cho Robin Hood và đồng đội, anh và công nương Marianne giờ mới được gặp nhau. Ngay lúc họ đang tình tứ thì Spike chạy đến báo tin dữ, Thái tử John đang lên kế hoạch ám sát đức vua Richard. Thế là họ bắt đầu xuất phát trên con đường mà Jerry đã từng đi. Tên tướng quân Nottingham đã cho người mai phục sẵn khi đức vua Richard quay trở về. Trong khi đó, Robin Hood đã tới kịp lúc. Anh dùng tài bắn cung của mình để bắn Jerry đi giải cứu đức vua trước. Thành công giải cứu cho ông ấy trước nguy hiểm. Xin lỗi bệ hạ, nhưng chúng thần đang giải cứu ngài. Thái tử John và tướng quân Nottingham nhanh chóng chèo thuyền đến. Những người đồng đội của Robin Hood cũng ngăn chặn được một số binh lính. Số còn lại thì chúng đã xuất hiện ở trên tàu để tấn công nhà vua, dù chỉ có hai người nhưng họ không hề sợ hãi trước số lượng lớn quân địch. Thậm chí còn đánh bại được hết tên này đến tên khác, nhưng tên tướng quân Nottingham đã chơi xấu khi làm gãy cột buồm để trói chặt Robin Hood và nhà vua. Ngay khi chúng chuẩn bị kết thúc mọi chuyện thì Tâm và Gia Huy liền xuất hiện. Cả hai cùng nhau kết hợp để ngăn chặn kẻ xấu. Tên Nottingham có ý định tấn công Robin Hood thì bị Tom ngăn cản, tới Thái tử John thì đã có Jerry lo. Ban đầu thì hắn đánh áp đảo Jerry nhờ vào lợi thế to lớn, nhưng cậu nhanh chóng xoay chuyển tình thế khi nhảy lên người tên thái tử để cù lét. Nhờ đó mà có thể giải cứu cho Robin Hood và nhà vua. Trong khi đó Tom đang đu thì tự trói mình lại, nhưng Robin Hood nhanh chóng xuất hiện cứu Tom. Còn nhà vua Richard sẽ xử lý tên thái tử John. Quả không hổ danh là cặp đôi kỳ phùng địch thủ Robin Hood và Nottingham. Trong lúc cả hai chiến đấu ngang cơ với nhau thì Jerry chặt đứt cái lưới và giải cứu Tom. Robin Hood chỉ chờ có thế để tóm gọn tướng quân Nottingham cùng với thái tử John vào trong. Sau khi nhà vua Richard trở về thì ông liền vinh danh Tâm và Gia Huy vì hành động dũng cảm của mình. Ta phong hai người lên làm hiệp sĩ Tom và hiệp sĩ Jerry. Robin Hood cũng đã được ở bên cạnh công nương Marianne. Các bạn đã bao giờ thấy vùng đất nào thần tiên như vậy chưa? Nó được gọi là thị trấn cổ tích, nơi mà mọi đứa trẻ đều yêu thích, một vườn thú tầm cỡ thế giới. Một chú bò biết biểu diễn nhảy cao, người sáng lập là ông Joe. Ông là một con người thơ mộng khi đã mở cửa công viên. Ngoài ra ông còn có một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai Jack. Joe gần như có được mọi thứ mà một người đàn ông cần, nhưng đã có tai nạn xảy đến với ông. Violet và Jack đã cố gắng để gìn giữ ước mơ của Joe nhưng điều đó quá lớn. Mọi người không còn đến công viên nữa, sở thú ngày nào nay chỉ còn lại một con mèo và một con chuột, những trò chơi thì cũng đã xuống cấp. Từng có những ngày đông khách nhưng giờ chỉ còn Tâm và Gia Huy chơi trò đuổi bắt với nhau. Cả hai đang chơi liền bị một chiếc tàu lượn tông vào phía sau. Phải tới khi Jack ra kéo phanh mới dừng lại được. Báo như vậy đủ chưa hai tên ngốc này? Chúng ta đang cố gắng cứu công viên này, nên hãy cố gắng sống hòa thuận với nhau được chứ. Bỗng nhiên có một chiếc xe xuất hiện. Mẹ ơi, chúng ta có khách rồi. Jack liền thay đồ để ra đón khách. Chúng ta phải nhanh lên kẻo trễ. Xin giới thiệu với ông về ngôi sao của thị trấn. Cô bò này sẽ thực hiện tiết mục nhảy cao. Tom đang biểu diễn liền bị gõ cái bốp vì quên không bơm nước. Họ chia nhau ra. Jerry phụ trách việc ngăn cô bò lại. Tom đang bơm nước thì Jack bảo cậu lên phụ Jerry khi thấy tình hình không khả quan. Jack kéo hết sức thì kéo gãy luôn cái van khóa nước. Tom ráng ngăn cản cô bò lại thì bị ngã nhưng hên không sao. Cái bệ đỡ đã cũ liền gãy xuống khiến Tom phải lãnh trọn. Ông khách xem xong liền ra nói chuyện với bà Violet. Tôi đến đây không phải để xem mấy thứ này. Nếu ngày mai cô không trả được nợ thì sẽ có một trung tâm Big Lee mọc lên đấy. Jerry đọc qua liền xác nhận ông Big Lee đã mua mảnh đất này. Hẹn hai mẹ con vào ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Mẹ phải bán cô bò này cho một rạp xiếc để xoay sở thôi con ạ. Thế cho con tự tay tiễn nó nhé mẹ. Việc này khá lớn đối với con ấy. Con sẽ làm được ạ. Cả ba bắt đầu lên đường bán cô bò. Lần này Tom và Jerry không còn gây sự với nhau nữa mà cùng nhau đồng lòng giúp Jack. Nhưng khi tới nơi thì rạp xiếc đang rời đi. Jack cưỡi cô bò đuổi theo được một đoạn thì bị vấp ngã. Tưởng như đã hết hy vọng thì có một người nông dân xuất hiện. Ông ấy có hứng thú với cô bò liền ngỏ ý muốn mua lại. Ta có thể trả bằng thứ này. Vài hạt đậu sao?
chúng là những hạt đậu thần đấy cháu, đi thôi nào, chỉ có kẻ ngốc mới mua thứ vớ vẩn đấy, và Jack đã mang những hạt đậu thần về cho mẹ. Lúc này bà Violet cũng cạn lời với con trai, Jack không biết làm gì đành chồng đại mấy hạt đậu xuống đất. Sau một ngày vất vả họ liền ngủ ngay bên cạnh. Những hạt đậu thần nhanh chóng lớn lên rồi mang cả ba theo. Khi họ nhận ra thì đã bị đưa đến tận trời xanh. Chẳng mấy chốc mà Jack đã nhìn thấy thị trấn cổ tích thực sự. Tại đây có chú cá voi trắng Moby Dick, cô gái chăn cừu Bo Peep, ba chú lợn con. Chào mừng các bạn đến với thị trấn cổ tích. Bỗng nhiên có chú Sockscree xuất hiện, cả ba chạy lại xem chú biểu diễn làm bánh thì có động đất. Không biết ở đâu ra mà có một người khổng lồ xuất hiện, hôm nay cống nạp cho ta cái gì nào? Chúng tôi chỉ còn thứ này thôi ạ. Một xe chở đầy bí ngô, hắn ta không chấp nhận được việc này liền treo chú gấu lên, bắt đầu vơ vét mọi của cải trong thị trấn. Từ ngôi nhà của ba chú lợn cho đến vương miện của Rook E, cô tiên Red xuất hiện để ngăn cản hành động xấu xa của hắn liền bị đánh bay. Cướp xong thì hắn hẹn ngày mai gặp lại. Jack hỏi tại sao cô tiên lại bị thua trước tên người khổng lồ. Hắn đã lấy trộm cây đàn hạc của cô nên cô chỉ còn lại một ít phép thuật. Không chỉ thế, hắn còn lấy con ngỗng đẻ trứng vàng của Rook E. Bỗng nhiên người nông dân đã bán những hạt đậu thần cho Jack xuất hiện. Lời tiên tri cổ xưa nói rằng tới một ngày nào đó sẽ xuất hiện người anh hùng Jack đánh bại tên khổng lồ. Jack bất ngờ về việc này, tôi chỉ là một cậu bé đến từ công viên giải trí, sao có thể làm được. Chúng tôi tin cậu và tôi nghĩ cậu cũng nên tin vào bản thân mình. Thế thì chúng ta có thể thử. Bọn họ bắt đầu hành động ngay trong đêm, tên người khổng lồ có một cái mũi rất thính. Thế nên cô tiên Red đã cài sẵn người ở bên trong giúp đỡ. Tom chạy vô đầu tiên thì gặp ngay Tuffy phiên bản siêu to khổng lồ. Họ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm sẽ phụ trách việc lấy lại những gì tên người khổng lồ đã cướp. Nhóm còn lại sẽ phụ trách việc đánh lạc hướng hắn. Vì chúng tôi không còn đồ có giá trị, nên chúng tôi muốn trao đổi bằng một buổi biểu diễn. Nếu ta thích thì mai ta sẽ không xuống thị trấn, còn không thì tự hiểu nhé. Trong khi đó, Jerry nhanh chóng được bắn lên. Cậu ở trên thả dây xuống cho bọn còn lại. Tôi xin được biểu diễn một bài thơ với tựa đề Anh nông dân đến từ thung lũng. Tên người khổng lồ không có hứng thú lắm liền bảo người tiếp theo. Chú Sockscree biểu diễn tiết mục ném bánh khiến hắn tập trung vào họ hơn. Nhóm của Jack thì đang mở khóa két sắt. Sau bao nhiêu nỗ lực họ mới có thể vào trong được. Cây đàn hạc của cô tiên Red hiện ra ngay trước mắt. Tom thấy Jerry không với tới được liền ném cậu bay thẳng lên luôn cho lẹ. Họ vừa chạm vào dây đàn đã có phép thuật xảy ra. Kế bên còn có con ngỗng đẻ trứng vàng của Rook E. Con ngỗng đẻ trứng vàng nhanh chóng được giải thoát cũng không quên báo đáp Jack. Nó còn chở mọi người ra ngoài. Trong khi đó đã tới lượt cô tiên Red biểu diễn. Cô vừa hát vừa biểu diễn phép thuật khiến tên người khổng lồ phải mê mẩn. Nhóm Jack sẽ đẩy chiếc chùy này xuống đầu hắn. Cô tiên Red căn chuẩn thời cơ liền kéo hắn đến nhưng kế hoạch đã thất bại. Ta ngửi thấy có một đứa trẻ con đang ở đây. Thì ra đây là anh hùng Jack sao? Làm sao một thằng nhóc có thể đánh bại ta cơ chứ? Thế thì thử cái này xem. Cậu biến tên người khổng lồ thành người tí hon luôn. Jerry nhanh chóng đá hắn vào một cái chai. Tommy còn nghịch ngợm biến hắn to rồi đến nhỏ liên tục. Jerry muốn ngăn lại thì cả hai vô tình làm hư dây đàn. Phép thuật biến mất khiến tên người khổng lồ quay trở về kích thước cũ. Con ngỗng đẻ trứng vàng phải chở cả bọn tẩu thoát, bay tới chỗ cây đậu nhanh lên. Tên người khổng lồ càng ngày càng phẫn nộ liền đập phá mọi thứ xung quanh. Ngay khi hắn bắt được nhóm của Jack thì cá voi trắng Moby Dick ra tay. Nhưng như thế vẫn chưa thể ngăn cản được tên người khổng lồ. Jack ném cây đàn hạc cho cô tiên Red. Cô nhanh chóng ra lệnh cho cây đậu thần khống chế hắn lại. Người nông dân đưa một chiếc xe cút kít để chở quả trứng vàng cho Jack coi như lời cảm ơn của mọi người dành cho cậu. Với sức mạnh của mình thì tên người khổng lồ đã thoát ra được và đánh bay cây đàn hạc của cô tiên Red. Muốn quả trứng này sao? Thử tới lấy nó đi. Jack dụ hắn đuổi theo mình. Trong khi hắn đang trèo xuống thì cậu ở dưới sẽ chặt cây đậu thần. Tom thì vẫn muốn lấy được quả trứng vàng liền bị tên người khổng lồ bắt. Nếu ngươi thả Tom ra thì ta sẽ không chặt tiếp. Đừng dọa ta thằng nhóc con. Ta biết ngươi đến từ đâu đấy. Jerry có kế hoạch gì đó liền nói với Jack. Chỉ thấy Jack tiếp tục chặt đứt cái cây còn ra Huy thì buộc một sợi dây để nhảy xuống cứu Tom. Tom nhanh trí bỏ quả trứng vàng khiến tên người khổng lồ tham lam bỏ tay ra. Nhưng cây đậu thần bị hư hại nặng liền đổ xuống. Cứ tưởng đây sẽ là một kết thúc buồn nhưng không. Cô tiên Red đã kịp biến cả ba quay trở về nhà an toàn. Khi họ tỉnh lại thì cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, cho tới khi ra ngoài thì ông Bigley đã tới. Ông ta nói có thứ gì đó đã làm hư xe của mình. Chiếc xe chạy đi liền nhìn thấy quả trứng vàng.
Tom nhanh chóng chia quả trứng vàng ra một phần để trả nợ cho Jack. Tới khi mẹ cậu đi ra thì cậu nói mình đã giải quyết được việc nợ nần của công viên, bà tự hào về cậu lắm. Họ dùng số tiền kiếm được từ quả trứng vàng để khôi phục lại mọi thứ. Những đứa trẻ thấy thế liền đòi bố mẹ chúng cho vô. Thị trấn cổ tích giờ đây đã quay trở lại, còn Tâm và Gia Huy vẫn không quên chọc nhau. Tại thị trấn Hamlet có một phù thủy Griselda chuyên có những hành động xấu xa ảnh hưởng đến người dân và ngược đãi cháu gái mình là Athena. Pháp sư Candor quyết định trục xuất bà ta ra khỏi đây. Trước khi đi, bà còn cố gắng lôi kéo theo Athena khiến cô bé sợ hãi. Griselda chưa kịp sử dụng lọ thuốc biến mọi người thành trần tinh thì bị pháp sư Handorf đánh bay đi. Ba con mèo chịu ảnh hưởng từ lọ thuốc liền bỏ chạy. Người dân trong thị trấn Hamlet được trở về cuộc sống yên bình. Cô bé Athena không chỉ nuôi mỗi mình Tom mà còn có cả Jerry. Ngay từ nhỏ cả hai đã thích cà khịa nhau rồi. Ta sẽ nhận nuôi con Athena. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô gái nhỏ bé ngày nào nay đã lớn thành một thiếu nữ. Với tình yêu động vật thì Athena luôn nhận nuôi các con vật hoang. Con heo rừng này muốn đi theo nhưng cô không cho. Jerry ở nhà có trách nhiệm phải trông coi nó nhưng cậu cũng không thể làm gì được. Tới khi Tom ra tay thì càng khiến cho con heo rừng hoảng loạn hơn. Ở trong thị trấn thì mọi người vẫn hay dè bỉu Athena vì dì Griselda, nhưng cũng có những người tốt sẵn sàng giúp đỡ cô bé. Con lừa này vô tình đạp phải cái đinh khiến nó chạy loạn lên. Phải tới khi Athena ra tay giúp đỡ mới khiến nó bình tĩnh hơn. Các yêu tinh thấy thế thì hô to tên cô bé, họ còn cho cô bé thêm đồ ăn. Bỗng nhiên con heo rừng hồi nãy chạy đến thị trấn. Nó phá hoại hết chỗ này đến chỗ kia. Điều đó khiến cho mọi người tiếp tục có cái nhìn xấu về Athena. Cô bé không biết làm gì chỉ có thể chạy về nhà khóc lóc vì cái bóng của người dì quá lớn khiến cho Athena lúc nào cũng bị đối xử tệ bạc. Cô cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng họ lúc nào cũng sống trong quá khứ. Chỉ có các động vật mà Athena nhận nuôi mới chấp nhận cô. Ở trong khu rừng hắc ám có 3 con mèo. Chúng nhận lệnh của phù thủy Griselda để tìm thứ gì đó. Tôi nghĩ chúng ta không phải là người đầu tiên đến đây đâu. Vào sâu bên trong chúng nhìn thấy một đống tiền vàng chất thành núi. Chúng ta đến đây không phải để tìm những thứ này. Sau một hồi loay hoay thì chúng đã tìm được một quả trứng phát sáng. Cả bọn cũng tranh thủ lấy ít kho báu trước khi con rồng xuất hiện. Cái túi bị cháy liền rơi ra quả trứng. Nó lăn một hồi rồi rơi xuống dòng sông. Bên phía Athena thì cô đang bận tắm rửa cho các con vật. Lấy thêm ít nước đi Jerry. Cậu chạy vào trong thì thấy Tom đang ngủ. Jerry bị như thế sao có thể để yên được, cậu đổ một mớ sâu xuống miệng Tom. Tới khi Tom bắt được Jerry thì Athena hỏi nước đâu. Cả hai phải đi ra bờ sông để lấy nước nhưng Tom lười biếng liền tìm chỗ ngủ. Jerry thấy thế thì quăng thẳng cái xô vào đầu Tom. Bắt cậu ta phải làm việc chứ không được lười. Quả trứng khi nãy cũng đã trôi đến chỗ hai người họ. Tâm và Gia Huy mang về nhà thì Athena cũng không biết nó là trứng con gì. Cô dặn Tom phải ấp cho nó nở ra. Làm tốt thì ta thưởng sữa cho nhé. Trong lúc đó Athena sẽ đi tìm hiểu xem đó là trứng gì. Jerry thấy Tom như thế liền bắt đầu chọc ghẹo cậu. Tom tính lấy cái xô nước liền bị Jerry hớt tay trên. Cậu phải dùng đến một cây chổi mới lấy được. Vừa dập lửa xong thì quả trứng liền xuất hiện hai cái chân. Tom nhanh chóng bắt lấy thì ngã vào tủ chén bát. Tới khi quả trứng nở hết ra thì xuất hiện một con rồng. Nó vừa nhìn thấy Tom liền nhận cậu là mẹ. Chúng ta đặt tên nó là Puffy nhé. Tom thấy Puffy dễ thương nên cũng chấp nhận. Để mai ta hỏi pháp sư Candor xem chúng ta phải làm gì với Puffy. Trong khi đó rồng mẹ đang tìm đứa con thất lạc của mình. Bên phía khác thì bà phù thủy Griselda hỏi ba con mèo về quả trứng đâu nhưng chỉ có cái nịt. Sau một thời gian thì bà ta càng ngày càng khó tính. Ta cần quả trứng để có thể đánh bại lão Candor. Nói xong bà ta liền phù phép biến ba con mèo mọc thêm cánh. Mang con rồng về đây không thì đừng hòng quay trở lại. Sáng hôm sau khi con gà đang gáy thì Tom liền bịt miệng nó lại. Trong khi đó Jerry đang bận cho những chú chim non ăn. Tom đang ngủ thì bỗng nhiên thấy Puffy đã uống hết sữa của mình, thậm chí còn cho cậu một bãi vào mặt. Jerry thấy thế thì cười chế nhạo khiến Tom phải đuổi theo. Cậu chạy vào căn phòng thì có một con rắn giúp đỡ. Tới khi Tom chạy vào thì liền bị bắn bay ra đằng sau. Cậu không chịu từ bỏ vẫn tiếp tục đuổi theo Jerry liền ngã ngay vào vỏ chuối. Puffy thấy cái tường giống Tom thì đi ra ngoài. Tới khi Tom và Jerry quay trở lại thì đã không còn thấy cậu đâu nữa. Họ chia nhau ra tìm kiếm cũng không có kết quả. Sau một hồi loay hoay thì cũng đã nhìn thấy Puffy nhưng cậu đang đi về phía thị trấn. Tới khi Tom và Jerry đến thì cậu đang nghịch cái nón của dì Emily, thậm chí còn phun lửa vào khiến Tom phải chạy ra che đi.
Jerry định dập lửa thì thành ra báo hại liền chạy lẹ. Ngay lúc bà ta chuẩn bị đấm Tom thì Jerry liền thả cái mũ đựng hoa quả xuống. Thành công xoa dịu dì Emily, pháp sư Gandalf cũng đã phát hiện ra Puffy, rồng rất nguy hiểm nên con hãy trả nó lại chỗ cũ đi Athena. Phải nhanh lên trước khi mẹ nó tìm đến thị trấn. Nhưng Athena sao có thể nghe lời dễ dàng như vậy được. Cô bảo Tom và Jerry trông chừng Puffy trong khi cô lấy cái lồng để mang nó về nhà mình. Tommy từ chối việc này liền mang chú rồng rời đi. Jerry muốn ngăn cản liền bị đá bay. Cậu mang Puffy vào trong rừng rồi để nó tự tìm đường về. Puffy không chịu liền bị trói vào cái cây. Jerry thấy tội nghiệp liền giải thoát cho chú rồng thì Tom tiếp tục cột lại. Cậu cột luôn Jerry vào chung. Puffy rưng rưng nước mắt gọi mẹ ơi khiến Tom chạnh lòng. Jerry nhân cơ hội liền cắn đứt dây giải thoát. Bỗng nhiên ba con mèo xuất hiện. Nhớ bọn ta không Tom, chúng ngang nhiên cướp Puffy đi thì Jerry liền quăng dây bắt lại. Một con mèo chạy đến đỡ lấy Puffy liền bị Tom hớt tay trên. Cậu cầm nhầm vào đuôi con mèo này thì bị nó cướp lại Puffy nhưng cậu ấy liền phun lửa vào mặt con mèo. Chúng tính đuổi theo liền đâm thẳng vào bụi gai phía trước. Tom và Jerry nhân cơ hội lên một chiếc xe ngựa để trở về. Ở trong thị trấn thì các yêu tinh đang tổ chức lễ hội. Athena hỏi pháp sư Gandalf về Tom và Jerry khi không tìm ra họ. Bỗng nhiên cả ba xuất hiện trong cái bụi đằng sau ông. Đột nhiên có một tia sét chiếu xuống. Bà phù thủy Griselda đã quay trở lại. Chào ông Gandalf. Vẫn chưa muộn quay trở lại với gì đâu Athena. Mục đích của bà ta tới đây để tìm rồng con. Bỗng nhiên rồng mẹ kêu lên khiến Puffy bị phát hiện. Bà phù thủy Griselda liền triệu hồi một con rắn sấm sét. Pháp sư Gandalf đã có tuổi nên bị yếu đi trông thấy. Con rắn sấm sét cứ thế mà bắt rồng con ra khỏi tay của Tom và Jerry. Bà phù thủy Griselda đã có được thứ mình muốn liền rời đi. Các yêu tinh thấy thế thì đổ mọi tội lỗi lên đầu Athena. Nếu không có cô mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Athena quyết định tự mình hành động cùng với Tom và Jerry. Ba con mèo nhanh chóng khống chế Puffy. Chỉ cần ngươi phun một chút lửa vào đây thì ta sẽ thả ngươi ra. Puffy nghe thấy thế liền phun cho bà ta một bãi nước bọt vào mặt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Cái máy rơi xuống những hạt tiêu làm cho rồng con hắt hơi vào mặt dây chuyền. Toàn bộ sức mạnh liền bị hút cạn khiến Puffy hóa đá. Giờ đây bà phù thủy Griselda đã có thể hóa thành rồng. Ba con mèo thấy thế cũng phải bỏ chạy. Trong khi Athena đang chạy đến chỗ bà ta thì có con gì đó kêu lên. Rồng mẹ nhanh chóng xuất hiện kế bên. Nó phun lửa lần một khiến cả ba phải nhảy lên lưng con ngựa. Phun lửa lần hai khiến họ ngã xuống dưới. Chẳng mấy chốc đã dồn cả đám vào đường cùng. Chúng ta có thể tìm rồng con với nhau mà đúng không? Trong thị trấn Hamlet, pháp sư Gandalf tính đi tìm Athena thì Griselda xuất hiện. Ta có quà cho ngươi này. Biến ra đây đi trước khi ta phải ra tay. Không thì sao, pháp sư Gandalf đang niệm phép liền bị đánh bay cây trượng. Ngay khi Griselda tính ăn thịt ông thì rồng mẹ xuất hiện đá bay bà ta và giải cứu ông. Rồng mẹ nhìn rồng con hóa đá mà đau xót. Nó bay lên tấn công Griselda để trả thù cho con của mình. Ngay khi rồng mẹ phun lửa bà ta liền hấp thụ vào mặt dây chuyền, thành công hút hết sức mạnh và hóa đá rồng mẹ. Athena thấy thế thì không thể làm ngơ, cô định câu giờ để cho Tâm và Gia Huy cướp lấy mặt dây chuyền, gì biết gậy phép có tác dụng này không. Sau khi đâm vào chân bà ta thì các con vật của cô, Tom và Jerry bắt đầu hành động, rơi thì làm phân tâm sự chú ý, trong khi đó rắn thì cuốn chặt cổ. Thành công cắt đứt dây chuyền nhưng bị rơi xuống dưới. Cũng may khi rơi xuống một ngôi lều, Athena nhanh chóng lấy một cái búa khi bà Griselda bay xuống, thành công đập vỡ mặt dây chuyền khiến cho bà ta phải trả lại toàn bộ sức mạnh cho hai chú rồng. Cuối cùng là bị hóa đá. Giờ đây rồng con đã có thể gặp được rồng mẹ. Mọi người chào tạm biệt hai chú rồng. Cứ tưởng gì Emily sẽ trách móc Athena tiếp thì không. Cảm ơn con nhiều lắm. Chúc mừng Athena đã giải cứu thị trấn. Cuối cùng cô cũng có được sự công nhận của mọi người. Hôm nay Tom được đi tắm biển. Cậu vừa ra ngoài thì bị con trai của Spike hù một phát bay lên trời. Trong khi đó Jerry cũng lên đồ để đi tắm biển. Cậu sử dụng một ít kem chống nắng để bảo vệ làn da nâu của mình. Đang nằm tận hưởng thì bị Tom che mất ánh mặt trời. Thấy thế Jerry liền chọc thẳng cây dù vào mông mèo con. Khiến cậu ta tạo ra một cái hình con mèo lún trên bãi cát. Jerry cảm thấy chưa đủ nên xúc cát lấp đầy vào chỗ Tom, đội thêm mái tóc giả. Xong việc thì có một nàng tiên cá xuất hiện. Tom nhanh chóng thoát ra khỏi đó rồi bắt lấy Jerry. Cậu tìm Jerry ở bên trong thì bị một con cua kẹp vào mũi. Jerry thấy thế thì cười lên, trong khi đó Tom phải chật vật lắm mới có thể gỡ được con cua ra. Tom đuổi theo Jerry tới một cây dừa. Trong khi cậu còn đang tìm kiếm thì Jerry đã mang một con chó đến khiến cậu sợ hãi trèo thẳng lên cây dừa rồi bị đụng đầu ngã xuống.
Tớ xin lỗi nhé, anh bạn này hơi quậy phá một xí, có vẻ như Bandy không ưa mèo lắm. Bỗng nhiên có ba con robot xuất hiện. Chúng liên tục xả đạn xuống khiến cả đám phải bỏ chạy. Họ núp sau một tảng đá để lần trốn. Tom tính bỏ chạy thì bị Bandy sủa cho một cái liền bay lên. Cậu vô tình hạ luôn ba con robot trên trời. Johnny và Haji ở dưới thì reo hò phấn khích. Dù hay cà khịa Tom nhưng Jerry cũng không quên kéo cậu theo. Chẳng mấy chốc mà cả đám đã bị ba con robot bao vây. Johnny tính sử dụng pháo sáng để phản kháng nhưng không có tác dụng. Trong lúc nguy cấp nhất thì chú Jace liền xuất hiện. Cả bọn nhanh chóng chạy lên con thuyền, nhưng ba con robot vẫn ngoan cố bám theo sau. Johnny sử dụng một cái thùng liền hạ gục được một tên, hai tên còn lại sắp sửa đột nhập lên thuyền thì bị Tom bắt được rồi quăng đi. Chúng ngã vào bãi cát gần đó, thì ra ở trong có ba con mèo điều khiển. Nhiệm vụ đã thất bại nên ông chủ chửi thẳng vào mặt chúng. Chỉ có mỗi việc bắt một thằng nhóc làm mồi nhử khó vậy sao? Cho chúng tôi xin thêm một cơ hội với ạ. Nếu các ngươi còn làm ta thất vọng thì đừng trách tiến sĩ Jin này độc ác. Sau cuộc đuổi bắt thì Tâm và Gia Huy được Johnny dẫn về nơi ở của mình. Cậu ở cùng với tiến sĩ Benton và cũng là bố của cậu, đừng bao giờ đi lang thang nữa đấy. Con biết ở ngoài kia có đầy kẻ xấu muốn dùng con làm mồi nhử để bắt bố không? Đó là lý do con phải ở cạnh chú Jace, nhưng con đã có những người đồng đội mới rồi. Họ là Tom và Jerry, hay còn gọi là Tâm và Gia Huy. Trong khi đó, tiến sĩ Benton đang cho khởi động quả cầu Quisphere. Nó bắn một tia điện khiến Tom xù lông lên. Quả cầu Quisphere có khả năng cung cấp năng lượng cho cả một thành phố lớn không giới hạn. Nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả sẽ rất khó lường. Trước mắt chúng ta phải giải quyết cái bụng đói đã. Ta ngửi thấy mùi gì đó, một mùi giống mùi lông đang cháy. Tom vội chạy đi tìm nước để dập lửa mà không để ý lời cảnh cáo của tiến sĩ Benton liền bị phát nổ. Sau đó mọi người nhanh chóng có mặt tại nhà bếp để ăn tối, ai cũng được ăn ngon ngoại trừ Tom. Ngay cả chú chó Bandy cũng được một miếng thịt to tướng. Anh học mấy món này ở đâu mà ngon thế Jace? Chỉ là từ một cô nàng cách đây đã lâu, ai cũng đã no bụng nhưng còn Tom mới chỉ được một tô sữa. Cậu tính lấy cái đùi gà thì bị chú Jace cất vào tủ lạnh. Những đồ ăn ngon hiện ra trước mắt khiến Tom vừa đi vừa thèm thuồng. Khi về phòng ngủ cậu cũng không quên nhìn trộm mật khẩu cánh cửa. Do chỉ uống được một tí sữa nên cái bụng của Tom đã kêu cả tối. Cậu lén đi tìm đồ ăn thì bị Jerry phát hiện. Trong khi đó, ba con mèo đang tìm cách để vào bên trong ngôi nhà của tiến sĩ Benton. Tom vừa nhập xong mật khẩu thì các thiết bị bảo vệ xung quanh ngôi nhà liền bị vô hiệu hóa. Cậu vẫn hồn nhiên lấy đồ ăn mà không biết nguy hiểm sắp đến gần. Tính làm nóng cái đùi thì bị Jerry cho cháy luôn. Cậu muốn ăn cái bánh thì bị Jerry khóa mõm. Sau một thời gian thì ba con mèo đã đột nhập được vào trong. Jerry muốn ngăn chúng lại liền sử dụng cái máy này để bắn ra tia năng lượng đóng băng một con mèo. Hai con còn lại thấy thế thì tìm cách bắt Jerry. Cậu chọi một chai thuốc khiến tên này hóa thân thành ông già Noel. Tom tính dùng khẩu đại bác hạ luôn tên còn lại thì thành ra giải cứu cho tên kia. Một con mèo tiến đến lấy quả cầu Quisphere liền bị Jerry ngăn lại. Nhưng bộ giáp này do người sắt chế tạo nên dễ dàng thoát ra. Nó bay lên lấy quả cầu, đã thế còn chơi đùa liền làm rơi xuống đất. Con mèo bay đến lấy lại liền bị Jerry lăn vào trong luôn. Nhưng quả cầu nhanh chóng rơi vào tay một con mèo khác. Tom đang lẩn trốn thì bị Bandy hù cho một cái liền bay vào một quả cầu. Khi rơi xuống còn bị một quả cầu khác đè lên. Ba con mèo tính đi cửa sau thì bị tiến sĩ Benton chặn đường. Chú Race nhanh chóng đu dây xuất hiện. Đột nhiên có thêm một con robot khác bay vào trong. Chúng không chỉ có một mà tới hai con robot. Jerry nhân cơ hội cướp lấy quả cầu, nhưng con mèo này liền bay đến trộm lại. Johnny vừa tỉnh dậy chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn thấy bố đã bị một con robot bắt. Nó mang tiến sĩ Benton đi khiến chú Jace phải bám theo sau. Ba con mèo nhân cơ hội liền bỏ chạy chung với con robot. Chúng ta phải nghĩ cách cứu bố tớ. Sáng hôm sau, Haji đã tìm ra lý do tại sao chúng bắt cóc tiến sĩ Benton. Vì ông ấy là người duy nhất biết cách kích hoạt quả cầu Quisphere. Johnny dựa vào dấu vết điện do quả cầu để lại liền định vị được chỗ đám người xấu. Chúng đang ở đâu đó trên lãnh thổ Monovistan. Họ nhanh chóng lên máy bay phản lực để đến nó. Vì đây là lần đầu của Johnny nên cậu vẫn còn nhiều sai sót, khiến cho Tommy ở phía sau chỉ muốn khóc thét gọi mẹ. Bên phía khác thì tiến sĩ Benton và chú Jace đang bị giam lại. Các ngươi làm tốt lắm, chúng tôi đã khóa rất kỹ càng và chắc chắn ông ta sẽ không thể nào thoát ra được. Chỗ nhóm Johnny thì chú chó Bandy đang ngủ liền cảm nhận được nguy hiểm. Những phi thuyền không người lái đang tiến đến phía họ. Chúng ta phải giải quyết chúng thôi. Johnny bắt đầu cho máy bay phản lực tăng tốc. Cậu bay đến gần một hòn đảo thì nói Henry chuẩn bị khởi động động cơ phản lực. Ngay khi sắp chạm vào một cái thác nước liền cho bay cao lên khiến những phi thuyền phía sau không phản ứng kịp. Nhưng tránh khỏi nguy hiểm này thì lại có nguy hiểm khác. Tiến sĩ Jin cho thả những con robot nhỏ xuống.
chúng liên tục cắt vào chiếc máy bay khiến nó bị hư hại nặng. Tommy không bám chặt liền bị thổi bay ra ngoài. Cậu phải cố hết sức mới quay về được. Ngay sau đó Jerry cũng bị bay ra ngoài chung với Tom. Cả hai bị rơi thẳng xuống dưới. May mà có Johnny nhảy dù ở phía sau mới cứu được Tom và Jerry. Ít nhất thì cũng không ai bị thương. Chắc chỉ có chú Race là hơi đau lòng khi biết cái máy bay của mình đã tan thành mây khói. Hiện tại cả đám đang ở Monovistan. Khi họ di chuyển vào thành phố thì con mắt trên tấm bản đồ liền nhìn theo. Tiến sĩ Jean và ba con mèo đang theo dõi cả nhóm từ phía xa. Họ đi sâu vào trong thành phố. Nhanh chóng tìm được vị trí của quả cầu Quisphere. Tớ có một người bạn cũ sống gần đây có thể giúp chúng ta. Mọi hành động của họ đều bị thuộc hạ của tiến sĩ Jean theo dõi. Trong khi Johnny đang nhớ lại đường đi thì Tom ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu lấy một cái mũ để bắt Jerry vào trong. Không còn ai có thể ngăn cản được Tom nhưng Jerry nhanh chóng thoát ra để tặng cho cậu một con rắn hổ mang. Trong khi đó Johnny và Haji đang bị đám người xấu bao vây. Tom vô tình dùng luôn con rắn quăng vào để giải cứu mọi người. Họ đang chạy thì gặp ngay đường cụt. Thấy thế Haji liền sử dụng cây sáo để điều khiển những cái dây kéo mọi người lên. Nhưng đám người xấu liền vác thang đến. Chú chó Bandy tiếp tục sủa khiến Tommy đâm thẳng vào cánh cửa phía trước. Điều đó vô tình tìm được cô gái đã từng dạy chú Jace nấu ăn. Vào trong trước đi đã. Cô hiện đang làm chủ một quán cà phê, bên trong còn có vũ công nhảy múa. Johnny nhanh chóng kể hết mọi chuyện cho cô Jade nghe. Tiến sĩ Jean đang giữ bọn họ. Sao cô biết được? Tin tức là nghề của cô mà. Chúng cháu cần cô giúp. Được thôi, cứ ra giá đi. Cô chả thấy các cháu có mang đồ gì quý giá cả. Nhưng thế giới đang gặp nguy hiểm, cô không thích mạo hiểm vào chuyện của người khác. Kể cả chú Ray sao, nhất là ông đấy đấy. Có thể cô không biết, tiến sĩ Benton đang làm việc cho chính phủ. Họ sẽ trả rất nhiều tiền cho bố cháu. Cô đang bỏ qua một món hời lớn đấy. Các cháu đã biết cách chạm vào trái tim cô à? Chỉ thấy cô Jade mở cánh cửa kế bên ra. Ở dưới có một cái thuyền máy đấy. Từ từ đã các chàng trai, ký vào đây nhé. Phải có ai đó trả tiền để thuê thiết bị của cô chứ. Ngay khi cả nhóm xuống dưới thì không biết đám người xấu từ đâu xuất hiện. Bên trên thì cô Jade đang biểu diễn rất cuồng nhiệt. Còn bên dưới thì hai bên đang combat rất căng. Ngay khi cô Jade kết thúc màn biểu diễn thì cũng là lúc cả nhóm thoát ra khỏi đây. Họ nhanh chóng đến hòn đảo của tiến sĩ Jean. Phải trang bị thêm bộ tên lửa để thuận tiện cho việc di chuyển. Ngay khi cả đám vừa bay lên thì bộ tên lửa của Tâm và Gia Huy có vấn đề liền phát nổ. Lũ robot bảo vệ nhanh chóng xuất hiện. Ở bên trong thì tiến sĩ Jean đang ép tiến sĩ Benton phải kích hoạt quả cầu Quisphere. Ta có quà cho ngươi đây. Quả là một gia đình hạnh phúc. Tên tiến sĩ Jean sử dụng Johnny làm con tin để bắt tiến sĩ Benton nối quả cầu Quisphere với hệ thống điện của hòn đảo. Nếu ông không làm thì hắn sẽ giở trò với con trai của ông, nhốt bọn trẻ lại rồi đi tìm con mèo và con chuột còn lại về đây cho ta. Bên phía Tâm và Gia Huy thì may mắn khi họ không sao. Tom tức giận liền muốn về nhà mặc kệ sự can ngăn của Jerry. Nhưng vừa ra ngoài thì thấy đám robot đang mang cái thuyền máy đi. Họ lén theo sau thì được đưa vào nhà kho. Tom và Jerry đi xem xét xung quanh vô tình nhìn thấy một cái tivi cũ, chào mừng đến hòn đảo chiến đấu. Với công nghệ du hành vũ trụ thì sức phá hủy của pháo đài di động này có thể hủy diệt được bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn với một cái giá rất hợp lý. Bên phía khác thì Johnny cố gắng thoát ra khỏi cái lồng nhưng nó được làm bằng titanium. Bên dưới thì có một đám cua khổng lồ, sao chúng ta không thử cái lỗ kia? Với kích thước của Bandy thì có thể chui vừa, Haji sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển chú chó bay vào lỗ thông gió để tìm Tâm và Gia Huy. Trong khi đó thì ba người còn lại sẽ ngồi nói chuyện. Bố tớ nói đúng, đôi khi tớ luôn làm những việc vượt qua khả năng của mình. Đừng tự trách mình thế Johnny, chú chưa từng thấy ai bằng tuổi cháu mà dám đi xuyên lục địa để tìm bố mình cả. Trong khi đó thì tiến sĩ Benton cũng đã làm xong. Để ta kiểm tra quả cầu đã, Tâm và Gia Huy thì cũng đã đột nhập được vào trong. Họ vô tình tìm thấy một đống giáp robot. Jerry gợi ý nên sử dụng chúng để cải trang. Cậu vừa mặc vô thì bị một con mèo bắt gặp. Đem cái này đến cho tiến sĩ Jean ngay đi. Tom thấy ngon quá nên muốn cắn thử một miếng liền bị Jerry ngăn lại. Cậu cay cú muốn xử luôn Jerry nhưng chú chó Bandy sủa lên một tiếng khiến mèo con bay thẳng lên trên. Bên phía khác thì tên tiến sĩ Jean bắt đầu cho khởi động quả cầu Quisphere, chỉ thấy nó tách miệng núi lửa ra rồi bay lên. Dư chấn khiến cho sàn nhà nứt ra, đám cua khổng lồ liền tấn công lên. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì Bandy đã dẫn Tom và Jerry đến. Jerry kích hoạt bộ giáp robot khiến nó bay thẳng về phía trước, thành công giải cứu mọi người. Johnny cũng không quên kéo theo Tom chạy thoát. Chú Race nhanh chóng khóa cánh cửa lại để chặn con cua. Họ đang đi tìm tiến sĩ Benton thì bỗng nhiên sàn nhà nghiêng ra, khiến cho cả đám bị rơi xuống dưới. Chú Race nhanh chóng trượt xuống trước để cứu mọi người.
Chỉ có Tommy là không kịp bám vào liền rơi xuống dưới, nhưng Jerry nhanh chóng nhảy theo sau. Cậu sử dụng bộ giáp để bắn một cái móc bay lên trở lại. Họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, chú cần người đánh lạc hướng con robot đó. Thế là Bandy liền sủa một cái khiến Tom nhảy dựng lên. Mèo con cứ thế mà đâm xuyên hết con robot này đến con robot khác. Cuối cùng chỉ còn một con robot thì bị chú Jace đập bể luôn. Bên phía Nhà Trắng thì Tổng thống Mỹ nhận được một lá thư đe dọa, vừa nhìn là biết của A luôn. Chúng tôi cố gắng định vị hắn nhưng tàu không gian đã vô hiệu hóa thiết bị radar. Còn tiến sĩ Benton thì chúng tôi không tìm được ông ấy. Ở chỗ khác thì chú Jace đã tìm thấy nơi chứa quả cầu Quisphere. Một mình chú xông lên trước đánh bại từng con robot. Hai con robot này chưa kịp làm gì liền bị chú đá bay. Chúng ta phải tắt quả cầu Quisphere ngay. Họ tiến lại gần cái máy. Haji sẽ phụ trách việc hỗ trợ Johnny đu xuống tắt quả cầu. Tên tiến sĩ Jin đang ngồi tận hưởng thì thấy chú Jace đã xử lý hết đám robot canh gác. Hắn tiếp tục thả thêm hàng loạt con robot khác. Còn các ngươi đi bảo vệ quả cầu Quisphere mau. Chúng nhanh chóng xuất hiện liền tấn công Tâm và Gia Huy. Hai ngươi lo con mèo còn ta lo thằng nhóc. Tom vẫn chưa biết cách sử dụng bộ giáp nên chỉ có thể đứng yên chịu trận. Còn Johnny thì vừa phải né vừa phải tắt quả cầu. Sau một hồi mò mẫm thì Tommy mới mở được bộ tên lửa. Cậu nhảy thẳng xuống dưới với hy vọng nó sẽ hoạt động thì nó tắt luôn. Cũng may khi hạ được hai tên. Jerry ở trên nhanh trí sử dụng cái cần trục để cứu Tom thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ bộ giáp mới phát huy tác dụng nhưng nó lại khiến Tom bay thẳng lên trời. Đúng là một con mèo ngốc. Ba con mèo nhanh chóng tấn công Jerry khiến cậu phải nhảy xuống nhưng may mắn khi có Johnny đỡ lấy. Chúng chuyển sang tấn công cái cần trục của Haji khiến Johnny không thể tập trung cắt dây tiếp. Chẳng mấy chốc mà cái cần trục đã rơi xuống liền kéo theo Johnny. Ba con mèo thấy thế thì cười lên nhưng đâu biết Tom đã có mặt để giải cứu Johnny và Jerry. Cậu nhanh chóng bay lên trên để đưa cả hai đáp xuống. Đoàn tụ đông đủ rồi đấy à? Chúng quyết định xử lý hết cả nhóm trong một lần và mãi mãi. Lẽ ra ngươi nên chạy đi khi có cơ hội mèo con à? Tom muốn Bandy tiếp tục hù mình để cậu có thể cứu mọi người nhưng chó con cũng đang sợ. Thấy thế Jerry dùng kim đâm vào mông Bandy khiến nó sủa lên. Tom như được buff thêm sức mạnh liền đánh bại con mèo trước mắt. Hai tay hai súng cậu bắn bay nốt hai con mèo. Cả bọn nhanh chóng nhảy ra khỏi cái cần trục trước khi nó rơi xuống dưới. Chú Jace cũng đã xử lý xong đám robot. Đưa tên tiến sĩ Jin hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến hắn phải giật mình ngã ngửa. Dù không có quả cầu nhưng tàu không gian của ta vẫn đủ năng lượng để tấn công vô Nhà Trắng. Chúc may mắn nhé. Xin lỗi nhưng hết chỗ rồi tiến sĩ ơi. Trước giờ toàn làm chủ mà giờ hắn phải cầu xin ba con mèo đi ké. Tom và Jerry biết thuyền máy ở đâu để cứu chúng ta đó bố. Hay đấy nhưng ta không thể để hòn đảo đâm vào Nhà Trắng được. Ta biết có ngày quả cầu Quisphere sẽ rơi vào tay kẻ xấu nên luôn phải có kế hoạch dự phòng. Tượng đài Washington nhanh chóng được bắn đi trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ, nhưng tất cả đã quá trễ khi họ đã bị những con cua khổng lồ bao vây. Có lẽ đây là kết thúc của chúng ta rồi. Khoan đã, ông còn nợ tiền thuê thiết bị của tôi đấy tiến sĩ. Cô Jade và Group E đã theo Johnny từ khi cậu đặt chân đến đây. Họ cũng không quên chụp lấy quả cầu Quisphere. Thành công giải cứu mọi người trước khi tượng đài Washington đâm thẳng vào tàu không gian, Tom sốc quá liền ngất lịn đi. Nhờ hành động dũng cảm của mình mà cả nhóm đã được Tổng thống Mỹ tuyên dương. Ông tặng cho mỗi người một cái huân chương anh hùng, kể cả Jerry cũng có một cái riêng nhưng Tom thấy cái của Jerry nhỏ liền cười nhạo cậu. Cả hai tiếp tục chọc nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Sau khi nghe câu chuyện Dorothy kể thì chú gì chỉ cười rồi ra ngoài làm việc. Jerry nghĩ đến đôi giày Ruby. Nó vẫn còn ở đó, nhưng khi cô ra ngoài thì thấy những người khác cũng mặc những bộ đồ lấp lánh do một chiếc xe tải làm đổ. Dorothy thấy thế cũng không muốn nói gì. Chỉ cần chúng ta biết là đủ. Nói xong cô cất đôi giày đi nhưng ở trên mái nhà có một con khỉ đã chứng kiến tất cả. Sáng hôm sau, Dorothy ra phụ việc cho mọi người, nhưng cơn bão đã cuốn trôi đi vườn ngô. Cô cũng giúp anh này chăn những chú lợn. Tom đang dọn dẹp mà thấy cái võng liền ngủ luôn. Jerry ở phía sau sao có thể để yên được. Lúc này Dorothy đang vừa làm việc vừa hát. Tom và Jerry thì vẫn không thể ngừng chọc nhau. Từ dọn dẹp thành ra phá hoại đúng hơn. Bỗng nhiên ông hàng xóm xuất hiện ở bên ngoài. Dorothy chạy ra ngăn những người này đem đám động vật đi. Đừng làm thế Dorothy. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Theo giấy tờ hợp đồng thì tôi có quyền thu gom động vật. Một vài con lợn nhà ông đã phá cánh đồng dưa hấu của tôi nên giờ tôi không thể làm món sốt dưa hấu đặc biệt. Dì em ra xin thêm một chút thời gian để họ có thể xoay sở. Tôi sẽ cho các người 24 giờ để gom tiền. Nếu không được thì chào tạm biệt lũ động vật trước đi. Mọi người cùng nhau lên xe để đi tìm thêm công việc. Dorothy muốn đi theo nhưng tuổi còn nhỏ nên dì em bảo cô nên ở nhà.
Nói xong họ rời đi, Dorothy cùng với Tom và Jerry bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà. Vừa vào phòng thì giống như có ai đó đã đột nhập, cô đi kiểm tra đôi giày thì nó vẫn còn ở đấy, phải đi vào cho chắc. Tom và Jerry đang dọn dẹp thì Tom tìm thấy một chú gà con. Đang tính bỏ miệng thì bị Jerry ngăn lại. Tommy cầm cây bồ cào đi tìm cậu thì không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng kêu của gà con. Cậu tìm đến nơi thì không hiểu sao lại gặp con khỉ bay. Tom hoảng loạn chạy xuống dưới thì liền bị nó bắt được. Nó ném cậu bay lên trần nhà liên tục. Jerry ở dưới phải dùng tới cái thang bắt nó lại mới cứu được Tom. Khi Dorothy chạy đến, con khỉ nhìn thấy đôi giày liền bay đến bắt cô. Tommy dùng cây bồ cào ném lên thì nó bắt được rồi ném trả lại Tom. Nó bay ra ngoài liền bị trọi trứng. Tommy không để ý liền thổi bay Jerry lên. Cậu đáp xuống đầu con khỉ khiến nó không thấy đường. Phía trước là cối xoay gió thì Jerry điều khiển nó bay cao hơn. Tom ở dưới canh chuẩn thời cơ liền bắn knock out con khỉ. Bù nhìn Hank nhanh chóng đỡ lấy Dorothy. Con khỉ tính tấn công tiếp liền bị Tommy trả thù cho cái mông. Những người bạn lâu ngày không gặp thì có rất nhiều chuyện để nói, nhưng lý do họ đến đây vì xứ Aus đang gặp rắc rối lớn. Sau khi Dorothy rời đi, họ đã xây một tượng đá giống cô. Với nước thần thì họ có thể khiến bức tượng trở thành thật cả ngày. Nhưng mà những điều tốt đẹp thì thường không kéo dài. Một đàn khỉ bay từ trên trời xuất hiện bắt đầu tấn công họ. Chúng xé nhỏ Bù nhìn Hăng, đánh bại người thiếc Higgy. Còn phù thủy phương Bắc Linda thì bị chúng cướp đi đũa thần. Tuffy chưa kịp làm gì liền bị bắt, chúng nhốt cậu vào một cái lồng. Sư tử Zick vừa nhìn thấy một con khỉ đã khóc thét, bỗng nhiên mặt đất xuất hiện những vết nứt. Tên Nông Kinh và lũ tay sai ở dưới bay lên, lấy đi chiếc vương miệng trên đầu Bù nhìn Hăng. Hắn dùng cây đũa phép của Glinda để bắt bà lại. Nhân lúc hắn không để ý thì phù thủy Glinda đã giúp bọn tớ trốn thoát bằng chút phép thuật còn lại. Bọn tớ đuổi theo con khỉ và tới được đây. Tên Nông Kinh nói hắn sẽ tiêu diệt cậu và giành lại đôi giày Ruby vì quyền năng của nó. Khi phù thủy Aus rời đi, hắn mới dám làm như thế. Bỗng nhiên Jerry nhặt được tờ báo nói về buổi biểu diễn của phù thủy Aus vào tối nay, vị trí ở gần chỗ chúng ta nè. Nhưng phải cải trang cho ba anh chàng này đã. Bọn họ tính đi trên chiếc xe kéo nhưng nó đã hết nhiên liệu. Thấy thế Bù nhìn Hank liền đổ nước thần vào. Từ một chiếc xe kéo cũ kỹ giờ đã biến thành một cô xe kéo mới. Người thiếc Higgy còn tranh thủ tán tỉnh cô nàng. Nhiên liệu không còn là vấn đề khi cô xe kéo có thể tự chạy. Đi mãi tới tối họ mới đến được chỗ phù thủy Aus. Chưa vào trong đã bị anh chàng này làm khó khi họ không có tiền mua vé. Nhưng người thiếc Higgy lấy ra một ít đá thạch anh thì anh ta liền thay đổi thái độ, trở thành một người hướng dẫn mọi người đi tham quan, giới thiệu từng món ngon. Tom và Jerry nhìn thấy một cô mèo và một cô chuột liền rủ nhảy chung. Họ hòa vào nhau như những cánh chim đồng điệu, tạo nên một bức tranh sống động và tinh tế trên sàn nhảy. Những động tác uyển chuyển cùng sự kết hợp hài hòa tạo ra một màn trình diễn đầy mê hoặc giúp họ ẵm trọn giải nhất. Sau một hồi tìm kiếm, cả đám mới tìm được phù thủy Aus. Ông ấy đang biểu diễn nhưng khán giả lại nói họ đến đây để xem phép thuật thực sự chứ không phải mấy trò bịp bợm này rồi bỏ về. Họ thì biết cái gì về phép thuật chứ? Dorothy từ đằng sau xuất hiện, còn có Tom và Jerry, ba người bạn ở Aus nữa. Sau khi ông đi khỏi Aus, tên Nông Kinh đã trở lại nên chúng tôi cần ông giúp. Thế thì xách ba lô và đi thôi nào, chúng ta sẽ dùng khinh khí cầu để di chuyển. Giờ phải đợi một cơn bão cuốn bay chúng ta, không thì sử dụng cái này nhưng phải làm nó trở nên lớn hơn. Thế là họ dùng cái máy tạo gió của nhà Dorothy, ném cái lọ vào liền có ngay một cơn bão. Nó bắt đầu cuốn bay mọi thứ. Ông hàng xóm đang nướng thịt nhìn mọi người lo bỏ chạy mà ông ta tưởng họ chạy về sạp của ông. Mọi người bám chặt vào, chúng ta chuẩn bị quay về Aus thôi nào. Bên trong thành phố Ngọc Bích thì tên Nông Kinh đã nhìn thấy nhóm của Dorothy. Hắn còn sai người tìm thêm dụng cụ ma thuật về, nhưng vào trong xem thì chẳng có món nào xài được ngoại trừ một con bọ nhảy múa. Đi phá hủy khinh khí cầu đó và mang đôi giày Ruby về cho ta. Hắn đã từng là người giàu nhất xứ Aus khi cung cấp đá thạch anh cho thành phố. Đá Ruby để làm đôi giày Ruby nên giờ hắn muốn lấy lại. Nhóm Dorothy vừa mới tới xứ Aus liền được đàn khỉ chúng bắt đầu tấn công khiến mọi người phải chống trả. Dorothy suýt bị một con khỉ bắt đi nhưng Tom nhanh chóng cứu cô. Jerry sử dụng một lọ tương ớt bắn thẳng vào miệng mấy phải khóc thét. Người thiếc Higgy đang đuổi chúng đi thì vô tình làm hư khinh khí cầu. Mấy con khỉ khiến nó rách to hơn nhưng phù thủy Aus nhanh chóng dán nó lại. Ông thấy tình hình không ổn thì nói mọi người nhảy xuống trước. Ông sẽ xử lý lũ khỉ một mình, ông ấy là phù thủy mạnh nhất nên sẽ không sao đâu. Hiện giờ chúng ta đang ở trong một khu rừng nhưng lâu đài ở ngay bên kia thôi. Đi nào mọi người. Tên Nông Kinh thấy kế hoạch này thất bại liền đổi sang. Tôi có việc đây, ngăn những tên còn lại để ta bắt con bé. Tôi sẽ khiến chúng phải nhảy đến quên cả lối về. Nó nhanh chóng tìm ra vị trí nhóm Dorothy, vừa nhìn thấy con bọ nhảy người thiếc Higgy đã run cầm cập.
Nó bắt đầu chạm vào mọi người khiến họ hóa vàng rồi nhảy không tự chủ. Nhưng con bọ đâu biết đây là sở trường của Tâm và Gia Huy. Họ kéo con bọ vào nhảy chung, cuối cùng là quăng nó vào cái giỏ của Dorothy. Chúng ta ra khỏi đây thôi, họ vừa đi được một đoạn thì bỗng nhiên mặt đất nứt ra làm đôi. Những tên thợ mỏ của Nôm Kinh xuất hiện liền bị đá bay. Dorothy chạy chưa được bao xa liền bị bắt. Người thiết khích gì cũng vậy, sư tử dích vừa nhìn thấy liền chạy ra ngăn. Chúng dậm chân một cái khiến họ tách ra làm hai nhóm. Jerry giải cứu người thiết khích gì nhưng chỉ thấy mỗi cái nón. Bỗng nhiên có một sợi dây bay đến, cậu nhanh chóng bơi xuống dưới buộc vào thân người thiết khích gì để kéo lên. Bên phía Dorothy và Bù nhìn hăn thì họ đang bị bắt, trong này chật quá, chắc các ngươi không thể làm nó to ra đâu. Đám thợ mỏ bị khiêu khích thì bắt đầu thể hiện, họ nhân cơ hội đó bỏ chạy, để lại lũ tay sai của Nôm Kinh bị đá đè. Bên phía Jerry và người thiết khích gì thì họ được một đội quân chuột giúp đỡ. Nữ hoàng chuột vừa xuất hiện thì Jerry liền biết yêu là gì. Bọn tớ cần tới thành phố Ngọc Bích càng sớm càng tốt. Nữ hoàng chuột nghe xong liền để người thiết khích gì lên một chiếc xe. Cô và Jerry sẽ ở trong với nhau và họ bắt đầu di chuyển. Bên phía Tom và sư tử dích thì họ không biết bơi. Chúng ta phải đi đường vòng qua khu rừng thôi. Đừng lo, đây là nhà của tớ mà. Còn Dorothy và Bù nhìn hăn thì họ đã đến được cung điện. Họ phải vừa đi vừa tránh đám lính canh. Vào sâu bên trong thì bỗng nhiên tên Nôm Kinh xuất hiện, bất ngờ chưa? Từng đường đi nước bước của các ngươi ta đều đọc nó như một quyển sách, lính đâu, bắt chúng lại. Ở bên phía khác thì sư tử dích nói không có gì phải sợ, tớ là chúa Sơn Lâm cơ mà, sư tử dích mải chém gió mà không biết Tom đã bị bắt đi. Tới lúc cậu ta nhận ra thì liền sợ hãi mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm động vật khiến sư tử dích ngất lịm. Khi cậu ta tỉnh dậy liền hỏi ai dám tấn công chúa tể rừng xanh đây, chà chà, nhìn con mèo nhỏ này gáy to chưa? Ngươi nghĩ hổ không gầm tưởng là mèo Hello Kitty hả? Ta có thể nhỏ nhưng ai cũng biết ta mới là chúa tể rừng xanh. Vậy kia là tùy tùng của ngươi à? Nghe nói các ngươi đang đi tìm tên Nôm Kinh. Thú vị đấy, nhưng khu rừng này là của ta nên hãy rời khỏi đây. Hổ không thể là chúa Sơn Lâm được, đặc biệt là cô. Thế là cả hai bắt đầu flex về những ưu điểm của mình để xem ai mới xứng đáng làm vua. Họ đang đấu võ mồm thì thô thổ liền sủa lên khiến cả đám phải bỏ chạy. Bên trong cung điện thì tên Nôm Kinh đang bắt Dorothy giao ra đôi giày ruby. Hắn cho người làm hại đến bạn của cô, ép cô phải giao nó ra. Dorothy không còn lựa chọn nào khác. Cô tháo đôi giày đưa cho hắn, ngay khi hắn vừa đeo vô thì sức mạnh liền tăng gấp bội. Tới lúc lấy lại thành phố này rồi, hắn bắt đầu bằng việc đá Tuffy ra khỏi cung điện. Người thiết khích gì vừa hết gì xét liền bị Tuffy ngã vào. Cậu nhanh chóng kể chuyện tên Nôm Kinh đã lấy được đôi giày ruby và hắn sẽ sớm lấy được cả thành phố. Tôi có ý này. Tay tôi có thể làm cánh quạt, chỉ cần biết cách lắp các bộ phận lại với nhau thì sẽ có thể bay được. Khi họ đến thì cũng là lúc tên Nôm Kinh cho thành phố chìm xuống lòng đất. Chúng ta phải nhanh lên Jerry, nhưng nhanh quá liền bay vào cái bụi. Chẳng mấy chốc mà thành phố Ngọc Bích đã chìm xuống chỗ tên Nôm Kinh. Tôi có một công việc nhẹ nhàng cho cô đây, chỉ cần dành cả đời đào thạch anh cho tôi là được. Nếu không muốn thì sẽ bị vứt vào đây, chưa ai quay trở về từ cái hố đó cả. Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được người thiếp, ta ở đây nè. Tên Nôm Kinh tấn công thì cậu sử dụng cây dìu đỡ lấy khiến cây đũa phép bay đi. Một đội quân chuột xuất hiện phía sau người thiết khích gì. Còn có một đội quân động vật tiến đến. Tom, sư tử dích và thô thổ đã có mặt. Con mèo nhỏ này hứa cho ta ăn cả đội quân của Nôm Kinh ta mới giúp đấy. Thêm một đội quân cú xuất hiện từ trên tấn công xuống. Nhưng giờ đây tên Nôm Kinh đã sở hữu được đôi giày quyền năng nhất. Mỗi cú dậm chân của hắn khiến mặt đất phải nứt ra liên tục. Tom và Jerry nhanh chóng đẩy Dorothy ra trước khi mảnh pha lê rớt xuống. Đội quân thú và đội quân chuột thì bị giam lại. Ông không nghĩ sẽ có người đứng dậy chống lại ông sao? Các ngươi tính chống lại thứ này sao? Cú dậm chân của hắn khiến cả đám suýt rơi xuống hố. Tên Nôm Kinh thấy thế thì cười khoái chí. Chiếc giỏ bị rơi xuống thì Dorothy liền chụp lấy, giúp bọn tôi với. Con bọ nhảy hóa vàng Nôm Kinh để hắn phải nhảy múa. Nó còn phù phép khiến bức tượng Dorothy nhảy theo. Bức tượng nhanh chóng giải cứu mọi người. Đá bay những mảnh pha lê ra khỏi đội quân chuột. Tâm và Gia Huy thấy tên Nôm Kinh nhảy vui quá cũng muốn nhập bọn. Đội quân chuột thì dùng cây đũa phép giải cứu cho phù thủy Linda. Tên Nôm Kinh thì suýt rơi xuống dưới hố. Tom và Jerry cố gắng cứu hắn nhưng chỉ giữ được đôi giày. Bức tượng cũng đã quay trở về chỗ cũ. Dorothy đeo đôi giày vô. Cô gõ gót chân vào nhau để biến thành phố Ngọc Bích trở về như cũ. Phù thủy Aus cũng đã quay trở lại. Một mình ông đã thuần phục được đám khỉ bay bằng những trái chuối khổng lồ. Trước hết tôi xin để Bù nhìn hăn, người thiết khích gì và sư tử dích giữ chức vụ quân đội. Tôi cũng rất vui khi được tiếp tục phục vụ các bạn, nhưng một lần nữa,
Dorothy và những người bạn từ Kansas đã giải cứu chúng ta. Cô nói mình muốn mang theo một thứ khi trở về. Chỉ thấy Jerry lấy một lọ gì đó trong cặp phù thủy Owls. Họ bắt đầu gõ gót chân vào nhau và nói không có nơi nào bằng nhà. Chẳng mấy chốc cả đám đã quay về Kansas. Tom và Jerry nhanh chóng sử dụng cái lọ hồi nãy. Khi ông hàng xóm đến thì Dorothy hỏi tôi có thể đổi thứ này được không? Cô dẫn ông ấy ra đằng sau thì liền xuất hiện một quả dưa hấu siêu to khổng lồ. Ông ta không chần chừ liền ký vào đơn rút đơn kiện, cô xe kéo cũng đã quay trở về nhà. Ngay sau đó là xe của dì em và chú Henry, cháu có thứ này muốn đưa cho hai người. Ta tự hào về cháu lắm, còn con đã năn nỉ ông ấy hủy bỏ đơn kiện, Tâm và Gia Huy vẫn không quên chọc nhau. Hôm nay Tom và Jerry được đưa tới tiệm sô-cô-la của Willy Wonka. Tom chạy tới từ phía sau liền bị Jerry cho đập mặt. Ở trong tiệm Wonka thì Jerry cố gắng lấy viên kẹo tới đâu thì bị ăn hành tới đó. Giới thiệu với các bạn, đây là Charlie Bucket, gia cảnh của cậu cực kỳ nghèo khó. Điều đó khiến cho Charlie trở nên tự ti về bản thân mình nên không dám vào tiệm sô-cô-la. Cậu chỉ dám nhìn ở bên ngoài rồi âm thầm rời đi. Ngay khi Jerry chuẩn bị ăn cái bánh liền bị Tom đánh một phát. Charlie từ đằng xa nhìn thấy chuyện bất bình thì liền ra tay. Xin lỗi, tôi không thể để cậu làm như vậy được. Nếu hai cậu đói bụng thì có thể ăn ổ bánh mì này. Tớ tên là Charlie Bucket. Hãy nhìn tất cả bánh kẹo của Willy Wonka kìa. Nếu tớ tiếp tục để dành tiền thì tớ sẽ có thể mua một thanh Wonka. Nói xong cậu liền rời đi. Trong nhà Charlie thì một mình mẹ cậu phải chăm sóc cho cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại. Con về rồi hả? Cậu thấy ông nội Joe vẫn phải ăn súp bắp cải liền lấy ra một ổ bánh mì. Mẹ hỏi ở đâu ra thì cậu nói mình mua hai cái bằng tiền công nhưng đã tặng một cái cho hai người bạn. Ở bên phía Tom và Jerry thì cả hai đang cố gắng biểu diễn kiếm tiền nhưng người ta xem xong chẳng bỏ lại đồng bạc nào. Bỗng nhiên họ thấy xe tải chở thanh Wonka, Sprite nhanh chóng bê những thùng hàng vào trong. Mở khóa cửa không được thì Jerry gợi ý cửa sổ ở trên. Cậu kéo Tom vào trong thì vô tình khiến cho Tom bị cửa sổ đè xuống. Cũng may là Sprite không để ý. Tới khi kéo tiếp lại khiến cho chân Tom dài ra thêm 1 mét, cậu tận dụng chiều cao mới để lén lút lấy trộm thùng sô-cô-la rồi trèo qua cửa sổ. Tới khi Sprite ra ngoài kiểm tra liền phát hiện ra hai tên trộm. Không ai còn thấy Wonka từ khi anh ấy tự nhốt mình trong nhà máy qua nhiều năm bởi vì tên Slugworth. Hắn lúc nào cũng rình rập để ăn cắp các công thức pha chế, trong khi đó Tom và Jerry đang ở bên ngoài. Charlie ra mở cửa thì chỉ thấy mỗi Tom, còn Jerry thì phải bê thùng sô-cô-la, mở cái thùng thì vô số thanh Wonka rơi ra. Sao các cậu có thể mua được nhiều vậy? Tom và Jerry ấp úng liền bị Charlie phát hiện ra họ đã ăn cắp, chúng ta phải trả lại những thứ không thuộc về mình. Tom và Jerry quay trở lại cửa tiệm sô-cô-la. Khi Jerry đang kéo dây thì Sprite xuất hiện đòi lại thùng sô-cô-la liền bị ngã vào trong. Cậu phủ một lớp sô-cô-la lên người Sprite, trói lại bằng dây thùng rồi tặng thêm hai chai nước có ga để chào tạm biệt. Ở trường thì Charlie đang thực hành thí nghiệm, bỗng nhiên có thông báo về việc Willy Wonka mở cửa nhà máy trở lại. Ông ấy còn đích thân giấu 5 tấm vé vàng trong thanh Wonka cho bất kỳ ai tìm được nó đều được tham quan nhà máy và được tặng sô-cô-la trọn đời. Ai cũng hào hứng ngoại trừ Charlie, cậu hiểu ra cảnh của mình không thể mua được thanh Wonka. Khi mọi người quây quần bên nhau thì Charlie hỏi ông nội về việc mình có thể tìm ra một tấm vé không, được chứ cháu yêu. Nhưng ở Đức có một cậu bé tên Augustus đã tìm được tấm vé vàng đầu tiên. Bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông nói gì đó với cậu bé. Người thứ hai là Veruca, bố cô bé đã thuê hàng nghìn công nhân để tìm tấm vé. Nhưng người đàn ông kia vẫn xuất hiện. Người thứ ba là Violet. Một cô bé đam mê với việc nhai kẹo cao su, rồi người đàn ông kia lại đến. Người thứ tư là Mike. Một cậu bé đam mê với truyền hình, người đàn ông kia tiếp tục xuất hiện. Đừng từ bỏ hy vọng nha cháu. Ông đã để dành tiền rồi nhờ Tom và Jerry mua thanh Wonka cuối cùng tặng cho cậu. Charlie nói ông nên mở. Cứ tưởng cơ hội sẽ đến nhưng không. Ít nhất chúng ta vẫn có nhau là được rồi ạ. Các cửa tiệm bán thanh Wonka nhanh chóng cháy hàng liền phải đóng cửa. Nguồn cung Wonka chỉ còn lại một ít nên phải bảo vệ chặt chẽ. Nhưng tiệm gần chỗ Charlie còn một thùng do Tom và Jerry trộm khi trước. Người thứ năm tìm ra tấm vé vàng đã xuất hiện. Charlie biết tin thì cậu bắt đầu trở nên chán nản với mọi thứ. Tom và Jerry thấy thế liền nghĩ cách kiếm tiền. Cả hai tranh nhau đồng xu liền khiến nó rơi xuống cống. Cùng lúc đó Charlie đang đi bộ về thì nhìn thấy đồng xu. Cậu lượm nó lên trước sự chứng kiến của Jerry, chạy vào cửa tiệm mua một thanh Wonka. Ra ngoài thì cậu thấy thông báo về tấm vé thứ năm là giả mạo. Ngọn lửa của hy vọng trong Charlie như được thắp sáng trở lại. Cậu sờ sờ thanh Wonka rồi mở một góc liền thấy màu vàng sáng chói của tấm vé. Mọi người thấy thế liền quay quanh ngỏ ý muốn mua lại. Tom và Jerry phải cố gắng mới kéo được Charlie ra ngoài.
cậu chạy vào một con hẻm liền bắt gặp người đàn ông luôn xuất hiện cùng với những người tìm được tấm vé vàng. Ông ta nói mình là Slugworth và là kẻ thù truyền kiếp của Wonka. Muốn trao đổi không? Ta sẽ cho cậu thật nhiều tiền. Chỉ cần cậu tìm cho ta viên kẹo vĩnh cửu trong nhà máy Wonka. Charlie không muốn tiếp tay cho kẻ xấu liền bỏ chạy. Cậu chạy vào nhà khoe với mọi người về tấm vé vàng. Ông nội thấy thế thì liền muốn đi theo. Đôi chân của ông như được tiếp thêm sức lực liền có thể đi lại bình thường. Vào 9 giờ sáng hôm sau, ông nội và Charlie bắt đầu khởi hành. Trong khi Tom đang chuẩn bị đi ngủ thì Jerry vô tình nhìn thấy tấm vé vàng vẫn đang ở nhà. Cậu gọi Tom dậy để nói về tấm vé. Cả hai bắt đầu chạy đi tìm hai ông cháu. Ở bên phía nhà máy thì có một người đàn ông xuất hiện. Ông ấy là Willy Wonka. Veruca thì muốn vào trong trước. Tiếp theo là Augustus. Kế đến là cô bé Violet với cái miệng lúc nào cũng nhai kẹo cao su. Sau cô bé là cậu bé Mike. Tới lượt Charlie thì ông nội không tìm thấy tấm vé đâu. Tom đưa nó cho Jerry để cậu có thể đi qua đám đông. Jerry nhanh chóng chui vào túi ông nội để đưa tấm vé. Hai ông cháu thành công đi vào nhà máy cùng với mọi người. Trong khi đó, Tom và Jerry nhìn thấy tên Slugworth. Hắn ta đã bí mật cho Spike vào làm trong nhà máy để dễ ăn trộm viên kẹo vĩnh cửu. Tom và Gia Huy đang đột nhập vào thì liền bị Spike phát hiện. Cả hai không còn cách nào khác đành phải chui vào một cái ống. Spike quyết tâm phải tóm được Tom và Jerry liền nhảy theo sau. Khi thoát ra liền ở trên dây băng chuyền. Trước mắt là cái máy dập thì Tom và Jerry nhanh chóng trèo lên trên, để lại Spike bị đóng hộp ở phía dưới. Ai dám cả gan đột nhập vào nhà máy kẹo của ta? Toofy xuất hiện liền giới thiệu mình là một chú lùn Oompa Loompa. Họ được Willy Wonka tìm thấy và hứa sẽ cho một nơi an toàn để sống. Đổi lại họ sẽ làm việc trong toàn bộ quá trình sản xuất kẹo Wonka. Tom và Gia Huy nói về việc tên Slugworth đang ở đây. Thế thì chúng ta cần phải đi qua cánh cửa này để nhanh chóng đến chỗ chú Wonka. Bên trong là một căn phòng được làm hoàn toàn bằng sô-cô-la. Mọi thứ ở đây đều có thể ăn được theo đúng nghĩa đen. Wonka và đoàn người xuất hiện ngay sau đó. Mọi người nhanh chóng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tuyệt vời và sự sang trọng. Ánh sáng tỏa vào từ cửa sổ tạo nên không gian rực rỡ và ấm áp. Mọi chi tiết trong căn phòng đều được thiết kế đầy tinh tế. Trong khi đó, Tom và Jerry thì vẫn mải mê ăn uống. Wonka đã cảnh báo về dòng sông Sô-cô-la nhưng Augustus vẫn lại gần nếm thử liền bị ngã xuống. Máy hút sô-cô-la hút cậu lên nhưng áp lực sẽ tích tụ liền bắn cậu bay đi. Hãy đưa người mẹ đến phòng kẹo mềm để gặp lại cậu ấy. Wonka tiếp tục mời mọi người lên thuyền để tham quan. Toofy chưa kịp cảnh báo về tên Slugworth thì hắn đã xuất hiện. Spike ở phía sau thì bắt lấy Tom. Jerry thấy thế liền dùng kẹo mút đánh vào chân Spike. Muốn lấy kẹo của Wonka thì hãy đến lấy nó đi nè. Cả hai nhanh chóng bị đánh bại rồi ngã xuống dòng sông Sô-cô-la. Máy hút Sô-cô-la hút chúng lên rồi bắn đi chỗ khác. Toofy gọi chiếc thuyền của mình đến. Cả ba cùng nhau đuổi theo nhóm của Wonka nhưng họ đi nhanh quá liền bay thẳng vào phòng phát minh. Trong khi đó, Wonka đang giới thiệu về kẹo vĩnh cửu khi có thể ngậm mãi mãi mà không hề tan bớt. Tin chuẩn chưa chú? Để chú tặng cho mỗi đứa một viên nhé. Ở bên phía Jerry thì Toofy đã kéo cậu bay ra khỏi bức tường dán dính. Charlie và ông nội nhanh chóng nhận ra Tom cũng đang có mặt ở đây. Toofy nói bọn họ đến đây để cảnh cáo về tên Slugworth. Bỗng nhiên Wonka nhận ra có gì đó sai sai. Ai mang mèo vào đây thì hãy chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ông nội nghe xong liền bảo đó là ria mép của mình khi ông liếm bức tường. Có như thế mới khiến Wonka nguôi giận. Ông tiếp tục giới thiệu về kẹo cao su tích hợp bữa tiệc ba món. Cô bé Violet thấy thế liền bỏ vào miệng mặc kệ lời căn ngăn từ bố và Wonka. Tác dụng phụ nhanh chóng xuất hiện khi khắp người cô bé đổi sang màu Việt quất rồi phình to ra. Đem cô bé đến phòng ép trái cây nha. Những người Oompa Loompa cứ thế mà lăn cô bé Violet. Chúng ta đi tiếp chứ. Đây là phòng làm đồ uống có ga nâng bổng. Đừng uống bất cứ thứ gì ở trong này nếu không muốn bị bay lên nhé. Đi tiếp nào. Ông nội thấy khát nước liền rủ Charlie uống nước ở đây. Một ngụm nước không thể làm chúng ta bay lên đâu. Cậu nghe cũng có lý liền uống chung với ông nhưng họ nhanh chóng bay lên. Đã thế còn chơi đùa mà không biết bản thân sắp gặp nguy hiểm. Tom vô tình kích hoạt cái máy. Cậu nhấn hết mọi nút nhưng nó không dừng lại. Jerry thấy thế liền đập vài cái cũng không ăn thua. Phải tới khi Toofy rút dây thì cái máy mới dừng lại nhưng nó đã tạo ra một viên kẹo vĩnh cửu. Tên Slugworth tiếp tục xuất hiện. Jerry cho khởi động máy đá liên tục vào Spike. Toofy thì nhanh chóng ném viên kẹo qua cho Tom. Hắn thấy thế liền quăng dây để bắt cậu nhưng cậu đã bỏ viên kẹo vào miệng. Lúc này Jerry đã cho Spike ăn kẹo cao su. Spike nhanh chóng phình to ra để Jerry đẩy về phía tên Slugworth. Cả ba nhân cơ hội liền bỏ chạy. Bên phía hai ông cháu thì nguy hiểm càng ngày càng đến gần khi họ sắp chạm vào cánh quạt. Tom và Gia Huy đang chạy ở bên ngoài thì nghe có tiếng kêu cứu. Họ chạy vô trong thì thấy Charlie và ông nội. Cả hai tranh nhau chai nước thì Tom vô tình bắn Jerry bay lên.
Cậu nhân cơ hội đó liền vỗ vào lưng của ông nội trước. Tiếp theo là Charlie khiến họ ợ hơi để từ từ hạ xuống. Chúng ta cần đuổi kịp những người khác ngay. Khi ông nội và Charlie vừa rời đi thì tên Slugworth tiếp tục xuất hiện. Jerry thấy vậy liền cho Tom uống một chai nước có ga, sử dụng bình cứu hỏa điều khiển. Tên Slugworth không chịu từ bỏ liền biến Spike trở nên phình to ra để đuổi theo. Tom bay nhanh quá không kịp dừng lại thì bị đâm vào bụng. Cậu xả hết khí ga liền rơi xuống dưới. Hắn sẽ không tìm được chúng ta đâu. Vừa nói xong thì tên Slugworth xuất hiện khiến cả bọn phải nhảy vào một cái xe đẩy. Tên Slugworth và Spike thì đi đường khác. Tom vừa mở miệng lấy viên kẹo ra thì Spike liền bắt lấy cậu. Chúng giật lấy viên kẹo rồi đánh bay Tom về phía cái xe khiến cả ba bị ngã xuống dưới. Bên phía Wonka thì ông đang giới thiệu về những chú ngỗng đẻ trứng vàng. Bên trong là loại sô-cô-la ngon nhất, mỗi quả trứng sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để xem xét nên giữ lại hay bỏ đi. Bố ơi, con muốn mua những con ngỗng vàng này. Bố Veruca luôn chiều con liền hỏi giá nhưng Wonka từ chối bán. Veruca lần đầu tiên không có được thứ mình muốn liền cáu lên. Cô bé quậy xong rồi đứng lên cái bệ thì bị đánh giá là hàng tệ liền rơi xuống dưới. Ông bố thương con nhảy theo sau cũng bị đánh giá tệ. Bên trong hai bố con gặp được Tom, Jerry và Tuffy. Giờ họ mới nhận ra hôm nay là ngày đốt rác. Ai cũng chạy ra ngoài được thì Tom bị kéo ra sau, thế là cậu đã bị nhường chín. Bố cô bé cũng nhận ra mình đã chiều con quá liền kéo nó về. Đây là phòng truyền hình, nó sẽ phân tách thanh sô-cô-la này thành những nguyên tử rồi tập hợp ở trong chiếc TV. Một đứa trẻ hiếu động như Mike muốn được gửi đi bằng truyền hình, cậu bị phân tách rồi bay thẳng vào trong TV. Mẹ thấy cậu phá quá liền kéo ra bỏ vào cái túi, mang cậu ta đến phòng kéo giãn. Khi ra ngoài thì Charlie hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với những người trước đó. Họ sẽ không sao đâu, chuyến tham quan tới đây là hết rồi, hy vọng các bạn thích nó và chào tạm biệt. Nhóm của Tom nhanh chóng xuất hiện để nói về việc tên Slugworth đã có được viên kẹo. Tôi sẽ tìm được ông ấy qua camera. Chỉ thấy Tuffy sử dụng cái điều khiển Wonka truyền hình liền biến Slugworth bay vào TV. Thấy thế Tom liền cười lên nhưng lại biến Slugworth và Spike to ra. Cậu cố gắng sửa chữa thì càng biến mọi người trở nên kỳ quặc hơn, mãi mới biến mọi thứ trở về bình thường. Tên Slugworth không chỉ muốn một mà tới hai viên kẹo khi dụ dỗ Charlie. Nhưng cậu đủ tỉnh táo để ném cái điều khiển cho Tuffy, viên kẹo nhanh chóng bị phân rã thành triệu mảnh. Ông ta bắt lấy Tuffy thì vô tình khiến cái điều khiển bay vào tay Charlie. Cậu chán việc phải nghe tên Slugworth nói liên tục liền biến hắn và Spike thành vô vàn mảnh. Ông tự hào về cháu lắm. Giờ chúng ta đi tìm Wonka nào. Tôi có thể hỏi về việc cung cấp sô-cô-la suốt đời cho Charlie không? Không, hai người đã vi phạm quy tắc khi trộm đồ uống có ga. Còn đem theo một con mèo và một con chuột vào nhà máy, thế nên hai người sẽ chẳng nhận được gì cả. Thế thì bán viên kẹo cho Slugworth để có tiền còn hơn. Charlie nắm chặt viên đá suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định của mình. Ai ngờ đó chỉ là một phép thử của Wonka. Ngay từ đầu ông đã cho người của mình cải trang thành Slugworth để dụ dỗ những đứa trẻ có tấm vé vàng, nhưng chỉ một mình cậu vượt qua được thử thách của ông. Ông cũng xin lỗi về những việc mình đã làm khi ông buộc phải làm thế để tìm ra người thừa kế. Wonka mời mọi người lên chiếc khinh khí cầu của mình để nói chuyện. Họ nhanh chóng bay ra khỏi nhà máy. Tom và Jerry thì liền uống nước có ga để đuổi theo. Sau những chuyện xảy ra thì Willy Wonka quyết định sẽ giao nhà máy sô-cô-la cho Charlie. Sau những cuộc đuổi bắt hàng ngày thì giờ đây Tom đã lên đường kiếm tiền. Jerry thì cũng muốn tìm một nơi an cư lạc nghiệp. Con chuột này giới thiệu cho cậu một chiếc xe cũ nhưng nó quá tồi tàn khiến cậu bỏ đi ngay. Cuối cùng Tom cũng tìm được nơi để thực hiện ước mơ. Jerry đang đi trên đường thì bị một con chim công lên trời. Cậu ngã xuống một cái cây ở dưới. Lúc này Tom đang giả mù chơi piano để thu hút người qua đường. Jerry thấy kiếm tiền bằng cách này cũng không tồi liền đu theo, nhưng Tom nhanh chóng phát hiện ra rồi đá bay đi. Thế là cậu dán tấm poster của mình lên rồi tự biểu diễn. Một con chuột biết nhảy nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người hơn một con mèo mù chơi piano. Tom cay cú định tìm Jerry thì lại tự bóp chính mình. Cậu nhanh chóng bắt lấy Jerry nhưng giờ mọi người đã biết cậu lừa đảo liền lấy lại tiền. Jerry đang giấu cái gì đó. Tom vừa lại gần thì liền ăn ngay một cú đấm sấm sét. Bị như thế sao cậu có thể để yên cho Jerry được, dù Tom có đánh kiểu gì cũng không thể trúng được Jerry. Cả hai tiếp tục đuổi bắt khắp nơi, vô tình đụng trúng Kayla đang đi giao đồ. Jerry nhân cơ hội chuồn lẹ, còn Tom ở lại thì bị xe đụng. Vì chuyện hồi nãy mà ông quản lý trách móc Kayla, ông ta quyết định sa thải cô. Phía bên Jerry thì cậu đã tìm ra được khách sạn Royal Gate, nhưng Tom nhanh chóng xuất hiện ở phía sau khiến cậu phải chạy lẹ. Tom vừa vào cửa liền bị bảo vệ phát hiện rồi đuổi ra ngoài. Nhìn thấy bên trong sang trọng nên Jerry quyết định sẽ định cư ở đây. Cậu đi mãi mới tìm được một nơi lý tưởng như thế này để sống.
ở bên ngoài thì Tom vẫn đang tìm cách vào trong. Bỗng nhiên nhóm Butch xuất hiện. Xem chúng ta có gì đây? Tommy đang cố đột nhập vào đất của chúng ta sao? Ngay lúc Tom chuẩn bị ăn đòn thì thấy chiếc xe bắt động vật đi qua liền huýt sáo cho nó quay lại. Thành công thoát khỏi lũ bắt nạt. Kayla mất việc nên muốn quay về công việc cũ. Cô thấy một cô gái mang vali theo bên mình thì đoán cô ấy đến xin việc. Kayla ngồi xuống ghế nói chuyện với cô gái, giả vờ làm người phỏng vấn để đánh trượt khi ở đây cần một người địa phương. Cho tôi xem hồ sơ của cô trước đã. Cũng được, mọi thứ đều ổn. Có gì tôi sẽ liên hệ sau. Nói xong Kayla lén lấy hồ sơ của cô gái lúc nãy mang đi nộp. Ngay khi cô tiếp tân gọi điện cho tổng giám đốc thì cô còn cẩn thận xé cái bảng tên. Chẳng mấy chốc mà Kayla đã được gọi đến phòng quản lý. Tôi xin lỗi vì hồ sơ bị một đứa trẻ nhổ kẹo si gum xuống nên phải xé đi một mảnh. Đây là tổng giám đốc của chúng tôi. Còn tôi là Terrence, người quản lý sự kiện. Lần đầu tiên tôi thấy một hồ sơ ấn tượng thế này. Mai cô đi làm luôn được không? Mặc dù là một con đỗ nghèo khỉ nhưng Kayla vẫn giả vờ bận bịu. Để tôi sắp xếp thời gian nhé. Cô nhanh chóng liền diện đồ để đi làm. Ông quản lý giới thiệu về công việc cụ thể trong khách sạn. Một cặp vợ chồng giàu có sẽ tổ chức lễ cưới ở đây. Chúng ta không được phép sai sót trong bất cứ việc gì. Còn đây là bếp trưởng Jackie, anh ấy cực kỳ nghiêm khắc trong việc nấu nướng, còn mái vòm này là thứ độc nhất vô nhị ở đây. Tôi gọi nó là viên ngọc quý của Royal Gate. Trong lúc đó, Jerry đang tìm đồ trang trí cho nơi ở của mình từ một con ốc hay là một cái tai nghe. In thêm mấy tấm ảnh để dán lên. Tom ở bên ngoài thì vẫn đang cố gắng vào trong nhưng lúc nào cũng thất bại. Hai vợ chồng giàu có nhanh chóng xuất hiện, chú rể Ben và cô dâu Brita. Theo sau họ còn có chú chó Spike và cô mèo Toots. Jerry trèo vào một cái vali liền bị Spike phát hiện. Cậu nhanh trí dùng một miếng bánh đánh lạc hướng Spike. Sự chú ý của cậu lỡ va phải vào viên kim cương ở trên tay cô dâu. Nhưng phải từ từ khi ba lô của cậu đã đầy đồ, bỗng nhiên có một mùi hương quyến rũ Jerry. Nhà bếp nhanh chóng xảy ra chuyện. Lần đầu tiên trong khách sạn 5 sao Royal Gate có một con chuột. Điều này không thể nào chấp nhận được. Để tôi xử lý nó cho thưa sếp. Tôi cần cô hiểu. Nếu trên mạng xã hội mà có tấm ảnh nào của con chuột này thì khách sạn sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Tôi sẽ kín đáo bắt nó ạ. Lúc này Jerry đã trang trí xong, cậu còn lấy được chiếc nhẫn kim cương hồi nãy. Kayla đang dùng bẫy bắt chuột thì có người làm cô giật mình. Jerry đi ngang qua liền ngửi được một mùi hương quyến rũ. Cậu đang tính lấy thì phát hiện ra bẫy. Kayla đang nói chuyện liền thấy cái bẫy đã biến mất, thậm chí còn có lời nhắn nên làm một cái bẫy tốt hơn từ Jerry. Tối đến, Tom đang ủ rũ ở bên ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa. Cậu nhìn thấy Jerry đang tận hưởng thì Tom ác quỷ liền xuất hiện. Tại sao chúng ta phải chịu đựng trong khi Gia Huy lại sung sướng? Không không, chúng ta phải sống hòa thuận với nhau. Tom ác quỷ lừa Tom thiên thần, hãy để Tom tự quyết định. Nói xong chúng biến mất nhưng Tom ác quỷ liền quay lại bảo Tom làm việc của một con mèo đi nào. Cậu cố gắng chạy qua liền bị Jerry cắt dây điện. Thử cách khác thì bay lên trời. Tới khi hạ cánh thì lạ lắm nhưng vẫn kịp bám vào cửa sổ. Jerry thấy thế liền kéo cửa sổ xuống. Cậu vào trong coi TV mà không hề biết Tom đã quay trở lại. Tom nhanh tay bắt lấy Gia Huy rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Cứ tưởng thành công liền uống rượu ăn mừng nhưng cho tôi uống với. Cả hai tiếp tục màn rượt đuổi giống như mọi khi. Kayla đang đi kiểm tra bên ngoài thì nghe thấy có tiếng động. Cô mở cửa phòng thì thấy Tom đang quậy phá bên trong. Cậu nói mình đang bắt một con chuột, còn giới thiệu tên của mình. Kayla nghe xong liền nảy ra một ý tưởng. Cô mang Tom đến trước ông tổng giám đốc. Ở trong khách sạn của chúng ta đang có một con chuột, sao chúng ta không thuê một con mèo để bắt nó nhỉ? Ông tổng giám đốc nghe có lý liền đồng ý. Tom nhanh chóng được thuê vào làm. Không cần đợi Kayla ra lệnh thì Tommy đã tự giác đi làm. Cái này của anh bạn nè. Tom cầm lấy gậy bóng chày đập tới tấp. Để tôi làm nó xẹp xuống nha. Spike bị như thế liền giáng cho Tom một cú chí mạng. Bên khác thì Toots vô tình tìm thấy Jerry. Dù cậu đã chạy vào trong nhà nhưng cũng bị Toots bắt được. Có ai đó gọi Toots thì cô mới bỏ tay ra. Tom ở ngoài hành lang vẫn đang cố gắng tìm kiếm Jerry. Bỗng nhiên có một người phụ nữ nói mình tìm được thứ này ở trên tầng. Kayla lên xem thử thì thấy một cánh cửa nhỏ xíu. Cô gõ cửa thì Jerry liền xuất hiện. Tôi cần công việc này nên cậu có thể rời khỏi đây không? Thế thì hãy gặp người bạn tôi mới tìm được. Jerry không hề hoảng sợ mà còn cười nhạo Tom. Tom nhanh chóng bắt lấy Gia Huy nhưng không được. Thậm chí cậu còn bị đập mặt vào cái tường. Jerry xong việc thì đi nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên ông Terence cho gọi Kayla, họ phải phụ trách việc phục vụ cho cặp vợ chồng sắp cưới. Greta muốn Terence đưa Spike ra ngoài đi dạo một chút, còn Kayla sẽ ở lại để làm vài việc liên quan đến phù dâu. Spike nhanh chóng kéo Terence ra chỗ khác. Trong khi đó, Greta nói với Kayla về việc mình bị mất chiếc nhẫn kim cương. Cô muốn Kayla tìm ra nó càng sớm càng tốt, không thì Ben sẽ nhanh chóng phát hiện ra việc này. Ở ngoài đường thì giống như Spike đang dẫn Terence đi dạo chứ không phải Terence dẫn Spike. Phía khác thì Tom đang nghiên cứu bẫy để bắt Jerry. Lúc này ở ngoài sảnh, Kayla đang nói về việc có một vị khách VIP bị mất chiếc nhẫn kim cương. Jerry giờ mới nhận ra mình không nên lấy nó. Cậu tính mang trả lại thì có một mùi hương quyến rũ cậu. Jerry đi ra ngoài liền thấy một miếng format nhưng đồng thời cũng bị dính vào cái bẫy của Tom. Tommy nhanh chóng bỏ cậu vào một cái thùng, đem gửi đến nơi khác. Tom đóng cánh cửa nhà Jerry lại, tôi đã xử lý được con chuột rồi ạ. Kayla nhanh chóng tìm đến ông tổng giám đốc để báo tin vui. Tom nhân cơ hội này sử dụng cây đàn dương cầm, vừa nhìn thấy cô mèo Toots mắt cậu đã sáng lên, đánh một bài thật lãng mạn để cưa cầm nàng. Lúc này Jerry cũng đã quay lại để quậy phá Tom. Kayla từ xa chứng kiến mọi chuyện liền tiến đến nhưng Jerry lại móc ra chiếc nhẫn kim cương, cậu muốn đổi chiếc nhẫn để ở lại đây. Bỗng nhiên ông Terence và Spike quay về khách sạn, tại sao hai người lại tám chuyện trong ca làm việc? Chúng tôi ăn mừng khi đã giải quyết được con chuột, có cái gì ở túi của cô vậy? Ông Terence thò tay vào túi áo Kayla thì Jerry liền chạy ra. Tom và Spike thấy thế liền đuổi theo, tạo ra một cuộc hỗn loạn ở ngay trong khách sạn, ông Terence không làm gì mà cũng bị vạ lây theo. Cả ba đưa nhau từ thang máy cho đến trần nhà, cuối cùng làm hư luôn cái mái vòm tiền tỷ. Spike vừa cười liền bị ăn một chậu cây vào đầu. Ông tổng giám đốc nhanh chóng xuất hiện. Terence nói có một con chuột nên mới xảy ra sự việc khi nãy, nhưng ông tổng giám đốc lại nghĩ do Terence làm việc quá nhiều nên bị choáng ngợp liền cho anh tạm nghỉ. Con mèo cô ấy tuyển không bắt được con chuột, nhưng cô ấy nói không hề còn con chuột nào nữa. Mọi chuyện đều do anh không kiểm soát được, Spike. Terence tức giận đập phá mọi thứ liền bị đuổi việc luôn. Còn Kayla có công tìm được chiếc nhẫn kim cương liền được làm người quản lý sự kiện. Tâm và Gia Huy ở trên sân thượng vẫn đang bận combat với nhau. Tới lúc cả hai phải dừng lại rồi, cô khoe về việc mình mới được thăng chức. Ngày mai là một ngày quan trọng nên hai cậu phải rời đi. Tom và Jerry liền dùng khuôn mặt đáng thương của mình để xin ở lại. Kayla không thể chịu được liền đồng ý, nhưng cả hai sẽ phải tập sống hòa thuận. Tôi đã lên kế hoạch cho ngày mai nên đợi bất ngờ nhé. Đến sáng Kayla bận bịu việc sắp xếp sự kiện, Tom và Jerry ở bên ngoài thì sẽ được đi quẩy cùng nhau cả ngày. Tom tính tự sướng vài tấm thì liền bị ngã về phía trước. Cả hai ghé qua viện bảo tàng xem hổ giang kiếm, đi đâu cũng không quên chụp hình lên mạng xã hội. Họ cùng nhau đi xem đấu bóng chày, ngay khi trận đấu sắp kết thúc thì Tom liền phá hỏng nó, thành công nhận một vé gia nhập vào đội tuyển Juventus. Ở bên trong, Tom và Jerry bị những con mèo khác bắt nạt, chúng cố bắt lấy Jerry nhưng không được. Tom không còn cách nào khác đành phải giả vờ ngậm Jerry để bảo vệ cậu. Một người đàn ông xuất hiện nói có người cần gặp cả hai. Ông Terence nhanh chóng xuất hiện. Ông ta nói mình chỉ có thể đưa một trong hai ra ngoài rồi bắt đầu chia rẽ Tom và Jerry. Ở phía bên Kayla thì đám cưới đang tổ chức thuận lợi. Khi khách mời mở hộp quà thì có những con bướm xuất hiện. Còn có hai con công xinh đẹp và một con hổ răng kiếm dũng mãnh. Ở phía sau thì ông Terence lén lút đưa Tom vào trong, ông ta đồng thời cũng thả Jerry ra ngoài. Vừa thấy Jerry, ông Terence dụ dỗ Tom khiến cậu đuổi theo. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã gặp mặt, Tom sử dụng cây búa khổng lồ để đuổi theo Jerry. Ông Jackie ở trong nhà bếp thấy có chuột liền tiến đến bắt lấy. Ông đập muốn nát cái bánh kem thì mới trúng được Jerry. Cậu bay thẳng vào mặt hai con voi khiến chúng hoảng loạn. Tom nhân cơ hội chạy đến bắt lấy Jerry thì đụng phải Spike. Con hổ ở phía sau cũng nhanh chóng nhập tiệc, nó dọa cô mèo Toots phải trèo lên cao. Hai con voi với thân hình to lớn nhanh chóng quậy nát bữa tiệc, chúng còn chạy ra ngoài đường đụng vào mấy chiếc xe. Terence nhân cơ hội này liền xuất hiện, nói về việc Kayla đã nói dối về hồ sơ của mình. Cô dâu cũng trả lại nhẫn cưới cho chú rể Ben. Cô chỉ muốn một tiệc cưới đơn giản nhưng lúc nào anh cũng làm quá lên. Kayla nhanh chóng rời đi vào buổi tối. Tom cũng bị ông Terence đuổi ra khỏi khách sạn. Cậu lạnh lẽo nằm co ro vào một góc. Sáng hôm sau, Jerry liền tiến đến an ủi cậu. Dường như Jerry muốn cùng Tom sửa sai mọi chuyện. Họ tìm đến Kayla để trình bày về kế hoạch của mình. Chỉ cần tổ chức một lễ cưới đơn giản là đủ rồi. Thế là Kayla phụ trách việc thuyết phục Ben cho cô một cơ hội để hàn gắn hai người.
Cô còn nhờ ông Terence giúp mình khi cô đã nắm thóp được việc ông chia rẽ Tom và Jerry. Trong lúc đó thì cả hai đang cố gắng tiếp cận xe của Brita. Vừa đi vừa biểu diễn với chiếc ván trượt nhưng Tom bị ngã ra. Hai cái xe nhanh chóng ép Tom bay lên phía trước. Họ trượt lên một cái ván, Tom thì đáp đất an toàn. Còn Jerry thì đáp lên chiếc flycam để tiếp cận cho nhanh. Cậu treo mình nhảy xuống cửa sổ của chiếc xe, dụ cho Toots bám vào sợi dây. Brita thấy thế liền cho quay xe, cô đi theo thì tới một công viên. Ở trong mọi người đã có mặt đầy đủ để đợi cô, chú rể Ben tiến đến thừa nhận lỗi lầm của mình. Anh chỉ muốn tổ chức một đám cưới đẹp như trong mơ để em thật hạnh phúc, nhưng anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em. Cho anh xin lỗi vì mọi thứ, em chỉ cần anh làm chính mình là được. Chú rể Ben nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kim cương cho cô dâu Brita. Giờ đây họ đã chính thức trở thành vợ chồng, cô làm tốt lắm, hy vọng chúng tôi có thể gặp lại cô vào ngày mai. Trong khi đó Tâm và Gia Huy vẫn không quên chọc nhau. Cuộc sống ở miền Viễn Tây là như thế nào? Buổi sáng mọi người chào nhau thân thiện trước khi đi làm. Họ sống với những gì tốt nhất có thể. Đây là cầy thảo nguyên. Chúng chuyên đào bới đất để tìm kiếm một lượng lớn thức ăn cho đàn. Thật khó để bắt được chúng khi chúng quá nhanh khiến ta không thể trở tay kịp. Đám cầy thảo nguyên tạo ra một hệ thống hang chằng chịt dưới mặt đất, được nối với nhau bằng những đường dẫn dài. Tại một trang trại cách xa so với thị trấn, con chim này vô tình làm đổ hàng rào khiến đàn bò chạy ra ngoài. Jerry thấy thế phải ra tay điều khiển một con bò, cậu dùng nó để lùa những con bò khác quay lại chuồng. Bỗng nhiên ông chủ trang trại và một con mèo xuất hiện, cứ tưởng Jerry sẽ gặp nguy hiểm nhưng không. Cậu và con mèo là đôi bạn thân, Betty ở trong nhà đang chuẩn bị bữa sáng cho bố Bumpy. Con mèo hồi nãy không chỉ thân với Jerry mà còn thân với ba con chuột khác. Khăn tím là Scruffy, khăn xanh là Duffy và cuối cùng khăn đỏ là Tuffy. Đây là ông Quickly, ông ta cho trồng những con bù nhìn ở đây để dọa những con cầy thảo nguyên. Đất của ổng ở khắp mọi nơi ngoại trừ nơi này, trang trại của Bumpy và Betty. Hắn ta sẽ xua đuổi đám cầy thảo nguyên đến đây để phá hoại trang trại khiến cho Betty phải bán mảnh đất lại cho hắn. Khi đó hắn sẽ là người quyền lực nhất trong thị trấn. Bỗng nhiên hắn nhìn sang hướng khác thì thấy anh trai của Betty là Bentley. Anh ấy quay trở về nhà sau một chuyến hành trình dài. Tom đang say xe thì nhìn thấy cô mèo hồi nãy liền sáng mắt lên. Cậu tiến tới chào hỏi cô mèo nhưng đang thể hiện thì tự trói mình lại. Bố Bumpy hỏi chuyện làm ăn của Bentley dạo này sao rồi thì anh mới thừa nhận mình đã nói dối. Anh hơi phóng đại một vài chi tiết chỉ để gây ấn tượng với bố. Chứ thật ra Bentley mới chỉ là thực tập sinh của trợ lý phụ trách khu vực Junior. Con nghĩ con có thể sửa trang trại để chúng ta bán nó rồi rời đến thành phố cùng nhau. Con lại nghĩ nếu trang trại hoạt động tốt thì chúng ta nên ở lại đây. Còn không thì làm theo lời anh Bentley. Thế là họ quyết định cùng nhau xây dựng trang trại trước rồi tính đến chuyện thành công hay thất bại sau. Ở trong nhà bố Bumpy luôn hỏi về các bạn nhỏ đâu. Nghe vậy chúng liền chạy ra ngoài để ăn chung. Tom thấy thế sao có thể để yên được liền lao đến mặc dù đã bị Jerry và cô mèo giữ lại. Đám chuột hết đường chạy liền chui vào ống quần của anh Bentley khiến anh ta hoảng hốt. Thì ra anh ấy có một nỗi sợ hãi với chuột nên lúc nào cũng cần có Tom đi theo. Tom tỏ vẻ mạnh mẽ khi hù đàn gà nhưng nhanh chóng bị gà trống dọa lại. Cậu chuyển sang bắt nạt Jerry khi lấy gỗ bịt lại cửa. Jerry nghe có tiếng động nên đi ra xem thì thấy cửa đã bị chặn còn Tom ở bên kia lại cười đùa. Cậu sử dụng cái tô vít để cậy miếng gỗ ra, lấy một cái bánh ở trên bàn, đem ra dụ mấy chú chuột con để chúng đi ra ngoài. Tuffy đánh vào mông con ngựa để kéo Tom đi chỗ khác. Nó kéo Tom đi khắp vườn rau nhưng Tom nhanh chóng học được cách điều khiển nó quay lại tấn công đám của Jerry. Tuffy nhân cơ hội liền nhảy lên xe ngựa để phá cái bánh xe khiến Tom bay thẳng vào chuồng gà. Đám Jerry cười chưa được bao lâu thì Tom đã trở lại và lợi hại hơn xưa. À không, tôi nhầm. Cậu xúc rơm ra để bắt đám Jerry thì chúng lại chất thành đống rồi đổ xuống. Con bò đang ăn liền gặm phải Tom nên vứt cậu ra ngoài chuồng gà. Tom nhanh chóng quay trở lại nhưng vào trong cậu gặp phải con bò hung dữ nhất. Tom trước giờ chưa sợ gì còn trêu đùa khiến nó đuổi theo nên cậu chỉ biết cắm đầu chạy. Bỗng nhiên Jerry nhảy xuống. Cậu thể hiện khả năng đấu bò của mình khiến cho con bò đâm đầu vào cây cột. Tom được giúp liền chạy đến cảm ơn. Lúc này hai bên mới bắt đầu giới thiệu nhau. Họ quyết định sẽ trở thành bạn bè. Đám Jerry thì biến Tom trở thành thợ săn chuột giỏi nhất còn Tom thì sẽ bảo vệ cho cả đám. Nhưng trước hết Bumpy và Betty phải dạy cho Bentley và Tom về cuộc sống cao bồi. Từ cách làm rào gai bảo vệ cho đến cách thuần phục bò nhưng có vẻ hơi đau. Đây là thị trưởng Đúc. Nó nghe những con cầy thảo nguyên báo cáo về việc những con bù nhìn được cắm xung quanh khiến chúng chỉ còn một đường duy nhất để đi là hướng kia. Bắt đầu đào hang đến đó thôi nào mọi người. Trong khi đó, Jerry đang bắt những con đom đóm lại. Cậu dùng nó để làm đèn pin trêu đùa Tom.
Phải đến khi cô mèo ra mặt thì đám chuột nhỏ mới dừng tay lại. Ngày hôm sau, Bentley được giao cho một con ngựa nhưng nó liền cho anh ăn cây củi vào miệng. Không có gì phải sợ, chỉ cần cho nó ăn cà rốt là được. Bentley sợ quá nên đã chọn một con ngựa khác. Anh vừa thử cưỡi thì bị mất kiểm soát. Tom thấy chủ bị như vậy liền chạy đến giúp đỡ. Cậu cưỡi con ngựa ra chỗ đám cầy thảo nguyên mới khiến nó dừng lại. Cả ba bỗng nhiên bị rơi xuống dưới hang. Bentley bị như thế liền chỉ trích Tom khi để lũ cầy thảo nguyên lộng hành như thế. Đám Jerry quyết định tự mình điều tra việc này. Bỗng nhiên có tiếng động phát ra ở bên dưới khiến mấy đứa nhỏ bỏ chạy. Jerry thử xuống dưới xem sao thì cái dây bị tụt ra. Tới khi leo lên trên lại nghe thấy mấy đứa cháu Hứa làm việc nhà liền bật cười. Bentley quyết định viết quảng cáo tuyển mèo để giải quyết lũ cầy thảo nguyên. Ông Clem là trợ lý của ông Crickley nhanh chóng báo cáo về việc này. Tốt lắm, bây giờ hãy kiếm những con mèo để thâm nhập vào đấy, tìm giấy chứng thư của trang trại và tiêu hủy nó. Xong việc thì trang trại đó sẽ là của ta. Ông Clem nhanh chóng có mặt. Tôi nghe nói cậu đang tìm những con mèo ghét chuột. Đây là Butch, Meathead, Lightning và cuối cùng là Shorty. Để tôi kiểm tra chất lượng của chúng. Nếu đám mèo có thể bắt được những con chuột này trước khi chúng chạy tới miếng phô mai thì đám mèo được nhận. Chuẩn bị, bắt đầu. Butch và Meathead chạy trước. Chúng dễ dàng vượt qua những cạm bẫy nhưng vẫn để sót 3 con chuột. Tiếp theo là Shorty nhưng nó vẫn để thoát 1 con chuột. Cuối cùng là Lightning. Ngay khi con chuột chuẩn bị chạm vào miếng phô mai thì nó đã bị bắt. Đám mèo được thuê và có thể bắt đầu công việc vào ngày mai. Sáng hôm sau khi Bentley đang ăn thì ba chú chuột vẫn rình trộm. Lightning nhanh chóng bắt cả đám lại nhưng Tom không muốn thế. Đám Jerry phải làm các hình nộm để đánh lừa lũ mèo. Tom cùng đám Jerry nhanh chóng diễn kịch. Không sao, tôi lo được. Nói xong cậu lao đến chỗ đám Jerry để lấy mấy con hình nộm. Lũ mèo thấy Tom cắn xé ác liệt liền vỗ tay ca ngợi nhưng chúng nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai. Chúng đuổi theo Jerry thì liền bị nhốt vào trong. Chưa kịp vui mừng thì cả bọn đã bị ông Clem bắt lại. Của cậu đây Bentley. Betty tính trả tiền công thì ông Clem nói công việc vẫn chưa hoàn thành. Vẫn còn hàng ngàn con chuột đang ẩn náu ở đây. Có lẽ chúng ta nên để ông Clem ở đây để ra ngoài bán gia súc. Ông ta tính đem đám Jerry đi xử lý nhưng Betty bảo không, để tôi mang chúng tránh xa khỏi trang trại. Đến tối, Bumpy và Betty quyết định thả đám Jerry ra một nơi nào đó. Tạm thời các cậu tránh xa trang trại một xíu, khi nào mọi chuyện xong xuôi tôi hứa sẽ đưa các bạn trở về. Thế là Jerry cùng ba chú chuột phải cắm trại ngoài trời, bỗng nhiên có tiếng hú. Một con sói nhanh chóng xuất hiện khiến cho đám Jerry phải chạy vào trong lồng. Nó vừa lao đến thì Jerry liền đánh cái bốp vào đầu rồi cả đám chạy ra. Con sói vẫn không từ bỏ khiến cả đám phải chạy xuống một cái hang. Tại đây họ nhìn thấy đàn cầy thảo nguyên tìm được một hộp trái cây nhưng không biết mở ra làm sao. Con này thử dùng răng để mở nhưng khi xuống dưới thì bị rụng hết cả hàm. Đám Jerry nhanh chóng xuất hiện, cậu dùng dụng cụ khui đồ hộp để mở nó ra. Thế là cả đàn cầy thảo nguyên có được một bữa tối ngon lành nhưng không quên cảm ơn Jerry. Chúng phong cậu lên làm cảnh sát trưởng của cả đàn, giới thiệu cho Jerry về cuộc sống của cầy thảo nguyên là như thế nào. Đồ của tôi cũng là đồ của bạn. Bọn họ cùng nhau xây một ngôi nhà cho Jerry và ba đứa cháu. Sáng hôm sau, gia đình ông Bumpy quyết định để ông Clem trông coi trang trại trong khi họ lên đường đi bán gia súc. Những con bò nhanh chóng được đem đi. Ông Clem ra lệnh cho 4 con mèo đi tìm giấy chứng thư. Cô mèo thấy thế thì không thể để yên được nhưng bị ông Clem bắt lại. Tom sử dụng bộ móng của mình để giải cứu mỹ nhân thì bị bắt lại. Ông ta vứt Tom ra khỏi trang trại. Cậu cố tìm đường trèo lên thì nhìn thấy đại bàng, chó sói. Con đại bàng đuổi theo khiến Tom đập mặt vào tảng đá phía trước. Ở trong ngôi nhà thì ông Clem vẫn không thể tìm được giấy chứng thư. Bỗng nhiên ông ta kể chuyện về con chó rừng cho lũ mèo nghe. Không ai biết nó đến từ đâu, chỉ biết nó cao chừng này với sừng linh dương và răng của rắn. Khi trăng tròn cũng là lúc nó đi săn những con mèo. Lũ mèo nghe vậy liền chạy đi tìm chỗ trốn. Cô mèo ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện liền rời đi. Sáng hôm sau Tom tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói lại. Đám cầy thảo nguyên đào lỗ xung quanh khiến Tom tụt xuống dưới. Tại đây hội anh em cây khế gặp lại nhau, cả đám quyết định trèo lên để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Tom lại bị mắc kẹt ở phía dưới, cả 4 kéo mãi mới lôi được Tom lên. Bỗng nhiên họ gặp lại cô mèo, cô kể cho cả đám về việc lũ mèo sợ chó rừng như thế nào thì Tom liền được hóa trang theo. Ở trong văn phòng của ông Crickley thì ông ta đang trách móc ông Clem không thể tìm ra được tờ giấy chứng thư, sao chúng ta không mua trang trại từ họ. Tôi đã thử mua từ đời ông của họ nhưng ông ta lúc nào cũng từ chối lời đề nghị. Bây giờ hãy quay trở lại đó và tìm tờ giấy chứng thư ngay. Ở trang trại thì 4 con mèo bỗng nhiên nhìn thấy chó rừng khiến chúng chạy vào ghế.
Tom ở ngoài đang cười khoái chí thì nhìn thấy ông Clem liền chạy lẹ. Cậu chạy về với đám Jerry. Nếu như không có những con bù nhìn đó thì chúng tôi có thể giúp các bạn. Chúng ta biết việc phải làm rồi đấy. Sáng hôm sau cả bọn cho đàn cầy thảo nguyên thấy bù nhìn chỉ để xua đuổi quạ chứ không có tác hại gì. Lúc này ông Clem cũng đã tìm ra giấy chứng thư. Bỗng nhiên bốn con mèo chỉ ra ngoài cửa sổ. Ông nhận thấy có gì đó sai sai khi đám bù nhìn dần dần tiến lại gần. Cuối cùng là xuất hiện thẳng trong nhà. Bỗng nhiên đàn cầy thảo nguyên chạy khỏi hang do mấy con đom đóm ở dưới. Thế là Tâm và Gia Huy quyết định sử dụng pháo để đánh đuổi đám người xấu ra khỏi ngôi nhà. Ông Clem không đem tờ giấy chứng thư ra ngoài mà để nó bị cháy ở trong luôn. Tới khi gia đình ông Bumpy quay trở về thì nhận ra ngôi nhà chỉ còn là một đống đổ nát. Ít nhất chúng ta vẫn có nhau. Giờ anh mới nhận ra mình không phù hợp làm chủ trang trại, anh phù hợp để làm dân đường sắt hơn. Bentley quyết định cùng Tom rời đi vào sáng hôm sau. Em cứ giữ lại tiền không cần đưa cho anh. Khi nào sẵn sàng hãy đến thành phố để gặp anh nhé. Nói xong cậu cùng Tom bắt đầu rời đi. Bố Bumpy và Betty đang dọn nhà thì thấy ông Quigley xuất hiện. Tôi muốn bắt những người này vì tội lấy đất. Đây là tờ giấy chứng thư của tôi. Nói dối. Ông ta lợi dụng lúc nhà tôi bị cháy cùng tới giấy chứng thư liền tới đây. Tôi xin lỗi. Luật là luật. Cô không có giấy tờ đàng hoàng tôi không giúp được. Bỗng nhiên Bentley quay lại. Anh nhận ra đây mới là nhà của mình. Jerry thì nhớ ra gì đó. Cậu chạy về ngôi nhà của mình để lấy một tờ giấy. Ông thị trưởng giúp Jerry quay trở về nhanh chóng. Giữa đường ông mệt quá thì đổi người để đưa Jerry đi tiếp. Ngay khi nhà ông Bumpy chuẩn bị hành lý rời đi thì cậu đã tới. Cậu đưa cho Bentley tờ giấy hồi nãy. Có lẽ ông nên xem giấy truy nã này cảnh sát trưởng ạ. Đưa tôi tờ giấy này xem. Chữ ký ở đây là Lloyd Benson trong khi ông tôi tên là Boyd Benson. Họ nói dối vì tôi đã tự mình ký chứng thư đó. Lúc này tên Quigley đã bị phát hiện liền lên ngựa chạy trốn nhưng Tom đã quăng dây bắt lại. Cậu dùng cái cây để kéo ông Quigley quay về. Sau mọi chuyện thì gia đình ông Bumpy cũng quay quần bên nhau. Bentley cũng chấp nhận bốn chú chuột. Tom thì có được tình yêu từ cô mèo. Có lẽ chúng ta phải xây lại ngôi nhà. Bỗng nhiên họ bị ngã xuống. Bentley vừa tỉnh lại liền nhìn thấy vàng. Chúng ta giàu to rồi. Thế là ngôi nhà đã được xây lại. Trang trại bò cũng được nâng cấp. Kể cả trang trại ngựa cũng thế. Bentley cũng thực hiện được ước mơ của mình là trở thành ông trùm đường sắt. Người ta kể rằng ở trong thị trấn Gooseberry có một ngọn núi mang tên Felicity, họ còn hay gọi là ngọn núi của nụ cười. Vì nó có hai đỉnh nên khi bạn đứng dưới sẽ thấy nó đang mỉm cười. Nhưng chưa hết, tuyết trên núi có thể có một số sức mạnh ma thuật. Jerry đang ở nhà thì nghe tin bà Lepa đang nợ tiền ngân hàng. Nếu tháng này không trả đủ thì họ sẽ tới lấy ngôi nhà đi. Với những đồ chơi mới lạ của ông Double Vay khiến cho cửa tiệm trở nên khó khăn. Một ngày nào đó chúng ta phải cho ông ta biết tay mới được phải không Jerry? Ở trong nhà thì Tuffy đang luyện tập làm ảo thuật nhưng giống đang phá hơn. Cậu kéo Jerry theo để thể hiện trò mới của mình. Cháu có thể ném mấy cái vòng này bất kỳ đâu trong phòng, nhờ có điện từ mà chúng sẽ quay trở lại. Tuffy thử biểu diễn thì lại báo hại Jerry nhưng ít nhất nó cũng quay trở về. Tuyệt vời phải không chú? Chỉ để lại một mớ hỗn độn thôi mà. Jerry mang ra quyển album của Tuffy, chỉ cho cậu xem trò đâm kim qua người khiến Jerry đau như thế nào. Tuffy nghĩ chú nói đúng. Ngày mai là ngày quan trọng của bà Lepa. Cháu không muốn phá hỏng nó nên sẽ không làm ảo thuật. Nói xong Tuffy xin Jerry ra ngoài đi dạo một xíu. Cậu chỉ muốn góp sức nhưng lần nào cậu cũng làm mọi thứ rối tung lên, giá như mình giỏi phép thuật. Tuffy vừa nói vừa nặn người tuyết bằng tuyết trên núi Felicity. Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng ai đó. Có ai ở đây không? Tôi không biết, tôi tưởng chỉ có hai chúng ta thôi. Nhìn thấy người tuyết biết nói chuyện Tuffy liền ngất đi. Cậu vừa mở mắt lại thì thấy nó vẫn ở đây. Đừng lo, tôi sẽ cứu cậu. Nhận thấy mình vừa tạo ra người tuyết thật khiến Tuffy vui lắm. Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Larry. Tuffy háo hức mang Larry về nhà để khoe với Jerry nhưng Jerry vừa thấy liền bất tỉnh. Họ phải mang cậu đặt lên ghế thì cậu mới tỉnh lại. Jerry và Larry thử bắt tay nhau làm quen nhưng nó lạ lắm. Sau khi thoát ra khỏi người Larry thì Jerry nhận ra cậu ta đang bị tan chảy. Chúng ta phải ra ngoài thôi. Jerry và Tuffy chuẩn bị được một cái giường ngủ đơn giản. Larry nằm vào bên trong liền khen thoải mái lắm. Bỗng nhiên đài dự báo thời tiết nói về việc có một khối khí nóng đang hướng tới đây nên năm nay tuyết sẽ tan rất nhanh. Jerry không chịu nổi liền ném cục đá để tắt nó đi. Nghe được tin buồn khiến Larry suy sụp. Đừng lo, tớ và chú Jerry sẽ tìm cách giúp cậu. Nói xong họ chúc Larry ngủ ngon rồi rời đi. Cậu cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Sáng hôm sau là buổi lễ Giáng sinh. Tới lúc mang nhân vật chính ra rồi, một chú chuột mô hình cao 1m7 nhưng lại bị hư hại. Thấy thế ông hàng xóm liền đi qua cà khịa. Ông ta biết việc cô Lepa đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn nên sẵn sàng trả nợ giúp cô để lấy được ngôi nhà này. Bỗng nhiên có một vị khách muốn mua gấu bông.
nhưng cô bé lại hỏi con gấu bông có thể nói chuyện không, có biết nhảy hay có wifi không. Bà Lepa đành trả lời là không, nhưng chuột tuyết có thể làm bất cứ điều gì cháu muốn. Mỗi người chúng ta đều có trí tưởng tượng phong phú, cháu thấy không, cô ấy muốn cháu tự chơi, qua cửa hàng của chú thì không có vụ tưởng tượng như thế đâu. Nói xong ông ta liền khoe cửa hàng chuyên bán đồ chơi hiện đại như kẻ hủy diệt Matic 5000. Trong khi đó thì Larry đang cảm ơn Tuffy, cậu giỏi phép thuật thật đấy. Tôi cũng ước thế, thật ra tôi muốn trở thành một ảo thuật gia, nhưng tôi làm không tốt lắm nên lúc nào cũng bị chú Jerry chửi. Ủa alo, thế cái gì đang đứng trước mặt cậu đây? Thật ra tôi định biểu diễn ảo thuật một chút để giúp bà chủ nhưng tôi sợ làm hỏng. Cậu không cần phải lo về việc đó, vì hình như nó banh tành sẵn rồi. Cửa hàng của bà Lepa thì vắng hoe trong khi cửa hàng ông Double Way thì đông nghẹt. Chúng ta phải làm gì đó để giúp bà Lepa. Cậu nói đúng, tới lúc biểu diễn ảo thuật rồi. Chào mừng bạn đến với buổi biểu diễn của nhà ảo thuật Tuffy vĩ đại. Jerry thấy thế liền lại gần xem, Tuffy biểu diễn trò dùng kim đâm vô người Larry. Mọi người thấy thế liền vỗ tay, tiếp theo tôi sẽ tung những cái vòng này và chúng sẽ trở về cột thu bất kể trợ lý của tôi có đi đâu. Tom thấy thế liền bắt đầu phá đám bằng máy sấy tóc. Người Larry nhanh chóng bắt đầu chảy nước, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngay khi Larry kích hoạt cột thu thì điện gặp nước liền nổ tung. Những đồ điện xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo, lũ trẻ bị dọa như thế liền bỏ chạy. Cháu xin lỗi chú Jerry, cháu chỉ muốn giúp cô Lepa thôi ạ. Larry thấy thế thì nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Ý tưởng có hơi ngốc nhưng vì mục đích tốt đẹp cả mà. Nói xong Larry biểu diễn một bài hát để thu hút khách qua đường. Nhìn thấy một con chuột tuyết biết hát ai nấy cũng đều tò mò xem thử. Khách ở bên cửa hàng ông Double Way nhanh chóng chạy qua bên bà Lepa, họ mua hết những món đồ bà bán. Chẳng mấy chốc cửa hàng còn mỗi cái nịt. Bà Lepa cũng có đủ tiền để trả cho ngân hàng cả gốc lẫn lãi, chúng ta làm được rồi. Vui mừng chưa được bao lâu thì họ nhận ra thời tiết đang nóng lên, Larry cũng chấp nhận việc sẽ bị tan chảy. Làm gì có cách nào để một con chuột tuyết có thể tồn tại mãi mãi? Khoan đã, có đấy. Vùng đất người tuyết ở núi Felicity, người ta nói có phép thuật ở trong lòng thung lũng của núi Cười, nơi sinh sống của mọi người tuyết. Thế là họ quyết định cùng nhau lên đường. Ông Double Way ở đằng xa đã nhìn thấy Larry, cho dù đó là công nghệ bí mật gì đi nữa thì ta cũng sẽ có được nó sớm thôi. Jerry quyết định sử dụng chiếc siêu xe của mình, một chiếc RC nữ hoàng tốc độ mô hình nuôi trần, 4 động cơ điện đồng bộ, có thể đạt đến vận tốc 8 km trong vòng 3 giây. Tới khi ông Double Way và Tom qua thì nhận ra họ đã đi trước rồi. Tom, lên xe nào. Nhóm của Jerry đang dừng ở một tiệm xăng, cậu mang hai cục pin vào trong cửa hàng gần đó để đổi. Larry thấy chán quá liền rủ Tuffy chơi trò ném nắp chai. Chỉ cần thư giãn cổ tay rồi ném thôi, hãy xem cú bắt tốc độ của Larry nào. Tuffy liền ném đi thì cái nắp chai bay xuyên người Larry rồi đập vào xe Jerry. Chúng ta tiêu rồi, bình tĩnh đi, tôi lo được, chỉ cần lau một chút là hết, nhưng Larry lại báo khiến cho vết rách to hơn. Tuffy thấy thế liền ngất lịm, cậu nằm nghỉ xíu đi, tôi lo được. Cậu lo cho cái xe có thêm vài vết sọc khiến Jerry cọc ra mặt. Ông Double Way cũng tới cây xăng nhưng không thấy Larry đâu. Ông ta quyết định sử dụng kẻ hủy diệt Matic 5000 để tìm kiếm, chẳng mấy chốc liền tìm được bọn họ. Trong khi đó nhóm Jerry quyết định ăn trưa. Họ dừng chân ở một bãi rác để bới đồ ăn. Larry thấy trời nóng quá liền nhảy vào một ly soda mà Jerry mới tìm thấy. Xem chúng ta có gì này. Nghe cho kỹ, đây là nhà của bọn ta. Nói cho chúng biết lũ trộm sẽ bị xử lý sao đi. Theo quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự 2015 thì bọn trộm sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Còn đối với chuột thì chúng sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Larry sau khi ngâm mình xong thì đã khỏe lại. Cậu nhìn thấy hai người bạn của mình bị bắt nạt liền ra tay giúp đỡ nhưng bị bắt lại. Anh có khả năng cân bằng tốt đấy. Hẳn là một vũ công chuyên nghiệp phải không? Cũng không hẳn, tôi không được đào tạo bài bản nên cũng muốn đi học đàng hoàng nhưng quá trễ rồi. Tôi không nghĩ vậy, chưa bao giờ là quá trễ cả. Hãy làm theo trái tim của mình. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nói xong nhóm của Jerry liền lên xe để đi tiếp rồi chào tạm biệt. Tới lúc chúng ta phải thay đổi rồi, ông Double Way và Tom nhanh chóng xuất hiện, tìm xung quanh xem. Trên đường đi, Jerry thấy Larry bắt đầu tan chảy, cứ đà này thì có mà đến mùa quýt năm sau mới tới nơi. Cậu quyết định quay xe để tìm sự giúp đỡ. Ông Double Way và Tom vẫn tìm kiếm nhóm của Jerry, tìm ở kia xem. Vừa vào trong Tom liền gặp ba con mèo lúc nãy. Chúng cho Tom một trận như tử khiến cậu phải chạy ra ngoài. Jerry tìm cho Larry một chiếc xe tải lạnh để quá giang. Ngay khi họ chạy đến thì bị ông Double Way cản lại. Ông ta sử dụng bẫy chất nhờn để tấn công Jerry. Nhưng trước giờ cậu chưa sợ va chạm với ai liền quay xe lại. Ông Double Way thấy thế liền cho Tom sử dụng đoàn xe tự động. Cả hai sắp lao vào nhau thì Jerry liền quẹo sang một bên. Thành công hạ gục hai chiếc xe,
nhưng Tom nhanh chóng quay trở lại khiến Jerry phải chạy lên núi. Vừa thấy tảng đá thì cậu tiếp tục quẹo làm cho chiếc xe phía sau không kịp phanh lại. Tom sử dụng đến phi tiêu xốp nhưng lại bắn hư nốt chiếc xe cuối cùng. Hết vũ khí, Tom liền chuyển sang tông hẳn vào xe Jerry. Phía trước là xe bán kem sắp đóng cửa. Jerry quyết định chơi liều khi cho xe bay thẳng qua, thành công vào bên trong ngay khi nhân viên đóng cửa. Tom ở phía sau không kịp né thì dùng ghế thoát hiểm. Nhưng cuối cùng cậu lại rơi vào thùng rác của ba con mèo hồi nãy. Chứng kiến màn hành động lúc nãy khiến cho Tuffy và Larry được mở mang tầm mắt. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến được chân ngọn núi. Larry rủ Jerry và Tuffy đến công viên mùa đông tham quan một chuyến. Tại đây họ được nhìn thấy tuần lộc Shoppy, một con la được đeo sừng tuần lộc. Trong lúc Larry đang nói chuyện thì ông Double Vay đang trên đường tới. Chẳng mấy chốc Jerry đã nhìn thấy xe của ông ta. Larry, chúng ta phải đi thôi, lại là họ à, tôi chán cảnh phải chạy trốn rồi. Larry nhìn sang bồn chứa thức ăn cho động vật liền nảy ra một ý tưởng. Hai cậu đợi lệnh của tôi để mở cái hàng rào đó. Larry thì chạy lên cái bồn, canh chuẩn thời cơ liền cho đổ thức ăn xuống. Jerry thì mở cửa hàng rào. Mấy con tuần lộc Shoppy thấy đồ ăn liền lao đến, cười chưa được bao lâu thì Jerry nhận ra Tom đang bị mắc kẹt. Cậu nhảy xuống để cứu Tom nhưng vô tình khiến cho Tuffy bị bất tỉnh. Jerry chỉ cho Larry thấy Tom đang gặp nguy hiểm. Cậu nhanh chóng nhảy xuống dưới để giải cứu Tom. Larry thì đẩy cái bánh xe để Tom và Jerry được kéo lên. Họ vừa mới ăn mừng thì chiếc xe Jerry bị cán qua. Hên là Tuffy không sao, vừa nói xong thì Jerry nhận ra mình đã để Tuffy ở dưới nãy giờ. Larry dằn vặt bản thân khi đẩy mọi người vào nguy hiểm liền rời đi. Cũng may Tuffy không sao, nhưng họ không thấy Larry đâu nữa. Cậu ấy đang đi cùng chú tuần lộc Shoppy. Bỗng nhiên họ nhìn thấy Jerry và Tuffy đang ở dưới. Cả bốn quyết định cùng nhau đi đến thung lũng Felicity. Trên đường không ít những nguy hiểm đang đợi họ. Có tuyết lở đuổi theo, bão tuyết khiến tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng cuối cùng họ vẫn trụ tới gần ngọn núi. Chú tuần lộc Shoppy chào tạm biệt ba người bọn họ khi chú chỉ có thể đi được tới đây. Larry nhanh chóng tìm ra được vùng đất của người tuyết. Họ vào trong xem thì thấy khắp nơi đều được bao phủ tuyết trắng. Chào mừng các bạn đến với vùng đất người tuyết. Tôi là thị trưởng ở đây. Hãy để tôi dẫn bạn tìm hiểu nơi này nào. Ở đây không cần tủ lạnh, không có cá sấu hung ác. Một nơi lý tưởng với Larry. Bỗng nhiên có người báo tin vùng đất bị tấn công. Yên tâm, chúng ta có hệ thống phòng thủ tối tân nhất. Mọi người vào vị trí chiến đấu. Hàng loạt những viên đạn tuyết được bắn ra. Hẳn là hệ thống phòng thủ tối tân cơ đấy. Không có một vết xước vào con robot của Double Vay. Nó nhanh chóng phóng lưới để bắt những người tuyết lại. Jerry thấy thế liền trèo lên người ông Double Vay, cậu ra hiệu cho người tuyết ở dưới tấn công ông ta. Tuffy thì bay lên cướp lấy cái điều khiển, Larry đá bay nó sang chỗ khác nhưng Tom đã bắt được. Nhận ra ông chủ đang làm điều sai trái, Tom liền đập nát cái điều khiển. Con robot theo đó mà tiêu tùng luôn, mặc dù là vùng đất tuyết nhưng dây trói lại làm bằng sợi ni lông. Dù đã phá hủy bộ điều khiển nhưng con robot tự động kích hoạt sang chế độ hủy diệt, họ nhận ra nó có một cái nút ở bên trên. Tom và Jerry sẽ phụ trách việc đánh lạc hướng, Larry và Tuffy nhân cơ hội đó liền trèo lên trên. Thay vì nhấn xuống thì Larry chọn cách khó hơn là nhấc nó ra, con robot bắt đầu quay điên cuồng, Tom và Jerry phải tiếp tục dụ nó đi chỗ khác để cho nó mắc kẹt dưới hố băng, nên là cả hai kịp nhảy ra khỏi đó. Nhưng con robot có gắn tên lửa nên nó dễ dàng bay lên lại. Trong lúc nguy hiểm thì Tuffy nảy ra một ý tưởng, cậu ném những cái vòng vào trong con robot. Sau đó ném nốt cái cột thu, con robot cứ thế mà bị đánh bại. Mọi người ôm lấy nhau để ăn mừng nhưng có vẻ hơi lạnh. Tom và Jerry cùng với Tuffy quay trở về ngôi nhà của bà Lepa. Jerry tặng Tom một cái chuông hình con chim. Tom tặng lại cho Jerry một con siêu xe khác mà cậu lấy được từ chỗ ông chủ cũ. Bỗng nhiên trời có tuyết rơi, Tuffy nhanh chóng chạy xuống thì thấy Larry. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé.